Chương 2832, có động tĩnh. Không phải là phục tùng tôi, mà là phục tùng nhà nước, phục tùng đảng, phục tùng chỉ thị của công ty. Diệp Phàm cười nói, thấy hài lòng với câu trả lời của Khổng Ý Hùng. Ninh Chí Hòa đã cho thời gian một tháng, trong vòng một tháng hắn phải cố gắng hết sức. Làm được việc này thì mới làm được cho những người của hắn. Chỉ có điều tạm thời cũng chỉ có ba người đáng tin cậy là Khương Quân, Ngũ Vân Lượng và Khổng Ý Hùng thôi. Như Ngô Hồng Sơn nhay từ biểu hiện đầu cũng được nhưng con người này không thể nhập được. Người này như cây leo tường, không đáng tin. Trong lòng Diệp Phàm đang gấp, tối hôm qua đã nghĩ trong đầu về các đồng chí. Chiến Vân Cương cũng được, cũng rất phối hợp làm việc. Chỉ là Chiến Vân Cương đã là đội trưởng đội bảo vệ vũ trang, lại thêm cả chức phó giám đốc sở, nên cũng khó hơn. Bởi vì trước đó là ủy viên đảng ủy, là một trong những thành viên hạt nhân của tập đoàn. Quyền nhiệm này là ở tổ chức đảng bản thân hắn chỉ có thể giới thiệu mà Diệp Phàm đã chọn được người rồi. Chính là để cho Ngũ Vân Lượng thay thế cho chức bí thư kỷ luật tập đoàn, thay cho vị trí chủ tịch công đoàn của Hà Toàn Lý. Bởi vì Hà Toàn Lý không đến một năm đã hết rồi, để Ngũ Vân Lượng nhận chức phó ban thư ký một khi Hà Toàn Lý nghỉ thì lập tức lên thay. Bên kỷ luật của Hoành Không cũng lạ, nhưng Ngũ Vân Lượng là chủ nhiệm giám sát kỷ luật thuộc tập đoàn, là một nhân viên do Ủy ban Lỷ luật tỉnh trực tiếp sai xuống. Là cán bộ cấp phó giám đốc sở, vậy mà lại không đánh bóng gần. Còn Hà Toàn Lý là bí thư kỷ luật tập đoàn kiêm chủ tịch công đoàn lại chính là cán bộ cấp giám đốc sở. Mà ông ta lại không trực thuộc ủy ban kỷ luật phái xuống. Nhưng đại thể là thuộc ủy ban lỷ luật tỉnh quản, đối với Ngũ Vân Lượng mà nói thì cũng có chút khác biệt. Bí thư Diệp trung thành với nước, với đảng, hết lòng để đưa công ty đứng lên, tôi nghe theo bí thư Diệp cũng là phục tùng nước, phục tùng đảng đúng không? Khổng Ý Hùng đúng là giảo hoạt, chọc Diệp Phàm. Ý Hùng anh, đúng là mồm mép lắm. Tôi đâu dám, sao tôi dám khua môi múa mép trước mặt bí thư Diệp được, như vậy chẳng khác gì tự đánh mình sao? Khổng Ý Hùng cười nói. Bí thư Diệp, nơi này đúng là không tệ nhưng ám khí nơi đây đúng là liên quan đến vận may đấy. Mà nơi này đúng là xa xôi hẻo lánh với Hoành Không. Thật bất tiện, cứ đi xem đã rồi tính sau. Diệp Phàm nói. Xe 10 phút sau đã đến chân núi Thông Thiên. Đường đúng là quá xấu. Thấy những tảng đá gồ ghề, Diệp Phàm nói, mấy ngày trước trời tối quá nên không nhìn rõ. Đường này trước kia khi Hoành Không có tiền đã là hình cong, nhỏ, sau đó nghe nói có vị phu nhân của lãnh đạo nào đó lên núi bái sư thái trên Bạch Vân Am nên về đã cho sửa lại đường này. Chỉ có điều bao nhiêu năm rồi, Nico trên núi cũng tăng nhiều. Nghiêm trọng hơn cả là tình hình khai thác đá. Có nhiều xe tải đi vào nên đường mới thành ra thế này. Khổng Ý Hùng nói. Khai thác đá trên núi, nơi này phong cảnh thế này, cộng đem cả phong thủy của trấn Hoành Không, sao lại có thể để người ta tùy tiện mà khai thác đá được? Diệp Phàm hỏi. Ai, việc này khó mà nói. Bình thường thì không có người quản, đây là địa bàn của huyện Hoàng Cương, Hoành Không chúng ta đâu có quyền đúng không? Khổng Ý Hùng nói. Mà... Đã kiếm được tiền thì người ta chắc chắn sẽ qua lại với chính quyền nơi đó. Cái này chính là thần hộ mệnh cho họ mà. Diệp Phàm biết rằng việc này là chuyện quá quen thuộc. Một vài đồng chí lợi dụng quyền này mà kiếm tiền là chuyện đương nhiên. Ví dụ như bãi sông, khai thác đám thậm chí là cả những nhà máy làm ô nhiễm cao mà nhà nước không cho phép. Nếu như anh không làm gì đó thì trên chắc chắn không phê chuẩn. Từ đó mời hình thành lệ tiêu cực như phong bì hay gì đó. Mà có những nghề không dễ làm, nếu như có ô dù này thì làm cũng thuận hơn nhiều. Anh giải quyết không được, người ta ra tay giải quyết cho thì bỏ ra ít máu cũng là bình thường. Đường cũng không xa, từ trên xuống dưới Thông Thiên cũng chỉ 5 phút. Mà đó còn là do đường xấu, nếu như mặt đường xi măng thì chỉ 2, 3 phút là xuống thôi. Đây cũng không phải là đường chính, mà từ đường chính phải rẽ sang khóc cong đó mới đúng. Đoạn đường này là do nhà máy bỏ tiền ra mở rộng. Ngày xưa quốc dân đảng cũng chỉ làm hình thức thôi. Còn đoạn đường này còn cần làm hơn cả đường chính, có thể cũng phải nghĩ đến nguyên nhân an dưỡng của các cán bộ lão thành. Vì thế mà xây rộng hơn và bằng hơn. Thấy xe đến một người tay đã nhiều nếp nhăn đang hút thuốc liền tiến đến. Lão Trương, đây là bí thư kiêm chủ tịch mới của tập đoàn Hoành Không đồng chí Diệp Phàm. Vừa xuống xe Khổng Ý Hùng đã xuống mở cửa cho Diệp Phàm. Bí thư Diệp. Đây là người do công ty điều xuống quản lý nơi này, ông ấy tên là Trương Ngưu Căn, là người tập đoàn phái đến chuyên cai quản nơi này. Ở đây tuy đã bỏ hoang bao năm nhưng vẫn làm công tác vệ sinh,
bên trong còn có những thiết bị chưa chuyển đi, chỉ sợ bị trộm mất thôi. Trộm ở Trấn Hoành không rất nhiều. Khổng Ý Hùng nói. Diệp Phàm đứng ở cửa cười nói. Chu Tước Sơn Trang, không ngờ vị thiếu tướng này lại có hứng như vậy lấy cái tên hay thật. Nghe nói tướng quân Vân Hùng rất thích chim, mà đặc biệt Chu Tước lại là một trong bốn biểu tượng thần của nước ta trong truyền thuyết. Thực ra nó là Phượng Hoàng rồi vì thế mà lấy tên như vậy. Khổng Ý Hùng nói. Diệp Phàm phát hiện ra xung quanh nơi đây được xây bằng gạch xanh. Vừa nhìn thấy cả khuôn viên nằm trong màu xanh cùng màu xanh của cây cối lúc ẩn lúc hiện, có thể rộng chừng 4, 5 dặm. Toàn bộ như một đường dài. Bởi vì xây dựng gần núi nên bên trái bên phải sơn trang này cũng dài đến 4, 5 dặm, và độ sâu bên trong cũng phải đến mấy trăm mét. Đi vào bên trong, thấy toàn là những thứ đã để hoang bao nhiêu năm nhưng vệ sinh thì đúng là lão Trương làm rất tốt. Có lẽ đêm qua Khổng Ý Hùng đã nói nên cho người cùng làm giúp. Bên trong có rất nhiều cây, mà trên khoảng đất trống toàn những cỏ. Ngay cả những kẽ hở của những viên đá cuội kia cũng đã có cỏ mọc, gần như là mọc lan ra cả đường đi. Người đi lên cứ như đi trên nệm cỏ vậy. Bí thư Diệp, ở đây bỏ hoang bao năm, cho nên chưa hoàn toàn làm sạch được. Nếu như bí thư Diệp không hài lòng tôi sẽ lập tức cho người thu dọn lại. Mà cũng phải bổ sung thêm đồ đạc nữa. Khổng Ý Hùng đỏ mặt. Nói, chỉ sợ Diệp Phàm tức giận. Không cần đau, không cần nhổ đám cỏ này đi, chỉ cần sửa lại chút là được rồi. Tôi thích vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy này. Còn có những cành cây vươn ra cả đến lối đi, cũng không phải cắt, để lại. Đi dưới những tán cây này thật là thú vị. Chỉ cần cắt bớt cỏ dài là được, những thứ khác cũng không cần phải sửa gì. Diệp Phàm cười, trong lòng rất hài lòng về môi trường nơi này. Phát hiện ra bên trong có hai tòa nhà. Một lớn và một bé. Tòa nhà lớn nằm ở chính giữa khuôn viên, ba tầng, phong cách như kết hợp giữa cả phương Đông và phương Tây. Còn tòa nhà nhỏ nằm ở một góc, có thể tướng quân Vân Hùng là chỗ ở cho người hầu kẻ hạ. Bí thư Diệp, phòng chính này rất rộng, trong tôi đã tính rồi phải đến 70 gian phòng. Nhưng chỉ có điểm là tường đều bằng đá xanh, nhưng trong nền nhà toàn làm từ những gỗ nguyên chất. Khi dùng có thể không tiện lắm, người đi lại bên trên sẽ phát ra tiếng động. Khổng Ý Hùng nói, không sao, dù sao cũng chỉ có mình tôi nên cũng không vấn đề gì. Diệp Phàm cười đi vào phòng khách. Thấy phòng đúng như phòng thời nhà Thanh được chiếu trên TV, không khác tí nào. Giữa sảnh là một cầu thang lớn, bên trên phân thành hai bên trái phải. Trong phòng khách có rất nhiều ghế khắc hình chim, ở giữa là một bức tranh điêu khắc bằng gỗ hình chim Chu Tước. Dưới bức tranh là một chiếc ghế lớn, trên chiếc ghế có phủ một tấm da hổ. Tấm da này là thật hay giả? Diệp Phàm hỏi. Trước kia tướng quân Vân Hùng dùng là da thật, chúng tôi đã phục hồi như cũng là nhân tạo. Khổng Ý Hùng gật đầu nói. Đây đúng là Sơn Đại Vương phong phạm. Diệp Phàm cười nói, rất hài lòng, liền vỗ tay ở ngay đó. Hơn nữa còn dặn dò Khổng Ý Hùng không cần phải thêm gì, chỉ cần có máy tính, TV, vệ sinh là được rồi. Bởi vì ngày trước là viện dưỡng lão, giờ để cho ở thì cũng phải đổi một chút rồi. Là chủ tịch, thì đương nhiên phòng họp, phòng khách cũng phải có. Vâng. Vừa ra đến ngoài, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, miệng còn lắp bắp, hai mắt trừng trừng nhìn ra núi bên trái phía trước. Khổng Ý Hùng vội vàng hỏi. Bí thư có muốn chúng tôi sửa lại khu vườn kia không? Tôi thấy cây rậm đã che cả tầm mắt. Nếu như chặt đi thì sẽ thoáng hơn, nhìn thấy sông thông thiên cũng sẽ thoải mái hơn. Không cần, rậm càng tốt. Diệp Phàm nhìn qua dã thấy sắp 8 giờ rồi, hai người vội vàng xuống núi. Trước khi đi thấy Khổng Ý Hùng như muốn nói gì, Diệp Phàm hỏi. Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra. Bí thư Diệp, anh đã đến đây 20 hôm rồi, chuyện thư ký của anh đã suy nghĩ chưa? Khổng Ý Hùng nói. Thực ra tôi cũng không nỡ xa bí thư Diệp nhưng vấn đề là lên trên. Như vậy đi, anh ra một tin đồn, sau đó tôi sẽ làm một hình thức thi đua xem sao. Chủ đề là làm thế nào để vực Hoành Không lại, mà phải hướng toàn tỉnh, phạm vị rộng ra chút, không chỉ hạn trong Hoành Không đâu. Đương nhiên cần phải quen biết những đồng chí ưu tú của các công ty thuộc tập đoàn chúng ta. Diệp Phàm giật mình nói. Chương 2833, đội quân tóc dài đáng sợ. Thư ký của mình nếu như không biết gì về phương diện này thì còn làm gì nữa? Thư ký chính là người có tri thức bên mình, Diệp Phàm không cần người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Vật được. Khổng Ý Hùng hơi sững sờ rồi sẽ quyết định việc này. Tiện đường điều tra bản hợp đồng kia.
Tự nhiên Khổng Ý Hùng kinh ngạc, bởi vì trước chưa làm vị trí thư ký bao giờ. Mà Diệp Phàm ăn vội vàng rồi lao thẳng đến văn phòng. Thấy xe Diệp Phàm đi ra xa, dừng bên phía trái phát ra một tiếng động khiến người ta rợn tóc gáy, một người đi như bay. Nếu là buổi tối chắc chắn người ta sẽ nghĩ là ma quỷ. Vừa đến văn phòng đã thấy đồng chí Khương Quân đứng trước cửa đang hút thuốc. Vừa thấy Diệp Phàm đã lập tức đến hỏi. Chuyện của anh đã nghe rồi, việc này tôi cũng chưa nói với anh, sao đã chuẩn bị hết chưa? Diệp Phàm hỏi. Quá đột ngột, khi nãy trưởng phòng nhân sự công ty đồng chí Dương nói với tôi mà suýt nữa tôi sốc. Hôm qua đã nghe đồn chuyện này rồi, chỉ là tôi không dám tin. Khương Quân tôi có đồng chí coi như cái gai trong mắt, thậm chí có người còn gọi tôi là mãng phu. Nhưng, tôi có tin tưởng làm tốt chức chủ nhiệm khu công nghiệp nặng. Thực ra khu công nghiệp của chúng ta không nên gọi là khu công nghiệp nặng, mà nên gọi là khu công nghiệp thôi. Hai người vừa nói vừa tiến vào phòng khác, Khương Quân tiện tay đóng luôn cánh cửa lại. Vì sao? Diệp Phàm đặt túi ra xuống. Rất đơn giản, khu công nghiệp nặng tức là chuyên về sản xuất những thiết bị loại lớn như các thiết bị dùng trong ngành công nghiệp nặng. Còn khu công nghiệp của chúng ta chỉ sản xuất những thứ nhỏ. Ví dụ như xưởng chế tạo máy, xưởng thiết bị điện còn cả kết hợp với xưởng thiết bị chuyển động Hoành Không, công ty thiết bị công trình Hoành Không, công ty trách nhiệm hữu hạn vận hành Hoành Không. Các công ty lớn nhỏ trong khu công nghiệp không dưới 20 công ty. Các xưởng sản xuất đến hàng trăm xưởng, tôi thấy nói là khu công nghiệp thôi là hợp lý. Khương Quân nói, đúng rồi, công ty thiết bị công trình có phải là sản xuất những thiết bị phục vụ cho công trình không? Ví dụ như máy đào, máy cẩu, xe lu. Diệp Phàm chợt giật mình nói. Đúng vậy, thực ra công ty thiết bị công trình là một công ty con thuộc tổng công ty chế tạo cơ khí Hoành Không. Ngày trước chỉ là, công tác tiêu thụ thiết bị công trình là chủ yếu. Công ty này có vài người, chuyên làm về nghiệp vụ, chỉ để bán những thiết bị công trình ra ngoài. Khương Quân nói. Như vậy đã quá lãng phí, một xưởng sản xuất thiết bị điện phải cần đến một công ty thiết bị điện để tiêu thụ sao? Thực ra hoàn toàn có thể kết hợp lại làm một. Bên trong phục vụ tiêu thụ là được. Làm gì cần đến một tên công ty riêng? Diệp Phàm hỏi. Trước kia vốn là cùng một nơi nhưng sau đó thực hiện rất rối loạn. Chủ quản vừa quản lý sản xuất lại vừa quản lý tiêu thụ nên làm không đạt hiệu quả. Có khi xuất hàng lớn xảy ra vấn đề thì lại trách chủ xưởng không thông báo họ, chủ xưởng lại trách bên tiêu thụ không báo lại cho họ. Cứ như thế, cãi cọ khắp nơi, ai cũng không nhận trách nhiệm. Nên sau đó đã tách ra. Cho nên, tuy nói trong khu công nghiệp nặng chỉ có hai nhà máy nhưng công ty ở bên trong thì không hề ít. Thực ra như thế cũng không đúng. Đơn vị có bao nhiêu người mà cũng nhiều lên. Một là nhiều lên cũng lãng phí, hai tạo thành việc tách riêng giữa sản xuất và tiêu thụ. Bên tiêu thụ xảy ra vấn đề không báo ngay lên bên sản xuất mà chủ xưởng cũng không biết là sản phẩm xảy ra chuyện gì. Nếu như kết hợp lại làm một thì tốt, chỉ có trách nhiệm là phải phân chia, không thể cãi cọ nhau được. Đồng chí Khương Quân dùng kinh nghiệm của bản thân để phân tích vấn đề. Chỉ sợ lúc đầu xây dựng các bên lại phải lo giải quyết vấn đề sức lao động dư thừa. Tập đoàn chúng ta có nhất thiết phải dùng nhiều công nhân như vậy không? Có thể nửa số còn lại có thể chuyển đi. Như thế khiến cho công nhân nhiều lên, mà công việc lại không nhiều. Như thế tiền lương cũng không trả nổi. Nếu như nhân công giảm đi một nửa, mọi người cùng nhau cố gắng. Mặc dù chỉ làm được 3 đến 5 phần thì hàng tháng mỗi người đều có thể nhận được tiền đúng không? Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp nói rất đúng, còn có cách nào nữa, nếu như giảm biên chế thì lại liên quan đến nhiều vấn đề. Ngày trước Tổng Giám đốc công ty thấy nhân công nhiều quá cũng đã nghĩ đến cách này. Cũng đã tìm cả lên thành phố, lên tỉnh, xem có thể phân ra một số công nhân dư thừa được không? Nhưng dân số hạng Nam không ít, vốn bao nhiêu người không có việc làm còn ở xã hội nhiều. Làm gì có doanh nghiệp nào còn thiếu người đâu. Đặc biệt là các doanh nghiệp quốc doanh, đều dư ra hàng tá người. Nếu như anh bỏ ra 10, 20 người thì vô tư, không thành vấn đề. Nhưng bên anh có đến hàng vạn người, mỗi lần muốn tống đi những 6, 7 nghìn thì cả hạng Nam có mở hết mồm ra cũng không tài nào mà nuốt nổi. Mà nói thực, công nhân của chúng ta nhiều như vậy đều là con cái của cán bộ hạng Nam hay là huyện Hoàng Cương thôi, đều là họ đút lót mà vào. Bọn họ hoàn toàn chẳng có kỹ thuật nào, chẳng làm gì, ở trong này chỉ ăn chơi thôi. Nếu như cho họ làm ăn đàng hoàng thì chắc chắn là không chịu được. Mà người ở đây nếu tính ra, không còn ở vị trí cũng phải đến 500 người, họ chỉ biết nhận lương, còn không làm được trò trống gì.
khi làm thì không thấy người đâu. Khương Quân nói, dù gì thì cũng nói hết cho Diệp Phàm biết, cũng không phải người ngoài rồi. Ôi, đây chính là bệnh của doanh nghiệp quốc doanh mà. Còn doanh nghiệp tư nhân người ta chú trọng vào hiệu quả làm việc, mỗi cây một hố, ai ai cũng hăng hái làm việc. Còn đơn vị chúng ta thì ba cây cải mới có một hố. Đương nhiên sẽ tạo thành kết quả cải không đủ dinh dưỡng, đến cuối cùng thì không phát được lương. Mà doanh nghiệp phát triển thì mới có thể nuôi được cả một cơ số người đó, doanh nghiệp mà không tốt thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn mà thôi. Diệp Phàm thở dài nói, chau mày rồi nói tiếp. Vấn đề giải quyết nhân công dư thừa phải được vạch ra rồi. Cần phải bỏ những nhân viên chưa nhận chức đi, có thể dùng phương thức bồi thường một lần để dẹp đi. Bằng không tất cả đều nói là đã biên chế rồi, hiện giờ không có gì làm cũng không thể nói được sau này cũng sẽ thế. Không có việc gì làm mà anh ở đó chơi đến 8 tiếng đồng hồ, còn nữa, không có gì làm thì phải rèn luyện lĩ năng chứ, một khi có việc thì lập tức sản xuất. Trong chuyện này chắc cũng phải có đến 300-400 người không làm được, đa phần đều là phu nhân các lãnh đạo. Thường chỉ có để họ sung sướng chứ có làm được gì. Bảo họ đến xưởng mà đứng trước máy móc thì thà giết họ còn hơn. Vấn đề của đống người này là rất lớn. Bảo họ đi họ không đi, đứng ở đó để nhận lương, lương không phát nổi thì họ tức giận. Bà xã các ông cũng không thiếu chút tiền này, chủ yếu là để có cái bảo đảm. Ví dụ như đều lúc về hưu có phụ cấp, hay lúc bệnh tật cũng không phải chi trả. Nếu như bảo họ đi thì chồng hay vợ sẽ đến mà tấn công tập đoàn. Những người này thường không thể hiện gì nhưng một khi đã vạch mặt ra thì đúng giống như vợ của các ông tướng đến là đáng sợ. Hơn nữa họ tổ chức thành một đội, đằng sau toàn là thân thích của các lãnh đạo hạng Nam hay Hoàng Cường gì đó. Trước kia không có kiểu này, còn nhớ mấy năm trước có vị lãnh đạo nhận chức thấy thế liền nghĩ đến cắt giảm biên chế để có thể cân bằng lại. Kết quả là vừa mới nói, chưa kịp làm thì đã bị hội kia chặn lại, thậm chí còn có người ra tay hạ thủ cả với lãnh đạo. Đối với những mẹ thân thích với các lãnh đạo này các vị lãnh đạo công ty cũng khó mà bắt họ làm được. Các vị lãnh đạo đằng sau họ không ra mặt, chỉ âm thầm nhìn. Nếu như bên này anh ra sức ép quá lớn thì họ mới ra mặt. Cho đến lúc đó, không phải chỉ là một hai đồng chí mà trên là cả một đống người. Hảo hán cũng khó mà qua nổi đúng không? Mà lúc đó tiếng đồn vang xa rồi, nói là lãnh đạo tập đoàn chúng ta trả đũa, thậm chí còn là những lời bịa đặt, nói chúng ta thế này thế kia. Kết quả lại dùm beng rồi bên tỉnh lại cho người xuống điều tra. Cuối cùng thì sao, còn chưa động thủ thì các vị kia mới đến đây chưa đầy 3 tháng cũng đã bỏ về mất rồi. Việc này thực ra chính là bị các vị đàn bà phu nhân kia ép. Khương Quân lo lắng nói. Cho dù thế nào cũng phải điều tra rõ đã. Sau đó gọi họ lại làm việc, không làm việc thì cho họ thời gian 1 tháng để điều chỉnh. Nếu như không thích hợp thì đành để họ đi. Công ty chúng ta không thể nhận thêm những người vô ích. Như thế thì mãi mãi sẽ ở trong quỹ đạo khó khăn thôi. Diệp Phàm quyết tâm nói. Được, việc mà bí thủ Diệp làm thì Khương Quân tôi sẽ đi tiên phong. Khương Quân không hề do dự, nói. Thực ra, tôi sớm đã không thấy vừa mắt các mẹ đó rồi. Cả 1 năm chắc đến xưởng 1 lần, mà mỗi lần lại còn ngồi xe con nữa đúng là thái quá. Thấy người lại còn kiêu ngạo, không hài lòng lại còn khua chân múa tay, nói là người này không tốt, chỗ này không được. Làm như kiểu các mẹ ấy là lãnh đạo tập đoàn không bằng mà thấy không phát lương cái là bắt đầu lôi cả nhà người ta ra chửi. Những người này, vốn là những con ký sinh trùng trong xưởng. Khương Quân tức giận nói. Ký sinh trùng, ha ha, nói hay lắm. Nhưng nếu như có thể thông qua đào tạo mà đạt thì chúng ta cũng đồng ý giữ họ lại. Nếu không được thì chúng ta phân công ra, dù sao cũng là thân thích với các lãnh đạo tỉnh, họ cũng có thân thế lớn. Lẽ nào đến vợ mình cũng không lo cho một nơi yên sao? Để lại cả một cục diện giang dở cho chúng ta thì còn nghĩa gì? Diệp Phàm cười nói, nhìn Khương Quân, nói. Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu chúng ta chỉ có một khu công nghiệp, thì không nên gọi là khu công nghiệp nặng. Rõ ràng là sửa thành khu công nghiệp kỹ thuật cao. Khu công nghiệp kỹ thuật cao, chúng ta có thể có tên này không? Khu công nghiệp kỹ thuật cao này là khu tập trung nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao. Khương Quân có chút nghi hoặc. Chương 2834, Nico cũng phát điên. Sao lại không thể gọi như thế, đều muốn di chuyển cả trung tâm kỹ thuật của tập đoàn đi sao? Tập đoàn chúng ta phải phát triển không thể đùa giỡn được. Phải hình thành một dây chuyền sản xuất các sản phẩm chủ chốt. Mà việc phát triển những sản phẩm hạt nhân này chính là phát triển khoa học kỹ thuật,
vì thế mà tên này hoàn toàn hợp lý. Chúng ta sẽ kết hợp cả phát triển khoa học kỹ thuật và sản xuất làm một. Mà cần phải đẩy nhanh tiềm lực sản xuất, trọng thưởng cho những đồng chí có sức sáng tạo lớn. Diệp Phàm nói, nhìn Khương Quân nói. Mà tôi còn có một dự định. Tập đoàn chúng ta tuy có thể sản xuất thiết bị cơ khí công trình cả bộ. Chúng ta không thể để chỉ tập trung ở tổng tập đoàn được. Có thể để những thiết bị công trình mà chúng ta sản xuất ra thành một công ty công trình được không? Nhà nước đang trong thời kỳ phát triển, dự án đường cao tốc cũng đang được xây dựng. Mà mở rộng cả mặt đường cấp 2 nhựa và xi măng. Giờ lợi nhuận kiếm từ gói thầu công trình này cũng không phải nhỏ. Còn có thể vươn tay ra vào bất động sản, chúng ta có thể tự xây nhà đúng không? Nói xong thấy Khương Quân lẳng lặng nhìn mình, cười nói. Sao, lẽ nào không được sao? Ý tưởng rất là kỳ lạ, trước giờ chúng ta không có công ty sản xuất thiết bị của chính mình, mà cũng không biết được cách dùng tiền này để có thể kiếm tiền khác. Đúng là một con đường tốt, nếu như anh đúng muốn lập công ty công trình thì đưa những công tác chuẩn bị để tôi đi làm. Khương Quân tôi là cán bộ biên chế quân đội, thực ra ngày trước cũng đã chỉ huy binh đoàn chứ không phải là đoàn dã chiến. Ngày trước khoác lác chỉ sợ người ta nói tôi, nên nói rằng tôi là đoàn dã chiến. Thực ra chúng tôi là binh đoàn công nhân. Cũng giống như sửa đường, xây cầu mà xây dựng công trình ngầm tôi cũng đã chỉ huy qua. Anh biết là trong quân đội yêu cầu nhiều hơn dân thường nhiều lần. Có thể dùng quân sự tại sao lại không thể hợp với tiêu chuẩn của dân dụng sao? Mà, tôi nghĩ nếu như so sánh với công ty công trình thì chắc chắn là hợp. Bởi vì, đây vốn là ngành chính của tôi, 18 tuổi tôi tham gia quân đội, 33 tuổi chuyển ngành, cũng làm đến 15, 16 năm đấy. Vì thế, mỗi lần tôi thấy sản xuất ra những thiết bị này là tôi vui mừng rồi. Thỉnh thoảng có thể lén mở một vòng ra là được. Tiếc rằng, chẳng bao giờ có cơ hội. Tôi thích làm nghề cũ của tôi. Khương Quân hứng lên nói. Lãnh đạo thì có rồi nhưng còn nhân công thì sao? Chúng ta đã làm phải làm lớn, không thể làm có chút như các công ty công trình khác trong huyện được. Ít nhất chúng ta làm thì vốn đăng ký cũng phải đến tiêu chuẩn cho công ty công trình cấp 2 thậm chí cấp 1 là 5, 60 triệu. Mà phải hoàn thành nhân tài lượng lớn để tổ chức thành công ty. Những người đã có kinh nghiệm về lĩnh vực này cũng không thể thiếu. Hơn nữa còn phải nâng cao cả đẳng cấp công ty công trình, kiến trúc sư là cái quan trọng nhất không thể thiếu được. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, vấn đề rất lớn, chỉ cần có lòng tin là làm được. Thực ra, về vấn đề công nhân của công ty công trình tôi hoàn toàn có thể giải quyết được. Cấp dưới trước kia của tôi, tức là những quân nhân đã xuất ngũ. Tôi còn giữ lại rất nhiều số điện thoại. Đến lúc đó lên tiếng thì tất cả mọi người sẽ đến giúp. Còn nữa, thông qua lời mời chào của họ các đồng chí có thể làm ra các thiết bị quân sự lại không thể làm việc trải đường được sao? Mà đối với những nhân tài công trình cao cấp, tôi nghĩ chỉ cần trả họ giá cao, chắc chắn sẽ mời được. Như những kiến trúc sư đã làm ở đây, sau khi chuyển nghề đã không làm ở những nơi ngành nghề cũ rồi. Nghiệp vụ của họ thực ra đã là hoang phí. Nếu như có thể điều động lại thì tốt, đương nhiên, đại đa phần các đồng chí đều không chịu đến. Bởi vì, nơi mà họ đến là sở nghiên cứu hay các đơn vị khác. Ví dụ như các ngành trong chính quyền, đương nhiên là tốt hơn nhà xưởng của chúng ta rồi. Nhưng tôi có thể thuyết phục họ làm việc, chỉ là cần phải có khoản tiền lớn mới được. Khương Quân mặt mày hớn hở nói. Một khi dự định đã thành sự thật, tôi sẽ cho anh một khoản lớn để chuẩn bị. Nếu anh có thời gian cứ liên hệ với những nhân tài kỹ thuật và công nhân đi. Nếu như là những lính công trình mà phục binh thì càng tốt. Tôi thấy, anh cũng không nên chỉ hạn định trong những cấp dưới của anh có thể thông qua cả những chiến hữu, đồng nghiệp, có thể chọn người từ những phục binh của đội công trình khác. Gánh hát rong do anh quản lý nếu như có thể thành công rời đi được anh sẽ là người sáng lập ra công ty công trình kiến trúc Hoành Không. Đồng chí Khương Quân, sự nghiệp của chúng ta bắt mới bắt đầu mà đã có thử thách rồi. Diệp Phàm vỗ vai Khương Quân. Tôi đúng là có cảm giác nhiệt huyết dâng trào, để tôi nhận chức chủ nhiệm khu công nghiệp đúng là tôi không hao hứng gì. Yên tâm Bí thư Diệp, tôi có lòng tin sẽ tạo ra được một đội phục binh. Công bính, rồi các kỹ sư sẽ làm lên công ty công trình. Tuy nói ngày trước tôi chỉ tốt nghiệp trung cấp, nhưng sau đó tôi đã được đào tạo sâu trong học viện công trình, giờ cũng đã có bằng chính khoa rồi. Chức đoàn trưởng tôi đã làm rồi. Nhưng tôi có ý kiến phải quản lý công ty theo quy tắc quản lý tiêu chuẩn trong quân đội. Còn chưa có bát tự của công ty này mà đã ra yêu cầu rồi, xem ra người này đúng là hào hứng quá rồi. Công ty do anh sáng lập,
tôi có thể để cho anh làm. Đương nhiên làm theo tiêu chuẩn quân đội là tốt rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng là doanh nghiệp dân dụng, cũng không thể quá hà khắc, khiến người khác sợ chạy mất. Yên tâm đi Bí thư Diệp, tôi biết chắc vụ này. Tôi hy vọng dự án này anh có thể nhanh chóng đệ lên cấp trên. Còn tôi thời gian này sẽ tranh thủ thời gian rảnh để tiến hành công tác chuẩn bị giai đoạn đầu. Để khi Bí thư Diệp cần tài liệu gấp tôi sẽ cung cấp ngay. Bí thư Diệp, tôi đi trước đây, về chuẩn bị một số việc. Khương Quân nói là làm, quay người, bước ra, nhưng lại bị Diệp Phàm gọi lại, trầm mặc một lúc rồi mới nói. Khương Quân, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Có việc gì Bí thư Diệp cứ nói. Khương Quân hỏi. Anh chuyển nghề lúc đó mới là 33 tuổi, đúng lúc sung mãn, có thể tiến lớn trong công việc, ba mấy tuổi đã là đoàn trưởng đoàn công trình rồi, tiền đồ đúng là thênh thang rồi. Nếu như anh nỗ lực trong quân đội thì cũng phải được thăng chức rồi, thậm chí là đến tướng quân đấy chứ. Theo tinh thần khi nãy của anh tôi thấy anh rất thích công việc công trình này. Vậy sao anh có thể nỡ mà bỏ nghề, mà anh lại có thân thủ, nếu như tôi đoán không sai cũng phải ngũ đẳng rồi. Với thân thế của anh, làm trong bộ công an hay bộ ngành bí mật nào đó chắc chắn không thành vấn đề, sao tiền đồ rộng mở như vậy na không theo mà lại ở hoành không đổ nát này. Diệp Phàm hỏi. Ôi! Khương Quân thở dài, lộ ra vẻ mặt buồn bực. Chắc chắn bên trong có chuyện gì đúng không, nếu như không tiện nói thì không phải nói. Tôi cũng không muốn tìm hiểu quá sâu về anh đúng không? Diệp Phàm cười nói, có chút ngưng trọng. Việc này cũng đã dàn vặt tôi bao năm rồi. Không nói thì không chịu được, nói ra thì dài dòng. Anh xem giờ tôi cũng đã 36, 37 rồi mà còn độc thân, chắc chắn là có nguyên nhân rồi. Bí thư Diệp, không phải tôi đã nói rằng trên Bạch Vân Am tôi có người thân sao? Thực ra cô ấy không phải là người thân của tôi, mà là người yêu, tên là Mộc Châu Lệ. Đi theo Thái sư Mộc Nguyệt. Khương Quân nói đến đây, Diệp Phàm không thể kìm được phải hỏi. Thái sư Mộc Nguyệt. Có phải là người chủ trong viện thần bí trong Bạch Vân Am không? Đúng vậy, chính là cô ấy. Nhưng trước giờ Thái sư đều che mặt, đều 70, 80 rồi mà vẫn chơi trò thần bí, cứ làm như kiểu tiên nữ ấy, nghĩ mà buồn nôn. Khương Quân khinh thường nói. Sao người yêu của anh lại xuất ra, lẽ nào bởi vì anh? Diệp Phàm hứng thú, vấn đề này liên quan đến Nico, mà Nico đã không phải người thường, đương nhiên là thấy thần bí rồi. Ồ! Đúng vậy, đến khổ cho cô ấy. Khương Quân gật đầu nói, uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp. Mộc Châu Lệ là người dân tộc Nạp Tây, chính ở bên kia đối diện sông, thuộc Khi Giang Hoa. Ở đó người Nạp Tây rất nhiều, mà tuy nói người Nạp Tây đã vào xã hội hiện đại rồi, nhưng ở đó có hiện tượng hôn nhân trọn gói không hề ít. Năm 1723 Ung Chính thực hiện chính sách cải tổ đất, chính sách đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa tộc Hán. Thực ra đã thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng và cha mẹ sắp xếp hôn nhân cho con cái. Việc hôn nhân của con cái là do cha mẹ đặt, bà mối làm chủ phải mang trâu, dê, lợn, rượu ra để xin cưới. Hôn nhân theo truyền thống của tộc Hán là phải môn đăng hộ đối, tam tòng tứ đức, chồng làm gì vợ cũng làm theo, mà ở nơi đó người Nạp Tây và người Hán kết hôn nhiều. Trong nội bộ tộc, cùng họ nhưng không cùng huyết thống có thể lấy nhau, nhưng cấm người trong cùng gia tộc kết hôn với nhau. Kết hôn tất cả đều phải thông qua đính hôn, mời rượu, và tổ chức hôn lễ. Việc giao lưu nam nữ trong tộc người Nạp Tây thường được diễn ra trong ngày lễ hội, sau khi nam nữ quen biết nhau, có thể nhờ bà mối tác hợp, hai bên tìm hiểu bát tự. Khi tôi 16 tuổi cũng ngẫu nhiên mà quen được Mộc Châu Lệ, từ đó chúng tôi bắt đầu qua lại thư tử với nhau. Mà cha tôi làm ở huyện Hoàng Cương thành phố Hạng Nam, nơi mà ngăn cách với nơi ở của Mộc Châu Lệ. Nhưng năm 18 tuổi, học xong trung cấp tôi vào quân ngũ. Anh biết không, trường mà tôi học cũng là trường chuyên về công trình. Mà nơi mà các học viên đến cũng là núi, mỗi lần đi cũng phải vài năm mới về được. Ở nhà cha mẹ Châu Mộc Lệ ép cô ấy đi lấy chồng, đúng 2 năm tôi làm ở công trình quân sự dưới lòng đất. Trong 2 năm đó tôi không hề liên lạc ra bên ngoài, khi vừa xong tôi đã vội vàng về nhà, cô ấy không chịu để bố mẹ ép nên xuất gia đến Bạch Vân Am. Cô ấy vì tôi mà phải xuất gia. Khương Quân nói đến đây, không ngờ hai hàng nước mắt cũng rơi xuống. Ha ha, xuất gia cũng có thể hoàn tục mà. Giờ đã là thời đại hiện đại chứ đâu phải là phong kiến nữa. Cứ để tóc dài lại là không vấn đề gì nữa rồi. Chuyện nhỏ, vì thế nếu như anh thực sự thích cô ấy, để tôi giúp anh.
bằng không cứ kéo dài chuyện này sẽ không đến đâu. 30 là lo rồi, giờ anh ba mấy rồi, không thể kéo dài chuyện này. Cứ kéo dài chuyện này anh cũng không vui vẻ, thì mọi người cũng không vui có phải không? Diệp Phàm nói, nghĩ đến Kiều Viên Viên nằm trên giường, không thể không nghĩ đến. Chương 2835, bới móc. Không phải đơn giản như vậy, 3 năm trước tôi quay lại, đến Bạch Vân Am luôn, Châu Lệ nói với tôi rồi, cô ấy là một người hiếu thuận. Nói là trừ phi bố mẹ cô ấy đồng ý bằng không cả đời cô cũng không lấy chồng. Tôi đã đi tìm bố mẹ cô ấy, nhưng hai người đó đúng là ngoan cố. Sau đó mới biết trong khu Giang Hoa có vị công tử tên Lý Chí, người này không hiểu sao đã nhắm phải Châu Lệ. Chỉ có điều Châu Lệ có chết cũng không đồng ý, Lý Chí là người có tiền, với số tiền lớn này cha mẹ cô ấy cũng đã bị mờ mắt rồi. Tự nhiên lại ép Châu Lệ, sau đó không còn cách nào, nên cô ấy đành phải lên núi xuất gia. Ngày trước là tu hành, ban phát nhưng Lý Chí còn đi theo quấy rối và hứa sẽ lấy số tiền lớn để sửa am. Ngay cả sư thái chủ trì Bạch Vân Am còn phải động lòng, nên đã khuyên Châu Lệ, sau đó khi Châu Lệ tức giận đã cắt bỏ tóc đi. Lý Chí thấy thế mới bỏ quyết tâm, nhưng trong lòng vẫn còn ham muốn. Thỉnh thoảng lại cho người đến hương khói rồi tiền của cho Bạch Vân Am. Tôi vừa nghe đã đến tìm cha mẹ Châu Lệ. Không ngờ, hai người đúng là già mồm, lại còn châm chọc, khiêu khích. Ai mà biết được không lâu sau Lý Chí lại nhận được tin tức này. Không ngờ lại cho người sàng khiêu khích tôi, tính tình tôi sao mà chịu được. Mà Châu Lệ lại như thế này, công thêm hắn ta công kích tôi trước, nên tôi thật sự không nhịn được, trong cơn tức chúng tôi đã đánh nhau. Kết quả là đánh thương đầy người, có mấy người bị thương nặng, bởi vì tôi là quân nhân nên cơ quan công an đã giao tôi cho bên quân đội xử lý. Khương Quân nói, như anh hoàn toàn là phòng bị mà. Họ xử lý anh ra sao? Diệp Phàm hỏi. Là thế này, không ngờ chú của Lý Chí lại là Lý Thành Thọ, lại chính là tư lệnh quân khu Giang Hoa. Chẳng trách mà hắn ta lại kiêu ngạo như vậy. Tuy lãnh đạo bộ đội đối với tôi không tệ nhưng Lý Thành Thọ có thể ngồi lên chức tư lệnh quân khu Giang Hoa chắc chắn phải có liên quan đến hệ thống quân đội. Bên quân đội muốn xử lý tôi không phục. Kết quả bên kia cưỡng chế khiến tôi phải chuyển nghề. Thực ra tôi biết. Sư trưởng của tôi muốn bảo vệ tôi nên mới làm thế. Bằng không đã xử lý rồi. Đổi nghề thế này thì quân đội cũng không quản lý tôi. Mà có thể sẽ đạt đến hiệp định gì, sư trưởng của chúng tôi đã nói với tư lệnh Lý. Cho nên, bên đấy không hề có người nào đến tìm tôi. Mà người bị tôi đánh thương cũng đã chữa trị rồi. Lúc ấy tôi ra tay vẫn nhẹ nhàng, bằng không, đánh chết họ thì cũng không thành vấn đề với tôi. Khương Quân phẫn nộ nói. Kết quả là làm việc này đến tận giờ, có thể người nhà họ Lý cũng đã giật dây bố mẹ Châu Lệ rồi. Nên cha mẹ của cô ấy không đồng ý, mà Châu Lệ lại là người có hiếu. Vì thế hai người anh vẫn đang đứng ở hai bên có phải không? Diệp Phàm nói. Đại thể là như thế, Châu Lệ cũng như một cái cây tuổi chúng tôi cũng không còn nhỏ, cô ấy cũng đã 32, 33 rồi. Lần trước tôi bị đuổi khỏi khu công nghiệp nặng có thể cũng liên quan đến người nhà họ Lý. Tập đoàn Hoành Không chúng ta nói là do tỉnh quản lý nhưng ngày trước Điền Nam cũng quản lý. Nhà họ Lý lại có quyền thế, ra tay một chút cũng chẳng vấn đề gì. Khương Quân phẫn nộ nói. Không sao, nếu như người nhà họ Lý đã dừng tay vậy thì thôi. Nếu như còn gây khó khăn thì Diệp Phàm tôi sẽ cho hắn biết thế nào là thủ đoạn Diệp Thị. Diệp Phàm nói đến đây nhìn khí phách ngang nhiên, hống hách hẳn. Bí thư Diệp, không cần phải quản lý chuyện của tôi. Nhà họ Lý không đơn giản, mà tôi cũng không sợ hắn. Chúng ta là người một nhà, ăn no cả rồi cũng không đói. Sợ cái gì chứ, thực ra cũng muốn cho tên họ Lý kia một trận. Khương Quân nói, âm thanh thật là lạnh nhạt. Anh muốn làm gì đồng chí Khương Quân? Chúng ta là xã hội pháp chế, làm gì cũng phải có đầu óc, suy nghĩ. Chuyện lần trước còn không tỉnh sao, làm gì cũng phải dùng cái đầu chứ không phải động tay động chân. Mà nhà họ Lý có ưu thế. Nên lại để ý anh. Bọn họ còn để anh làm chuyện bất chính rồi cho anh vào chồng. Khương Quân, anh không phải người ngu, anh là người thông minh, việc này tôi không nói nhiều nữa. Nhưng việc của Lý Chí anh không nên ra tay. Tôi làm, tôi biết anh đang lo tôi có chuyện gì phải không, anh nghĩ xem, thân thủ tôi thế này sao có thể xảy ra chuyện gì. Nói không phải khoa trương, người nhà họ Lý, ha ha, với tôi chỉ là bọn tép siêu thôi. Anh có tin hay không? Diệp Phàm nhìn Khương Quân. Tôi tin, tuyệt đối tin. Khương Quân gật đầu,
Nghĩ đến thân thế Diệp Phàm thế, trẻ thế mà ngồi được vị trí lãnh đạo hành không, nghe nói gần đây anh ta lại còn điều chỉnh được nhân sự trong thành phố. Nếu không có năng lực thì làm sao có thể làm chuyện lớn thế được, có thể đồng chí này có liên quan đến các đồng chí có chức vụ lớn trong tỉnh, vì thế đồng chí Diệp Phàm này cũng không dễ sống. Còn nữa, việc của Mộc Châu Lệ chúng ta cùng nhau giải quyết. Làm thì cũng phải phiền đến Bạch Vân An, đến lúc đó, chỉ sợ cô ấy không hoàn tục. Đồng chí Khương Quân ngồi đó mà chờ ôm vợ. Diệp Phàm cười nói, nhìn Khương Quân, hỏi. Mà khi anh 18 tuổi đã quen biết Mộc Châu Lệ rồi, đồng chí này đúng là dậy thì sớm hả? Nhìn Diệp Phàm có ánh mắt kỳ lạ, Khương Quân đỏ bừng mặt, ấp úng nói. Việc này, người ta nói là tâm đầu ý hợp mà, chúng tôi là vừa nhìn đã yêu mến. Nhưng bí thư Diệp, tôi chưa hề đụng chạm cô ấy. Chỉ là nắm tay thôi. Ha ha ha, có thể lúc đó hai người còn quá trẻ, không hiểu làm gì đúng không? Diệp Phàm cười to nói. Việc này, có chút, khi đó tôi còn cổ hủ, hôn còn chẳng biết hôn làm sao. Khương Quân sờ đầu nói. Rất ngại ngùng. Đến hôn còn không hôn sao, sao lại có đồng chí thuần khiết thế này? Diệp Phàm nói. Thì thế, giờ muốn hôn thì lại không dám hôn. Không thể phỉ báng cô ấy được đúng không? Mà tôi có cảm giác sư thái Mễ Nguyệt rất thần bí, hình như là rất kỳ quái. Tuy tôi chưa gặp mặt bà ta, nhưng người thì đã gặp hai lần rồi. Chỉ có điều người ta không để ý tôi nhiệt tình chào hỏi, nhưng bà ta rất lạnh lùng, chỉ ừ một tiếng ở trong cổ họng. Khiến cho người ta đều có cảm giác như một khối băng. Khương Quân nói, vị sư thái này đúng là kỳ lạ. Diệp Phàm gật đầu, nói, anh yên tâm, có quái hơn thì chúng ta cũng khống chế được. Tôi không thích hảo hán đơn thân, cả việc nhà và công việc đều tốt mới tốt đúng không? Bí thư, Diệp, tôi. Mắt Khương Quân đã đỏ. Ha ha, mắt anh đỏ rồi, anh là một anh hùng hảo hán cơ mà. Diệp Phàm cười, đứng lên, đánh vào người Khương Quân một cái. Đúng vậy, bí thư Diệp nói đúng, Khương Quân tôi là một nam tử hán, không phải là đàn bà. Tôi đi làm việc đàn ông làm. Khương Quân nói, lau nước mắt, bước ra ngoài. Nửa tiếng sau Khổng Ý Hùng đã quay lại. Sao Ý Hùng, nhìn sắc mặt anh không tốt. Diệp Phàm kinh ngạc, đặt tài liệu xuống nhìn anh ta. Thật là bực mình. Khổng Ý Hùng đứng trước bàn Diệp Phàm tức giận nói. Ai làm anh tức vậy? Diệp Phàm buồn bực nói. Hiện giờ quyền lực ở Hoành không là lớn nhất, người trong tập đoàn đều hiểu Ý Hùng là người của Diệp Phàm thì còn ai dám chọc tức ông ấy. Bí thư Diệp, anh yêu cầu tôi đi điều tra bản hợp đồng đó, nhưng họ nói bản hợp đồng đó rất quan trọng. Mà bản đó là chứng cứ quan trọng nhất. Khổng Ý Hùng nói. Họ không cho đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Tôi đã nói hết lời mà không tác dụng gì, còn nói, nếu như tôi còn nói hơn thì sẽ làm ảnh hưởng đến tổ điều tra. Muốn giữ lại gì của tôi? Khổng Ý Hùng nói. Giữ lại cái gì của anh, đúng là kiêu ngạo. Diệp Phàm đứng lên nói. Đi cùng tôi, để tôi xem họ muốn giữ lại cái gì của tôi. Bí thư Diệp, họ, thôi, cứ chú ý là được rồi. Khổng Ý Hùng lại lo lắng nói. Dù sao, tổ điều tra là do chính quyền tỉnh liên kết với Ủy ban Kỷ luật tỉnh thành lập được, mà người phụ trách lại là Phó Chủ tịch Triệu Hướng Vân. Triệu Hướng Vân là Phó Chủ tịch tỉnh thường vụ, những ủy viên trong tỉnh đều phải tôn trọng ông ta. Đương nhiên anh không thể nói được đồng chí này ngay trên vạch xuất phát của thành ủy. Việc này theo cách nói một bên thì chứng tỏ anh không có bản lĩnh. Không lâu sau đã đến nhà khách Hoành không? Viện binh đến rồi sao? Vừa đến phòng khách nhà khách phát hiện ra có âm thanh bên cạnh nói, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, thất có mấy người ngồi ở trên sofa bên phải phòng khách. Trong đó có một tên rất kiêu ngạo. Đương nhiên là viện binh rồi, thấy không, một mà thành hai. Không bằng chó má. Một tên thanh niên khác cũng kiêu ngạo mắng chửi. Đừng ăn nói vớ vẩn. Một người trung niên đeo chiếc kính đứng dậy nói hai người kia, nói. Xin lỗi bí thư Diệp, chúng không biết anh. Là người khác thì là chó má đúng không? Hai người đó là ai? Tên gì? Tôi sẽ đến hỏi chủ tịch Triệu, Diệp Phàm tôi lúc nào mà thành chó má cũng không bằng. Diệp Phàm chỉ vào hai người đó nói. Hai người này cũng kiêu ngạo, mà Diệp Phàm cảm thấy không hài hào chút nào. Có lẽ là có âm mưu gì đây, mà tổ điều tra lần này đúng là phức tạp. Bọn họ như vậy cứ như là giải vây cho Chu Đống. Rõ ràng là điều tra nhưng thực chất là bao che cho Chu Đống. Mà hai tên đó muốn dệt chuyện,
đến lúc đó nếu như không kìm được thì sẽ gây khó khăn, chỉ sợ sẽ lại trúng kế của tổ điều tra. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải tâm địa gian dảo, anh ta cũng không thể trúng bẫy nào, bởi vì việc của Chu Đống hầu hết Diệp Phàm đều có chứng cứ trong tay. Hắn ta còn có quyền phát ngôn hơn cả tổ điều tra. Bí thư Diệp, việc này, rất xin lỗi. Trẻ tuổi không biết gì. Người đeo kính nói. Người này là chủ nhiệm phòng hai bên giám sát của Ủy ban Kỷ luật Đông Đinh Căn, là người phụ trách tổ điều tra cũng là tổ phó tổ điều tra. Tuy Diệp Phàm không rõ về tổ điều tra nhưng cũng đã biết về những người phụ trách. Dù sao việc này cũng liên quan đến Chu Đống của Hoành Không. Chương 2836, Bí thư Diệp để lại hành động đáng nhớ. Chủ nhiệm Đông, họ không phải là thất lễ mà căn bản là mồm đó không chặn lại. Khi nãy tôi đến họ cũng đã chửi tôi là chó. Tôi dù sao cũng là người vậy mà lại chửi chúng tôi thế. Lúc này Khổng Ý Hùng cũng đã nói xen vào. Xem ra, hai đồng chí này sáng ra chưa đánh răng thì phải. Diệp Phàm thản nhiên nói, mặt nghiêm túc, nhìn sang quầy lễ tân nói với hai cô nhân viên. Đồng chí phục vụ, thế này là thế nào? Bí thư Diệp, chúng tôi. Hai cô nhân viên xinh đẹp hoảng hốt nhanh chóng chạy lại, bộ ngực núng nính đúng là thu hút cả ánh mắt người nhìn. Hai cô không hiểu sao lại khiến lãnh đạo của Hoành Không nổi giận, đứng trước mặt Diệp Phàm liền cuống cuồng lên. Sao lại thế, nhà khách mà ngay cả bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng không có sao. Nhà khách Hoành Không là hạng 5 sao, thường tiếp đón các lãnh đạo và các bạn bè thương nhân. Nhà khách chính là cửa ngõ của Hoành Không, chủ quản ở đây đâu, gọi ra đây cho tôi, đúng là không ra sao. Ngay cả cam đánh răng, bàn chải đánh răng cũng không có sao. Diệp Phàm đúng là giỏi nói, Khổng Ý Hùng đứng bên cạnh cũng đã buồn cười, suýt thì cười thành tiếng. Bí thư, Diệp, chúng tôi có kem đánh răng và bàn chải mà, toàn là hàng hạng nhất, mỗi phòng có mấy chiếc mà. Giám đốc Liễu của chúng tôi cũng đã nói rồi, nhà khách Hoành Không là cửa ngõ của chúng tôi, khách và lãnh đạo đầu tiên đến vẫn phải ở đây đầu tiên. Ngay cả phương diện vệ sinh cũng phải làm cho tốt, không được qua loa. Trong hai cô có một cô bạo gan đứng ra nói. Tuy Diệp Phàm đã đến đây ở 20 ngày rồi nhưng rất ít nói chuyện với phục vụ. Mà nhân viên phục vụ thấy Diệp Phàm khí thế như thế nên cũng không dám tùy tiện đáp lời. Vậy đúng là lạ, sao hai người họ đến đánh răng thôi mà cũng không đánh, tôi còn nghĩ là các cô quên không sắp đổ đánh răng trong phòng. Diệp Phàm cố ý trầm trọng, sờ cái mông, nói. Chủ nhiệm Đông có vẻ xấu hổ, mà mặt hai người thanh niên cũng đỏ bừng lên, rồi lại chuyển từ đỏ sang tím. Cuối cùng, một người cũng không chịu nổi nói. Bí thư Diệp, anh nói có ý gì? Anh nói xem. Diệp Phàm hừ trong khoang mũi ra mấy từ, liếc nhìn tên kia nói. Bởi vì Diệp Phàm như đã cảm nhận được, hai tên này đúng là đang thêu dệt chuyện. Có thể là muốn làm đảo loạn tổ điều tra. Về sau không điều tra được gì sẽ bỏ chạy. Đối với những loại người này Diệp Phàm không cần phải ban phát cho sắc mặt vui vẻ làm gì. Hơn nữa còn trẻ như vậy mà đã ngồi chức cao thế cũng khó nói. Theo như kinh nghiệm quan trường của Diệp Phàm, rồi những công tử đã từng gặp, kể cả là ở kinh thành hay tỉnh thành, cũng chẳng ra gì cả. Bí thư Diệp, anh đang ám chỉ, mắng chửi chúng tôi phải không? Tên kia bực mình nói. Ám chỉ, mắng chửi, hai vị, hai đồng chí. Nói cho dễ nghe một chút, tôi không có hứng mà mắng chửi các anh. Bởi vì các anh không đủ tư cách để tôi mắng. Nước bọt của Diệp Phàm này cũng đáng tiền lắm chứ. Diệp Phàm kiêu ngạo, nhìn hai tên một cái, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, không thể nói như vậy có phải không? Hai người họ là thành viên của tổ điều tra chúng tôi. Đây là đồng chí Ngô Lâm, là đội trưởng đội trọng án số 1 của Sở Công an, còn đây là đồng chí Giang Sơn. Đội trưởng đội trọng án chống tham nhũng của Viện Kiểm sát. Hai đồng chí tuy trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, tổ điều tra chúng tôi có hai người họ là ra sức nhiều nhất. Chủ nhiệm Đông không kìm được, dù sao cũng là cấp dưới của mình. Nói thế nào thì bản thân cũng là lãnh đạo, dù sao cũng nên đứng ra nói cho tổ vài lời, bằng không sau này cũng khó có ai phục được. Hơn nữa, anh bố trí như thế với cấp dưới của tôi, thực ra đó là không nể mặt tôi. Có năng lực là có thể mắng người sao? Viện kiểm sát, rồi công an đúng là vênh váo rồi. Tôi muốn hỏi chủ nhiệm Đông, ai có quyền cho họ mắng tôi là chó? Diệp Phàm hừ nói, khí thế đúng là mãnh liệt. Tôi nói bí thư Diệp, khi nãy tôi cũng đã nói với hai người Giang Sơn rồi, chỉ là không cẩn thận phát ra câu đó. Chỉ là bộc phát nói ra, anh cứ thế mà không buông tha, anh nói xem, rốt cuộc anh muốn làm gì?
nói luôn ra được rồi, Ngô Lâm này sẽ tiếp. Ngô Lâm tức, nói ra những lời thô tục. Mà tên này còn trẻ lại ngồi trước này đúng là cũng có thực lực. Huống chi, người đứng sau người này chắc chắn không mềm mỏng. Người ta vốn không coi chủ tịch Diệp này ra gì. Ha ha, lại còn muốn nói ra sao, Ngô Lâm phải không? Anh là đội trưởng đội trọng án số 1 sao? Là đội trưởng đội trọng án chắc chắn phải có hai bàn chải đánh răng đúng không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nếu như có Khương Quân đứng bên cạnh thì chắc cũng không dám nói thế. Hai cái thì không dám nói, nhưng một cái thì có. Đương nhiên là nhiều hơn loại đại não, chuyên ngồi trong văn phòng kia rồi. Ngô Lâm cũng châm trọ Diệp Phàm. Đồng chí Ngô Lâm, anh nói phải cẩn thận, hay là chúng ta đấu tay bo xem sao? Chiến Vân Cương không nhịn nổi, lạnh lùng nhìn Ngô Lâm. Anh là... Ngô Lâm gay gắt nhìn Chiến Vân Cương, có chút kinh ngạc bởi vì Chiến Vân Cương là quan nhâm nhìn khí thế đúng là đáng sợ. Chiến Vân Cương. Chiến Vân Cương nói. Là trưởng ban chiến, ha ha, trưởng ban chiến xuất thân bộ đội. Ngô Lâm tôi là cảnh sát, chúng ta cũng như nhau đúng không nhưng có một vài đồng chí thì không thế. Nói rằng chơi công bằng, tôi nhường anh ta một tay, chỉ dùng một tay cũng khiến anh ta phải gọi mẹ rồi. Ngô Lâm cuồng bạo nói. Chủ nhiệm Đông trong lòng bèn lắc đầu rồi, biết là Ngô Lâm trước giờ hay kiêu ngạo. Người nhà này cũng rất có thế lực nên ông cũng không nói gì cả. Mà đối với việc kiêu ngạo của Diệp Phàm ông ta cũng không vừa mắt nên nếu Ngô Lâm cho anh ta một bài học thì cũng có trò hay mà xem rồi. Bộp! Lời nói của Ngô Lâm còn chưa dứt, hàng bao nhiêu con mắt đang phải ngỡ ngàng, tiếp theo đó là một tiếng vang giòn tan, đột nhiên tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc nhìn Diệp Phàm. Bởi vì Ngô Lâm đã bị Diệp Phàm không nương tay đá cho một cái bay ra xa đến mấy trụ mét, bởi vì nền nhà khách là đá nên rát trơn, Ngô Lâm bị trượt đi thật xa. Chắc chắn mông anh ta cũng đã sưng phồng lên rồi, anh ta từ từ tỉnh lại, lao về phía Diệp Phàm, thể diện này mà không lấy lại được thì Ngô Lâm còn ở tỉnh làm gì nữa. Hai bên đều không nói gì, chủ nhiệm Đông cũng không hề hé răng. Chiến Vân Cương cũng muốn lên giúp đỡ nhưng tên Giang Sơn của viện kiểm sát đã tiến lên trước mặt Chiến Vân Cương. Diệp Phàm lại giơ chân lên phái trước, lại bộp một tiếng, lần này âm thanh rõ ràng là giòn hơn. Tên Ngô Lâm này chắc chắn thảm hơn trước, bị Diệp Phàm đá cho một cái mà trượt đến khi lao vào tường mới dừng lại được. Lần này Diệp Phàm ra tay nặng hơn chút, đạp một nhát mà khiến cả người Ngô Lâm đều sưng vù lên. Phục vụ, nhanh chóng trả phòng của họ, nhà khách Hoành không không tiếp đón loại lỗ mãng này. Cảnh sát mà còn định đùa giỡn ở đây. Diệp Phàm lớn tiếng. Ngô Lâm, có chuyện gì thế? Lúc này một âm thanh trên cầu thang vọng xuống, Diệp Phàm vừa nhìn liền biết chính là tổ trưởng tổ điều tra Triệu Hướng Vân. Cùng mấy người đi xuống. Nháy mắt Diệp Phàm cũng biết vừa rồi ông ta không phải không biết bên dưới xảy ra chuyện gì, mà lão hồ ly này đã đứng trốn trên đó quan sát một lượt rồi. Lần này Ngô Lâm không bò dậy nổi, nên muốn ra mặt đây. Hừ! Ngô Lâm không ngờ lại hừ một tiếng, giãy giụa bò lên, không hề kêu la gì Diệp Phàm. Có thể là đã xấu hổ, không thể làm gì được nữa. Vừa rồi Ngô Lâm và bí thư Diệp chỉ là so tài hai chiêu, không có gì ạ. Chủ nhiệm Đông nhanh nói, nếu nói là đánh nhay thì chẳng phải ông ta là lãnh đạo thì cũng liên lụy sao? Bởi vì là lãnh đạo mà lại không ngăn chặn được hành vi này. So tài, đại sảnh này không thích hợp để so tài, nếu so tài thì ra bãi cỏ tốt hơn. Về xa đùng làm như vậy. Còn nữa, Ngô Đông, hình như cậu bị thương rồi. Bí thư Diệp, so tài thì cũng không nên ra tay nặng phải không? Ngô Lâm là cánh tay đắc lực trong tổ điều tra không thể thiếu cậu ấy. Phó Chủ tịch Triệu đúng là đang thiên lệch Ngô Lâm. Ha ha, chỉ là hai chân đau một chút. Diệp Phàm gượng cười, nhìn hai cô phục vụ sớm đã tái mét mặt mày nói. Mau lấy dầu hồng hoa thoa cho đội trưởng Ngô, đừng để vào gân cốt là phiền đó. Còn nữa vết thương của đội trưởng Ngô cần dùng thuốc nào thì mang cho đội trưởng dùng. Hừ, Ngô Lâm tôi không nghèo đến mức phải hỏi Bí thư Diệp. Ngô Lâm hừ nói. Bí thư Diệp, có cần lấy dầu hồng hoa không? Một nhân viên phục vụ không chú ý hỏi. Ha ha, đội trưởng Ngô là người có tiền, nên thôi đi. Diệp Phàm cười nói, nhìn Chủ tịch Triệu nói. Chủ tịch Triệu, chúng tôi đến là muốn mượn lại bản hợp đồng. Ngày mai dự định đi thành phố Cảng Cửu một chuyến, hợp đồng này rất quan trọng với công ty chúng tôi. Sau khi dùng xong chúng tôi sẽ trả lại ngay. Đồng chí Diệp Phàm, tôi muốn nói nghiêm túc với anh. Bản hợp đồng này là chứng cứ quan trọng nhất của tổ điều tra.
tổ điều tra còn chưa điều tra rõ để báo lên trên, còn chưa hề có kết luận gì về phía trước, trong tổ có những thứ gì cũng không thể cho mượn được. Triệu Sương Vân nghiêm túc nói, nhìn Khổng Ý Hùng nói. Khi nãy đồng chí này đếm chúng tôi đã nói cụ thể rồi. Điều tra là việc nghiêm túc, không phải trò đùa, hy vọng bí thư Diệp thận trọng hơn, mà, là chủ tịch, bí thư của tập đoàn Hoành không. Tổ điều tra việc của tập đoàn anh, là chủ tịch không cần phải nói mượn hợp đồng, nghiêm túc mà nói thì anh đang chống lại đó. Chủ tịch tỉnh Triệu, tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với chủ tịch. Bản hợp đồng này đối với chúng tôi quá quan trọng, chúng tôi chỉ mượn một chút, mấy hôm sau sẽ trả lại ngay. Mà chúng tôi đã thấy bản hợp đồng này rồi, hơn nữa, nghiêm túc mà nói thì chính ra nó là của tập đoàn chúng tôi. Đồ đạc của chúng tôi là mượn lại chứ không phải lấy lại. Theo lý mà nói thì các anh phải trả lại chúng tôi. Nếu như các anh mượn có thể được, anh nói xem đúng không? Diệp Phàm nói. Chương 2837, biến báo. Tất cả chứng cứ đều mở đường cho tổ điều tra, bản hợp đồng này tuy nói là của tập đoàn Hoành không các anh, nhưng đó là ngày trước. Hiện giờ nó là tài liệu của tổ điều tra, mà còn thuộc vào loại tài liệu cơ mật. Ví dụ đơn giản, nếu như công ty các anh phạm pháp thì công an mới điều tra. Các anh có thể nói là của các anh, nên không cho phép niêm phong có được không? Chủ tịch Triệu đúng là không chịu thua. Đó là tiền đề vi phạm. Diệp Phàm hừ nói. Lẽ nào các anh không vi phạm? Nếu không thì sao tỉnh phải cho người ra để làm tổ điều tra mà điều tra các anh sao? Việc này, còn định để tôi nói ra nữa sao? Chủ tịch Triệu còn nhếch mép cười. Đương nhiên là đang trong thế người thắng cuộc rồi. Ý của Chủ tịch Triệu là hợp đồng của công ty chúng tôi mà chúng tôi không thể mượn lại có đúng không? Diệp Phàm hỏi, sau đó nhìn về Ngũ Vân Lượng. Chủ tịch Triệu, bản hợp đồng này là tập đoàn Hoành không đưa cho tôi. Ban đầu là nghĩ đến việc tìm lại khoản tiền nên mới giao nộp ra. Vì thế mà chúng ta đang tiến hành điều tra. Giờ họ đang cần dùng gấp thì chúng ta phải trả lại cho chứ. Ngũ Vân Lượng không dùng từ mượn mà lại dùng từ trả. Đồng chí Vân Lượng. Đồng chí là cán bộ bên ủy ban lỷ luật, nên ăn nói phải đúng mực. Triệu Hướng Vân đúng là tức, cảm thấy Ngũ Vân Lượng làm hạ thấp sĩ diện của mình. Nghiêm túc hừ nói. Những lời tôi nói đều là sự thật, không hề có chút giả dối nào. Kể cả nếu nói với bí thư Lôi thì tôi cũng nói như vậy bởi vì sự thật là sự thật có phải không chủ tịch Triệu. Ngũ Vân Lượng cũng kiên định nói, quyết định đứng về phía Diệp Phàm, nên cũng phải tỏ thái độ chứ. Bằng không lại chỉ muốn được tốt mà không bỏ ra gì, kết cục lại hai tay a không thì đúng là thảm. Hừ, giờ nó đã là tài liệu bí mật của tổ điều tra rồi, không thể cho người ngoài mượn. Chủ tịch Triệu tức giận, hừ một tiếng rồi bước lên trên. Ngũ Vân Lượng cũng đã đỏ bừng mặt nhưng cũng không thể cưỡng chế tranh đoạt được, chỉ có thể thể hiện ra vẻ xin lỗi với Diệp Phàm mà thôi. Chủ tịch Triệu. Nếu như vì hành động cố chấp của chủ tịch mà khiến Hoành không gặp tổn thất nặng nề thì tôi sẽ báo với cấp trên về vấn đề của ông. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Vấn đề của tôi. Triệu Hướng Vân xoay người, nhìn Diệp Phàm nói. Anh hãy xem lại anh trước đã, vấn đề của Hoành không không ít đâu, nếu anh muốn nói thì đó là quyền lợi của đồng chí Diệp Phàm mời anh cứ tự nhiên. Nói xong, ông ta bước đi, những người khác cũng đi theo cùng. Không lâu sau Ngũ Vân Lượng có điện thoại nói. Bí thư Diệp, xin lỗi, người ta là phó giám đốc sở ở đây, không làm sao được. Ông ta nói quá đáng rồi, tôi không hiểu tại sao. Vân Lượng, tôi luôn có cảm giác chủ tịch Triệu này như đang cố ý che chở cái gì đó. Ông ta có điều tra, cũng không phải che chở gì. Diệp Phàm hừ nói. Ôi, bí thư Diệp, có thể anh cũng không biết, vợ của chủ tịch thành phố này cũng họ Chu. Ngũ Vân Lượng nói. Họ Chu. Lẽ nào lại có quan hệ với Chu Đống sao? Diệp Phàm giật mình, bố Hoa Thanh là nhân vật thứ 5 ngồi trong tỉnh, là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Thiên Vân. Đúng, Chu Đống là cậu của bà ấy. Ngũ Vân Lượng nói, tôi cũng vừa mới biết được thông tin này, bởi vì tôi thấy thái độ của chủ tịch Triệu có chút kỳ quái. Bên ngoài thì đúng là ra sức làm, nhưng thực tế thì chẳng làm cái gì. Theo trực giác của tôi thì ông ta chỉ làm qua loa cho xong. Hay nói cách khác là cót dài, việc này kéo dài thì đúng là dài mãi. Đợi đến lúc mất dần đi là được. Tôi nghĩ, ông ấy làm thế là vì sao? Sau đó vừa nghe được đã hiểu. Chủ tịch bố đang ẩn cho hắn, mà việc này tôi cũng nghi ngờ tổ điều tra đúng là đang giả bộ. Kể cả là những thành viên trong tổ điều tra ngay cả hai tên kiêu ngạo nãy cũng rất thái quá.
không ngờ lại kiêu ngạo đến mức đó, tôi thấy hai người đó như súng trong tay họ để làm quân rối. Bằng không, theo lý mà nói thì chúng không ngạo mạn như thế, dù sao thì cũng phải nhìn nom chứ. Diệp Phàm nói, đúng vậy, không chỉ riêng hai người họ, mà những người khác trong tổ điều tra cũng có thái độ như thế. Tôi nghĩ, sự sắp xếp những đồng chí này có phải là đã được chọn sẵn rồi không? Thái độ của những đồng chí này có vấn đề mà lại thành không vấn đề gì. Ngũ Vân Lượng nói, Bí Thư Diệp, không có hợp đồng chúng ta phải làm sao? Đến Cảng Cửu nếu như tập đoàn Chính Hà bắt chúng ta đưa bản hợp đồng ra thì chúng ta phải làm sao? Không phải lại đi một chuyến mất công chứ? Khổng Ý Hùng nói, hợp đồng, nhất định phải bắt Triệu Hướng Vân phải mang đến. Diệp Phàm lạnh lùng nói, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ tịch Khúc. Việc này, có thể nhờ Chủ tịch Khúc và Chủ tịch Ninh ra tay giúp để khống chế Triệu Hướng Vân, mà chính quyền chính là ông chủ lớn của Hoành Không, tìm Chủ tịch Khúc là hoàn toàn chính đáng. Mới đầu cũng phải gọi hỏi thăm sức khỏe Chủ tịch Khúc đã chứ. Sao, ngươi nói gần đây cậu làm tốt phải không, vừa mới đến đã nhận được đơn hàng lớn rồi, có thể làm ổn định lòng công nhân phải không? Thái độ của Chủ tịch Khúc đúng là vui vẻ. Cũng được ạ, nhưng cũng có chỗ không được thuận lắm. Xưởng này có việc làm, xưởng kia không có việc làm, người ta cũng đang tị nạnh nhiều, phiền phức cứ chất thành từng đống một. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì mang nhiều đơn về, tuy cậu là chủ tịch kiêm bí thư, việc tìm đơn không phải chuyện của cậu. Nhưng hãy để các đồng chí bên dưới phải học được bản lĩnh này của cậu. Cứ thế này để có được mấy đơn khủng nữa thì sẽ khiến công nhân yên lòng. Từ từ mở rộng thị trường, tìm ra những sản phẩm mới. Đợi sau khi công ty ổn định lại thì cậu lại an nhàn cũng không muộn. Chủ tịch Khúc mỉm cười nói, ra vẻ thỏa mãn. Tôi biết rồi, nhưng gần đây bận quá, mà tôi cũng đang chuẩn bị đến thành phố Cảng Cửu một chuyến, mà ngày trước tập đoàn Chính Hà có ký với công ty chúng tôi một bản hợp đồng. Tuy là án lừa dối nhưng bản hợp đồng đó không phải là giả. Mà người lừa lại là phó chủ tịch của Chính Hà, chức vụ tương đối cao. Ông ta đại diện cho Chính Hà để ký hợp đồng với Hoành Không. Theo lý mà nói thì bản hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp lý. Diệp Phàm nói, ý của anh là muốn liên hệ với họ, yêu cầu họ phải chấp hành đúng những điều kiện của hợp đồng. Ví dụ như việc hùn vốn để xây dựng nhà máy phải không? Chủ tịch Khúc hỏi, việc này chắc chắn là khó khăn, nhưng cũng phải làm. Không chừng có thể lấy lại được khoản tiền thì coi như sự nghiệp lại được bắt đầu rồi. Mà nếu nói tập đoàn Chính Hà họ lừa thì chúng ta cũng lấy lại chút bồi thường. Diệp Phàm nói, đúng, suy nghĩ của anh đúng là sáng tạo, đúng với những việc này người ta thường tránh không kịp, xem ra Chính Hà cũng là người bị hại. Nhưng anh lại đi con đường ngược lại, hay, đúng là hay. Tôi ủng hộ anh đi một chuyến, mặc kệ có thành hay không, ít nhất chúng ta cũng có thể được bồi thường chút. Chủ tịch Khúc tán thành nói, nhưng giờ đã gặp phải khó khăn. Diệp Phàm nói ra một tràng về chuyện bản hợp đồng. Ừ. Chủ tịch Khúc nghe xong cũng trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Như đồng chí Hướng Vân nói cũng có lý, hiện giờ tổ điều tra đang tiến hành điều tra. Chứng từ quan trọng như vậy chỉ sợ cho mượn rồi lộ ra ngoài, hay là lại sợ mất hay gì đó. Nhưng việc này, để tôi gọi điện cho ông ấy xem, bảo ông ấy cho mượn mấy hôm. Xong việc anh lập tức trả lại họ là được rồi. Quả nhiên gần nửa tiếng sau Ngũ Vân Lượng đã mang bản hợp đồng đến. Bí thư Diệp. Anh đúng là đắc tội với Chủ tịch Triệu rồi. Ngũ Vân Lượng vừa đưa bản hợp đồng cho Diệp Phàm vừa nói, có chút lo lắng. Làm việc là phải đắc tội, anh thấy việc này tôi mà không nói với Chủ tịch Khúc thì sao chúng ta có bản hợp đồng được. Chẳng còn cách này nữa, đành phả vậy thôi. Tin rằng Chủ tịch Triệu cũng hiểu điều đó. Mà chúng ta mượn cơ mà, còn việc giữ bí mật nó thì không cần phải lo. Bản hợp đồng này đích thân tôi giữ. Diệp Phàm nói. Ôi! Nghĩ mà khó, như thế này rồi thì còn cách nào nữa? Ngũ Vân Lượng than thở, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nhưng hợp đồng này không phải do anh quản lý. Thế là sao? Diệp Phàm không hiểu gì nói. Chủ tịch Triệu nói bản hợp đồng này rất quan trọng, nhưng phải được người của tổ điều tra giữ. Giờ chỉ có thể cho anh xem chút, tôi còn phải về ngay. Ngũ Vân Lượng nói. Là sao, thật là hồ đồ. Diệp Phàm hỏi. Ha ha. Không phải là vấn đề sĩ diện nữa rồi. Ông ấy bảo Ngô Lâm giữ, nếu như anh cần thì gặp Ngô Lâm, anh ta sẽ đi cùng anh. Như thế thì bản hợp đồng mới vẫn trong tay tổ điều tra, Diệp Phàm anh không thể lấy về được. Trên thực tế đó chỉ là một chút biến động,
Triệu Hướng Vân, tôi nói không cho anh mượn là không cho anh mượn, chỉ là cho anh nhìn một chút thôi. Vẫn là thể hiện sĩ diện thôi. Ngũ Vân Lượng nói, lãnh đạo này đúng là khó chịu, rõ ràng đã bại rồi còn không chịu phục, thế này có khác gì với con vịt đã được luộc kỹ. Diệp Phàm cười nói, nhưng tôi cảm thấy ông ta không phải vì sĩ diện đâu. Sao ông ta không cho anh đi cùng tôi mà lại là Ngô Lâm? Người này vừa bị đánh hai chân rồi, hai chân đều đã sưng lên rồi. Anh nghĩ xem, anh hỏi người ta bản hợp đồng, người ta có vui vẻ mà đưa cho anh không? Đến lúc đó lại kéo ra một loạt phiền phức, mà cho người cùng đi với anh. Việc này có phải là có mục đích nghe lén tình hình không? Bởi vì án này có liên quan đến tập đoàn Chính Hòa, nhất cử nhất động đều để người ta thấy hết rồi. Nếu như bất lợi với Chu Đống thì người ta sẽ biết ngay mà có thể trong thời gian đó sẽ áp dụng một số phương pháp để đối phó. Cho nên tôi thấy phải phòng ngừa tên Ngô Lâm này. Đương nhiên, có lẽ Ngô Lâm không thể thấy gì nhưng người ta cũng đã nhớ anh rồi. Cho nên, mang hận thù để trả vào công việc thì thật dễ. Ngũ Vân Lượng tỏ ra băn khoăn. Ừ, Ngô Lâm căn bản như một camera. Không ngờ Triệu Sương Vân lại giảo hoạt như vậy, không ngờ lại cho tay chân vào để mà theo dõi. Đây đúng là có chút thủ đoạn, Diệp Phàm khâm phục. Nhưng Ngô Lâm, anh ta rất nghe lời. Nếu không nghe lời, một đội trưởng tôi cũng có cách để thu phục anh ta. Diệp Phàm hừ nói, Ngũ Vân Lượng cũng không khỏi rung mình một cái. Chương 2838, có người phải đứng ra rồi. Nghĩ đến Diệp Phàm ngay cả lão cái cũng dám bóp cổ, mà gần đây chuyện của Đông Phương Bất Bại Ngưu Kiến Quốc chắc chắn cũng là bút tích của Diệp Phàm rồi. Nếu như so sánh với đại thần thì cũng chỉ là nói mồm thôi. Nếu như đấu với Diệp Phàm chắc chắn cũng không bằng được. Ngô Lâm đúng là lôi thôi, việc này Triệu Hướng Vân chắc chắn cũng biết. Nhưng nói ra thì Diêm Vương cũng khó mà chơi. Ngô Lâm là người bướng bỉnh, bí thư Diệp cũng đã biết điều đó. Mà nghe nói người đứng đằng sau Ngô Lâm không phải người tầm thường. Nếu không tiểu tử này đã không kiêu ngạo như thế. Ngũ Vân Lượng nói. Không sao. Lớn nhỏ tôi đều ăn được. Diệp Phàm khua tay, nhìn Ngũ Vân Lượng nói. Vân Lượng, anh có dự định nào không? Dự định. Ngũ Vân Lượng thì thầm nói, mí mắt liền nhảy lên, đột nhiên căng thẳng. Đúng, tôi hiện giờ là người của đảng trong doanh nghiệp. Nhưng chúng ta là bạn, nên tôi nói thật với anh. Có thể tình hình này không thể kéo quá dài. Vì thế có những chuyện cần phải nhanh chóng. Bằng không xong vụ này sẽ không còn cửa nào nữa. Diệp Phàm nói. Sao lại vậy? Ngũ Vân Lượng không hiểu. Cái này không thể nói cụ thể được nhưng tôi nói thật với anh. Anh nghĩ xem tôi đến đây cũng chưa được một tháng, trên có để cho tôi giữ mãi chức lãnh đạo đảng doanh nghiệp không? Hơn nữa, cái này cũng không phù hợp với trình tự. Ngày trước đồng chí Vệ Ngọc Cường còn kiêm cả, là bởi vì người ta có thân phận, và cũng là trợ lý chủ tịch tỉnh. Còn với tôi lại không thế, dù sau tuổi tác và cả kinh nghiệm tôi cũng không thể so với ông ấy được. Diệp Phàm nói thật. Bao nhiêu thời gian nữa? Ngũ Vân Lượng nói. Có thể là con số này, tính theo tháng. Diệp Phàm chỉ ra một ngón tay. Như vậy gấp quá, nhưng bí thư Diệp sắp xếp tôi làm gì tôi làm nấy. Ngũ Vân Lượng rất thong gô minh, để quyền chủ động cho Diệp. Như thế lãnh đạo sẽ có cảm giác thoải mái, thứ hai có cảm giác đồng chí này rất biết nghe lời. Lãnh đạo mà, đương nhiên là thích những đồng chí nghe lời, chứ ai lại thích đồ hay sinh sự. Chẳng phải là sẽ tự đâm vào mình sao? Anh thấy những đồng chí lão thành như đồng chí Hà trong công ty chúng ta đều đã sắp đến lúc sắp về hưu rồi, anh chuẩn bị thay chức ông ấy đi. Diệp Phàm hỏi. Tuân lệnh. Ngũ Vân Lượng vui mừng khôn tả, Hà Toàn Lý là bí thư ủy ban lỷ luật tập đoàn, kiêm chức chủ tịch công đoàn, là cán bộ cấp giám đốc sở. Mà phó bí thư tuy chỉ là chức phó giám đốc sở, ngang hàng với thân phận chủ nhiệm Hà Toàn Lý nhưng chỉ là phải qua một giai đoạn. Ý của Diệp Phàm là sau khi Hà Toàn Lý vừa về hưu thì anh ta thuận tiện mà lên. Đương nhiên, như vị trí của Hà Toàn Lý có tính đặc biệt, phải thông qua ban tổ chức tỉnh ủy chính thức bổ nhiệm. Còn cần phải thông qua ủy ban kỷ luật tỉnh và trung ương. Phiền đúng là phiền rồi, nhưng lại có sức hấp dẫn với Ngũ Vân Lượng. Diệp Phàm nói là làm, buổi chiều có cuộc họp toàn bộ nhà máy cũng đã nói chuyện này. Cũng không có ai đứng lên phản đối. Bởi vì Ngũ Vân Lượng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kiêm cả chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hơn nữa lại là kiêm chức chứ, chỉ cần gửi lên cho ủy ban kỷ luật tỉnh bản điều chỉnh nội bộ trong tập đoàn là được rồi.
mặc dù có người không đồng ý nhưng mấu chốt là Diệp Phàm có quyền cao nhất trong tập đoàn, tự nhiên cũng không có ai tìm phiền phức cả. Hội nghị lần này Diệp Phàm đã dặn dò nhân sự để nhân viên đúng vị trí. Dưới sự lãnh đạo của Diệp Phàm Hoành Không không cần những người ăn không ngồi rồi. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, việc này có phải là từ từ không? Chúng ta giờ không gấp được, tôi thấy hay là đợi công ty vào quỹ đạo đã, để khôi phục hoàn toàn rồi hãy lo về vấn đề này. Cơm cũng phải ăn từng miếng một mới được, nóng vội sẽ làm ảnh hưởng lại tiến triển khôi phục của công ty. Lúc này Phó Bí thư Đảng ủy Dương Chấn Đông nói, nếu đợi đến lúc đó thì không kịp, giờ các anh đã thấy chưa? Kể cả 80 triệu của tập đoàn Kim Lăng Cổ Thị cũng sẽ khiến Hoành Không lực bất tòng tâm. Nhà máy đó có đến mấy nghìn người, chia đều thì mỗi người cũng mới có 10.000 để mà sống. 5, 6.000 người đã thế, nếu như hàng trăm triệu người thì chắc chắn cũng lỗ rồi. Cho nên các đồng chí, không thể cứ mãi tiếp tục thế này. Hiện giờ còn chưa có đơn lớn cũng không có nghĩa là tương lai không có. Đến lúc đó có cơ hội rồi lại trừng mắt mà để tuột mất, như vậy sẽ rất đau lòng có phải không? Diệp Phàm nói, việc này chúng ta đều biết, chỉ là tôi sợ ảnh hưởng lớn quá sẽ gây ra hỗn loạn. Bí thư Diệp chắc vẫn chưa biết, người nhàn rỗi còn khá là nhiều. Về tập đoàn chúng ta, khi Bí thư Diệp nhận chức chắc cũng đã có nhận thức nhất định, thực ra hôm đó những người đến gây loạn đa phần là những nhân viên không có hậu thuẫn đằng sau chính thức. Mà phải có một số người nhàn rỗi thời gian dài mới đi làm, mà lại còn phải điều chỉnh vị trí làm. Như vậy thì tình hình lại khác rồi. Dương Chấn Đông lo lắng nói. Dương Chấn Đông quản về công tác đảng, làm về công tác tư tưởng. Đương nhiên sợ nhất là sai lầm, đến lúc đó cấp trên mà xét ra chắc chắn phải hỏi đến ông ấy. Có bao nhiêu? Diệp Phàm trao mày hỏi. Thực ra Diệp Phàm đã như cảm thấy Dương Chấn Đông này muốn ngẩng đầu. Chỉ vẻn vẹn trong một ngày chắc chắn cũng đã nghe ngóng được gì, vị trí đằng sau của Vệ Ngọc Cường chính mình làm không lâu lại không thể chuyển chính thức được. Dương Chấn Đông là phó bí thư đảng ủy của tập đoàn, đương nhiên là cũng lung lay rồi. Có thể không chỉ Dương Chấn Đông, các vị người ở đây ngoại trừ đồng chí Hà Toàn Lý chuẩn bị về hưu ra thì những đồng chí khác gần đây đều bắt đầu hành động. Dù gì thì lửa cũng không bọc được giấy. Ninh Chí Hòa đã sắp xếp như vậy chắc chắn cũng đã nói chuyện với các lãnh đạo trong tỉnh rồi. Mà thời gian này Dương Chấn Đông biểu hiện tốt cũng không chỉ vì riêng bản thân mình mà hình như ông ta còn thay cả những nhân viên nhàn rỗi đó nói. Chuyện này mà đồn đi thì điều đầu tiên mà ông ta nhận được chính là được người ta nói là người tốt. Còn Diệp Phàm đương nhiên ngược lại, trở thành người ác. Nếu so sánh hai cái với nhau thì Dương Chấn Đông đúng là đã dùng thủ đoạn quá chua ngoa. Chỉ sợ chỉ có bên nhân sự hiểu. Ngô Hồng Sơn nói. Gọi người phụ trách tới đây. Diệp Phàm nói. Không cần gọi, tôi là phó bí thư phụ trách nhân sự. Thời gian trước trưởng ban Dương cũng đã nói với tôi, khoảng 2.000 người. Dương Chấn Đông nói ra, Diệp Phàm thấy lạnh trong lòng. Một tập đoàn có 13.000 người mà có đến 2.000 người ăn không ngồi rồi. Một gánh nặng khổng lồ như vậy, chẳng trách mà tập đoàn không đi lên được. Nhiều như vậy, vậy mỗi tháng chúng ta phải phát bao nhiêu tiền lương cho những người này? Tôi thấy công ty chúng ta cần phải giải quyết triệt để vấn đề này, bằng không cứ ôm cái gánh nặng này thì cũng coi như không bàn tính được gì cả. Diệp Phàm nói, thái độ kiên quyết hơn. Bí thư Diệp nói rất đúng, nếu muốn chỉnh đốn lại công ty đầu tiên phải chỉnh bên nhân sự. Riêng 2.000 công nhân ăn không ngồi rồi này mỗi tháng tiền lương trả cho họ cũng chừng hơn 2 triệu. Đấy là còn chưa tính phúc lợi, rồi các khen thưởng, hay cả tiền điều trị đau ốm. Tuy giờ chúng ta không có tiền trả nhưng không có nghĩa sau này không có. Cộng tất cả những thứ đó lại, mỗi tháng không chi ra 3 triệu chắc chắn không giải quyết hết. Những người này treo không ở tập đoàn chẳng có chút sức lực nào đóng góp vào cả. Không thể để tiếp tục tình trạng này được. Hà Toàn Lý muốn trước khi về hưu cũng đóng góp một chuyện. Không như thế này thì ông muốn làm thế nào? Lẽ nào lại đá những người này ra? Tôi hỏi ông nhé ông Hà, ông đá vào đâu? Dù sao cũng là cho họ một miếng ăn đúng không? Chúng ta không phải theo chủ nghĩa tư bản, xã hội chủ nghĩa chính là mọi người đều bình đẳng. Mà sau này còn phải khiến cho người người đều được ăn no mặc ấm. Dương Chấn Đông có vẻ tức giận, thực ra tất cả đều là đang diễn kịch. Chính là nói để 2.000 người kia nghe. Người người bình đẳng có liên quan gì đến 2.000 người này? Doanh nghiệp của chúng ta không phải viện dưỡng lão. Đã bao năm rồi, Hoành không có đứng lên được không? Chưa lần nào đứng lên được, mỗi lần lên tỉnh họp chúng ta đều lĩnh hội được đâu là cái sỉ nhục về người Hoành không.
Các lãnh đạo không trực tiếp nói chúng là những kẻ đòi tiền, xin tiền còn hơn ăn mày, nhưng trong lòng họ đúng là cho rằng như thế. Chúng ta chỉ giơ tay ra xin chứ có tư cách gì để nói đâu. Hà Toàn Lý cũng tức giận, ngày trước đều là người tốt, giờ cũng nói rõ ràng, hơn nữa sắp về hưu rồi còn sợ gì chứ. Tuy tiền mà họ lấy cũng là tiền của nhà nước chứ cũng không phải là tiền mà lão Hà cho họ. Còn nói về những người nhàn rỗi, thử hỏi trong các doanh nghiệp, có doanh nghiệp nào là không có không? Trên đều hiểu đất nước chúng ta rộng lớn như vậy không thể ai ai cũng tìm được việc làm. Không có việc gì làm lẽ nào đuổi người ta ra khỏi nhà cho chết đói sao? Như vậy có phải bất nhân quá không? Mà về việc thay đổi nhân sự tôi cũng không nói là không đồng ý sửa đổi. Chỉ có điều là làm từ từ, nóng vội là hỏng hết chuyện. Tôi thấy chúng ta có thể chọn thay đổi về tư duy. Ví dụ như công ty phát triển, dần dần dẫn dắt họ làm việc, như vậy có phải nhân đạo hơn việc đuổi thẳng họ đi không? Bằng không đánh một gậy chết, để cả đám người họ thất nghiệp, như vậy chẳng phải gây khó khăn cho chính quyền sao? Doanh nghiệp phải gánh đỡ trách nhiệm cho chính quyền là nên làm. Làm như thế các đồng chí bên hạng Nam sẽ có ý kiến, những người bị đuổi ra đều kéo đến hạng Nam thì sao? Dương Chấn Đông hừ nói. Thật buồn cười, trừ 2.000 người đó đi còn lại hơn 10.000 người cũng phải lo vị trí làm việc cho họ. Huống chi đây cũng không phải là vấn đề chính là ở chỗ những người này không chịu làm và cũng không làm nổi. Ví dụ như những thân thích của vị lãnh đạo nào đó chẳng hạn, vốn chỉ là treo một chức nào đó. Hiện giờ người trong các phòng ban quá nhiều, Bí Thư Diệp nói thay đổi, sau khi thay đổi không phải còn lại một hố một củ cải sao. Ngày trước ba củ cải một cái hố đúng là chật quá, cũng lãng phí quá. Vậy những phòng ban đầy người thì phải chạy ra đâu? Bọn họ thứ nhất là không có kỹ thuật, hai là không có năng lực, để họ đứng ở xưởng lắp ráp liệu họ có làm được không? Những người này, không phải Hà Toàn Lý tôi bẻ mép nhưng đúng là họ không thể chịu được vất vả này. Mà quan trọng là chẳng có kỹ thuật gì. Hôm nay đúng là Hà Toàn Lý bắn ra tứ phía tấn công vào Dương Chấn Đông. Chương 2839, công ty không phải viện dưỡng lão. Lão Hà, nhìn nhận vấn đề không nên chủ quan như vậy chứ. Những người họ trước giờ chưa làm qua những thứ đó. Nhưng không phải là sau này họ cũng không biết làm. Chúng ta hoàn toàn có thể đào tạo họ, từng bước giúp họ biết về trình tự làm việc, từ từ học hỏi có phải không? Nếu như phải đá họ đi, người ta không có miếng cơm mà ăn thì cũng phiền phức. 2.000 người chứ không phải con số nhỏ, nếu mà cùng hành động gây phiền phức thì đúng là kinh sợ. Hơn nữa, chúng ta đều biết họ chính là bà con thân thích với các vị lãnh đạo hạng Nam. Kể cả ở các tỉnh lân cận cũng có, như vậy động tới họ thì ảnh hưởng cũng quá lớn. Hơn nữa ngay từ đầu chúng ta tuyển họ cũng là theo thủ tục hoàn toàn hợp pháp, họ chính là nhân viên chính thức của Hoành Không. Không nên nói đá họ đi, anh có phải bồi thường một lần chứ? Cũng chẳng phải bàn cãi nhiều mỗi người một lần bồi thường đó là 50.000, vậy 2.000 người là 100 triệu. Công ty lấy đâu ra số tiền đó, vì thế Bí Thư Dương nói cũng có lý. Việc này cứ làm từ từ. Dần dần bước một. Không thể một phát mang nồi đổ đi được, như thế không thực tế. Mà là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Hoành Không tôi thấy việc đào tạo họ nhanh chóng nắm bắt công việc là hoàn toàn hợp lý. Thực sự nếu không làm được thì mời để họ đi, hoặc là bồi thường một lần gì đó. Nóng vội là không được, đương nhiên làm thì vẫn phải làm, không chỉnh đốn cũng không được, gánh nặng này càng ngày càng nặng phải không? Ngô Hồng Sơn nói, thái độ người này đúng là thay đổi rồi. Hôm qua khi họp, ông ta mất đi chỗ dựa là Vệ Ngọc Cường nên vẻ mặt như nhà có tang. Lúc đó lại đồng ý với Diệp Phàm, để gây sự chú ý của Diệp Phàm. Hôm nay lại thay đổi 180 độ, như kiểu dùng đạo của Trung Dung. Vừa nói Diệp Phàm có lý, rồi cũng nói cả Dương Chấn Đông nói cũng không hề sai. Người này đúng là té nước theo mưa. Ha ha, như Bí Thư Ngô nói tức là không thể chỉnh đốn có phải không? Từ từ làm. Chúng ta còn có thời gian để mà từ từ không? Bao năm rồi mà cứ từ từ đã. Cứ kéo dài ra là vài năm, kết quả càng kéo dồn lại càng lớn, càng lún sâu vào vũng bùn đó. Vì thế đau lâu không bằng đau nhanh, nếu chỉnh đốn phải làm cho dứt khoát. Chỉ có cách điều chỉnh được nhân sự thì mới có thể đón nhận những thứ mới cho tập đoàn được. Bằng không, các anh nghĩ xem, giả dụ cứ để những người này nhận lương mà không làm. Những công nhân khác sẽ nghĩ sao? Một người làm bán sống bán chết lại cũng nhận được đồng lương như anh sao? Như vậy tôi sẽ đấu tranh cùng anh, cũng lười như anh, rồi cả công ty sẽ là một đống lười nhác sao?
Một khi tình trạng này cứ thế diễn ra, tập đoàn chúng ta muốn đứng dậy chỉ có thể là mơ giữa ban ngày. Chúng ta ngồi đây đều là hạt nhân của Hoành Không, lẽ nào cứ trừng mắt để nhìn Hoành Không sụp đổ như vậy? Nói thật với các anh, có thể tôi sẽ là người cuối cùng nhận cai quản Hoành Không. Nếu như không thể vực công ty dậy, tập đoàn Hoành Không chúng ta sẽ thành lịch sử của tỉnh Thiên Vân này. Là lịch sử hay là mở ra một mùa xuân mới, những điều đó đang nằm trong tay những con người chúng ta đây. Diệp Phàm nói hết sức cuốn hút. Nói xong cả hội nghị im lặng, một lúc lâu mà không ai nói gì. Thực ra đối với những người ngồi đây cũng muốn Hoàng không đứng dậy, nếu như nói những lời ngược lại chắc chắn cũng sẽ liên quan đến những người này. Bí thư Diệp, những lời anh nói này có vẻ như đã nói quá lên phải không? Đây là vấn đề nghiêm túc. Chúng ta ngồi đây đều chưa hề nghe đến việc giải tán Hoành Không. Mười mấy năm nay đều như vậy rồi, có đến mức nghiêm trọng như vậy không? Những lời này mà đồn ra ngoài nếu như các công nhân nghe thấy thì có phải là loạn không? Đồng chí Tào Nguyệt vẫn còn ôm ảo tưởng. Nói quá, anh nghĩ là tôi đang đùa giỡn phải không? Các anh nghĩ xem, một đống đổ nát này nếu như cứ tiếp tục như vậy thì lãnh đạo nào chịu nổi? Hàng năm đều bỏ tiền ra để giải quyết đống đổ nát này. Mà tôi đã đại diện cho Hoành Không ký bản hợp đồng với Điền Nam rồi. Từ nay về sau họ sẽ không hề cai quản một nơi nào của Hoành Không. Họ đã bồi thường một lần 100 triệu và rút hết cổ phần. Vì thế ông chủ cuối cùng của chúng ta vẫn chỉ là Thiên Vân. Mà ở đây ai cũng biết được ông chủ này rồi. Người ta chỉ đạo về nghiệp vụ, còn lại các hạng mục khác họ không quản. Anh hãy còn muốn giơ tay mà lấy tiền của nhà nước, như vậy cũng phải cần họ đồng ý. Nhưng giờ Thiên Vân cũng đã cắt bỏ con đường rút lui cuối cùng của chúng ta, Bí thư Ninh và Chủ tịch Khúc đã xác định, từ nay về sau không hề cho chúng ta bất kỳ một khoản trợ cấp nào nữa. Khi không hề có bất kỳ một sự trợ giúp nào từ bên ngoài, hỏi rằng Hoành Không của chúng ta còn tiếp tục được bao lâu, các anh nói xem, nếu không phấn đấu, nếu không cải cách, nếu không chỉnh đốn, thì tỷ lệ đi vào lịch sử của Hoành Không là bao nhiêu? Diệp Phàm liên tiếp dùng mấy từ nếu không chất vấn, khiến cả hội trường lại càng im lặng. Thật lâu sau Hà Toàn Lý nói. Thế này họ đã ép chúng ta rồi. Nếu không đưa tiền thì đã chặt mất đường lui của chúng ta. Như thế này đến nửa năm chắc gì chúng ta đã trụ được. Đến lúc đó không cần nói họ ép chúng ta đóng cửa, mà chính chúng ta cũng không chịu nổi đàn phải tự rút thôi. Việc này, Bí thư Diệp, bên Điền Nam chúng ta còn chưa thừa nhận. Mà Thiên Vân cũng không thể tán thành họ bỏ ra 100 triệu để trợ cấp một lần. Tôi thấy, Chủ tịch Diệp nên nhanh đàm phán lại với họ. Chính là bả hợp đồng đó công ty không thông qua, nên không có hiệu lực. Dương Chấn Đông nói, không ngờ lại có ý định đổi lại việc đã làm, chứng tỏ muốn nói Diệp Phàm đã làm chuyện ngu xuẩn. Bí thư Dương, lẽ nào anh vẫn còn ôm mộng xòe tay ra xin tiền người ta sao? Tôi thật không thể có loại tư tưởng này được, tập đoàn chúng ta vì sao không đứng lên được? Tôi thấy nó có liên quan đến loại tư tưởng này. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ giơ tay ra xin tiền nên không phấn đấu. Vì đã có người bỏ tiền ra rồi đúng không? Có bao nhiêu tên ăn xin muốn thay đổi suy nghĩ của mình? Vì thế không phấn đấu thì sao có thể đưa Hoành Không lên được? Việc này, nói khó nghe một chút tức là lý luận của kẻ ăn mày. Loại tư tưởng này nếu còn khó mà vượt qua nổi. Vì sao tôi đã ký hợp đồng với Điền Nam, lẽ nào là chủ tịch của Hoành Không mà tôi lại muốn nó bị đóng cửa sao? Chẳng phải như thế là tự đập đá vào chân mình sao? Là chủ tịch. Tôi hy vọng có thể qua được vài năm. Vì sao tôi lại tự chặn đường rút cuối cùng của mình, đó chính là để Hoành Không tự lập. Không thành công thì cũng thành người. Những điều này tôi đã nói rõ ràng với mọi người rồi. Từ nay về sau, các anh đừng có hy vọng về Điền Nam nữa. Nếu tỉnh không đồng ý thì tôi cũng vẫn cương quyết như vậy. Chúng ta chỉ có một con đường phấn đấu để mà đi thôi, vì thế bắt buộc phải điều chỉnh lại nhân sự ngay từ bây giờ. Những người nhan hạ. Không làm giờ phải tiến hành đào tạo họ. Tất cả các phòng ban đều phải tiến hành điều chỉnh. Tôi thấy công ty chúng ta cũng không ít phòng ban, mỗi phòng ban đều đã chật người. Rõ ràng là chỉ cần 5 người một phòng vậy mà CEO đến 2, 30 người. Nơi này không phải là nhà giữ trẻ, cũng không phải là viện dưỡng lão. Cứ quyết định như vậy đi. Đồng chí Trấn Đông phụ trách việc nhân sự, anh hãy sắp xếp để điều tra, làm ngay đi. Xong tập hợp rồi báo lên trên. Không phải nói gì cả, chỉ đạo rõ các đồng chí cấp dưới, những đồng chí nào không làm có thể tự rút lui. Những người nào không làm được cũng cho cuốn gói luôn, Hoành Không sẽ không đóng vai là viện dưỡng lão nữa.
Đặc biệt là 200 đối tượng được chiếu cố kia, thông báo cho họ lập tức trở về tiếp nhận công việc, để tham gia lớp huấn luyện. Trong một tuần nếu như không về thì sẽ cho là tự nguyện từ chức. Đương nhiên là trừ trường hợp ốm nặng, hay gì đó. Diệp Phàm ra lệnh một loạt. Chủ tịch Diệp, anh đã nói vậy thì tôi làm nhưng Dương Chấn Đông tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Dương Chấn Đông than thở nói. Tôi cũng vẫn giữ ý kiến của mình. Ngô Hồng Sơn cũng do dự chút rồi nói. Tôi từ bỏ. Trợ lý chủ tịch Nghiêm Phương Long nói. Còn lại bốn người thường vụ Hà Toàn Lý cũng tán thành. Tào Nguyệt và Cung Trường Hỷ cũng không ý kiến gì. Chỉ phục tùng sắp xếp của lãnh đạo. Hai người cũng theo Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nói gì. Tự nhiên việc chỉnh đốn nhân sự của Diệp Phàm đã được thông qua. Buổi tối Diệp Phàm đang vui vẻ trở về, vừa bước vào phòng đã nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh. Thầy đúng là nhanh, Sa Thiên không bằng rồi. Sa Thiên từ trong nhà vệ sinh đi ra. Sa Thiên, sao anh lại đến đây? Diệp Phàm thốt ra, sững sờ nhìn, rồi lại nhìn một lượt người này, hỏi. Lạ thật, anh hình như đã khôi phục rồi, sao thế? Chắc chắn là thầy không đoán được đâu. Sa Thiên cười một tiếng, Diệp Phàm phát hiện ra mặt anh ta có chút đỏ. Hắn ta suy nghĩ, đột nhiên cười nói. Có thể ta đoán được một chút. Không phải chứ, sao có thể được? Sa Thiên vẻ mặt không tin nhìn Diệp Phàm. Là nha đầu Tuyết Nha giúp cậu à? Diệp Phàm cười, đầy thâm ý. Sa Thiên thấy thế liền đỏ mặt. Đoán chúng rồi phải không? Diệp Phàm phá lên cười. Là một cao thủ thần bí ra tay nhưng Tuyết Nha nói với tôi. Người đó là bà tổ của nhà họ Tuyết, ngay cả cô ấy cũng chưa thấy bà ấy bao giờ. Sa Thiên nói, Phi Linh đang Tuyết Nha không hổ là một trong 10 cao thủ trên thế gian. Bà ấy chắc chắn là đến được cảnh giới trong truyền thuyết. Lần trước có đến Hồng Diệp Bảo một lần, cũng đã giúp Phương Nhân Bàng và Lang Phá Thiên đột phá. Hình như tổ tông của hai người đó có nguyên do. Diệp Phàm nói đến đây nhìn Sa Thiên, giả vờ như mơ hồ nói. Nhưng tôi thấy lạ. Tổ tiên nhà họ Sa các anh chắc không có quan hệ với tiền bối họ Tuyết chứ. Thầy đừng có nghĩ xấu tôi, việc này thầy nên đoán được chứ. Sa Thiên đỏ mặt, ngại ngùng nói. Việc này nên chúc mừng anh có phải không? Có cái gì ngay đâu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng có phải không? Nhưng từ đây tôi cũng có thể thấy được, cô nương Tuyết Nha kia đúng là rất được bà nội ký cưng chiều. Bằng không bà ấy không thể nào ra tay giúp, khi mới đầu bà đến Hồng Diệp Bảo. Đó là vì tôi có quan hệ với Tuyết Hồng, còn có quan hệ với Thiên Thông. Nhưng bà ấy không nể mặt tôi cầu cứu bà ấy giải huyệt đạo cho Viên Viên nhưng bà ấy không đồng ý mà còn đưa ra điều kiện. Diệp Phàm buồn bực nói. Ôi, bà ấy là người bướng bỉnh, Tuyết Nha về cầu cứu mẹ Tuyết Hồng, nhờ mẹ mới nói cho bà nội được. Nhưng ban đầu bà ấy cũng không để ý, Tuyết Nha thành tâm quỳ lại trước gia tổ nhà họ Tuyết đúng 7 ngày. Chỉ để cầu cứu bà nội ra cứu tôi. Chứ không hề có yêu cầu nào khác. Chỉ là, sau đó, ôi! Sa Thiên buồn bực, than thở. Chương 2840, ban bảo vệ võ trang phải bỏ chạy. Chẳng lẽ là cô ta đưa ra điều kiện và điều kiện này các anh không thể đáp ứng có phải không? Diệp Phàm nhướng mày nói. Bởi vì thời gian trước Diệp Phàm cầu cứu Kiều Viên Viên, Tuyết Nha Nha cũng đưa ra điều kiện, đó là Diệp Phàm buông tha cho Kiều Viên Viên. Ừ, cô ta nói không thích tôi. Nói người của Hồng Diệp Bảo mất mặt. Bởi vậy vì tổ tiên đến giờ vẫn hầu hạ người nhà họ Tuyết nên cứu một mạng này của tôi. Nhưng từ nay về sau không cho Tuyết Nha theo tôi. Hôn sự của Tuyết Nha do nhà họ Tuyết quyết định nhưng tuyệt đối không thể gả cho tôi. Sa Thiên nói đến đây vẻ mặt tức giận, người này cùng Tuyết Nha gặp gỡ không ngờ vô tình đã yêu cô. Sa Thiên, cũng không phải Tuyết Nha không thích cậu mà trong đó có nguyên nhân khác. Diệp Phàm thở dài. Có nguyên nhân khác. Còn có nguyên nhân gì? Sa Thiên ra vẻ không tin. Là vì tôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không thể nào, việc này là việc của tôi và nhà họ Tuyết, không có liên quan gì đến cậu. Sa Thiên kiên quyết nói. Anh nghĩ một chút xem, thời gian trước Tuyết Nha Nha đưa ra yêu cầu gì với tôi. Bởi vì tôi không đáp ứng cho nên, tiếp theo tính cả cậu vào. Việc này có lẽ là biết quan hệ của chúng ta. Hơn nữa. Tuyết Nha yêu cầu chắc chắn có giải thích rõ ràng quan hệ ở đây. Tôi thật sự không nghĩ tới, ông Tuyết là một cao thủ thần bí, không ngờ lại làm ra tình huống huống này. Tuy nhiên, Sa Thiên, cậu có thể vụng trộm gặp gỡ Tuyết Nha là được. Tôi tin rằng Diệp Phàm tôi một ngày nào đó sẽ được cô đồng ý.
cho đến lúc này, chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt nhà họ Tuyết. Diệp Phàm vẻ mặt kiên nghị nói. Vụng trộm lui tới, không thể nào. Sa Thiên Hừ nói. Sao thế, Diệp Phàm cau mày. Tuyết Nha rất coi trọng tình cảm với nhà họ Tuyết, từ khi bệnh của tôi chữa khỏi xong, Tuyết Nha không nói chuyện với tôi nữa. Nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy người dưng, nếu Tuyết Hồng không ở Hồng Diệp Bảo có lẽ cô cũng rời khỏi Hồng Diệp Bảo lâu rồi. Hiện giờ cô không khác gì một cây nước đá, lạnh làm cho người ta cũng lạnh. Sa Thiên nắm tay đến kêu lên răng rắc. Sa Thiên, anh thật sự muốn lấy một cô gái xinh đẹp đáng sợ này. Đương nhiên cũng không biết tại sao lại thế. Tôi cho rằng đời này Tuyết Nha chính là người phụ nữ của Sa Thiên. Sa Thiên không ngờ đột nhiên khí phách. Tốt, Tuyết Nha chính là người phụ nữ của anh, chúng ta tạm thời không nên thay đổi. Anh hãy cho tôi một thời gian nhất định. Diệp Phàm nói. Tất cả mọi việc tôi nghe theo tiên sinh. Sa Thiên bình tĩnh lại nói. Chỗ tôi không có việc gì, anh cần phải luyện công nhiều thêm. Ngoài ra, anh vừa mới hết bệnh, cơ thể chắc chắn mệt. Diệp Phàm mệt. Không việc gì, tôi tốt lắm. Hơn nữa, lão thái bà kia rõ ràng còn có thể cho tôi đột phá đến thập đẳng đỉnh giai. Việc này chắc chắn cũng là điều kiện bà ta đáp ứng Tuyết Nha. Sa Thiên nói. Từ hôm nay trở đi, tôi ở hỗ trợ cậu. Cậu có chuyện gì chỉ cần nói một tiếng là được, tôi sẽ ở nhà dân cách đó không ha? Hồng Diệp Bảo có lão phí cùng mấy người Lý Tùng hẳn là không có vấn đề gì. Mà cậu ở đây không có ai giữ thì không được. Tuy cậu là đại cao thủ nhưng cũng có một số việc cũng cần cấp dưới đi làm. Ừ, cũng tốt. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút nói, Sa Thiên liếc mắt một cái, nói. Không lâu tôi muốn đến Chu Tước Sơn Trang trên núi Thông Thiên ở. Ở đó rất rộng, rộng hơn cả Hồng Diệp Bảo, hơn nữa rừng cây dày đặc rất thích hợp cho chúng ta luyện công. Ngày mai tôi muốn đi thành phố Cảng Cửu một chuyến, chờ tôi trở lại sẽ đến đó. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ở đó. Luận bàn một chút cũng không tệ. Tôi đi trước đến Chu Tước Sơn Trang. Sa Thiên nói, bước ngay ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Khổng Ý Hùng chờ ngay tại trụ sở chính của công ty. Từ đây đi xe đến tỉnh thành, sau đó bay thẳng đến Việt Đông, sau đó đến thành phố Cảng Cửu. 7 giờ Diệp Phàm đến trụ sở công ty. Chúng ta lên đường. Diệp Phàm nói. Ngô Lâm còn chưa đến, còn Lão Chiến cũng chưa thấy. Khổng Ý Hùng nói. Anh không thông báo cho họ. Diệp Phàm nhíu mày, sợ tới mức Khổng Ý Hùng vội vàng nói. Bí thư Diệp, hôm qua tôi đã tự mình thông báo cho họ rồi, sáng nay 7 giờ chúng ta xuất phát tại trụ sở. Hơn nữa vé máy bay đã đặt, kéo dài chỉ sợ không kịp chuyến bay. Đúng lúc này trưởng ban bảo vệ võ trang Chiến Vân Cương thở hổn hển chạy vào từ xa đã kêu lên. Bí thư Diệp, ngại quá lốp xe cán phải đinh. Không việc gì, có thể đúng giờ là được rồi. Diệp Phàm nhìn đồng hồ vừa đúng 7 giờ. Bí thư Diệp, tôi báo cáo với anh một chuyện. Chiến Vân Cương vừa đến trước mặt Diệp Phàm vừa thở vừa nói. Nói đi Lão Chiến, đừng nóng vội, còn kịp. Diệp Phàm nói. Tôi vừa mới nhận được thông báo của cấp trên báo tôi về trung đoàn cảnh sát võ trang tỉnh họp, thành phố Cảng Cửu, tôi không đi được. Bí thư Diệp sắp xếp đồng chí khác đi cùng. Chiến Vân Cương vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm. Hơn nữa, lần này có một tình huống đột phát lớn phải báo cáo anh. Tình huống lớn, Diệp Phàm có chút nghi ngờ Chiến Vân Cương. Đúng vậy. Chiến Vân Cương gật gật đầu, đột nhiên nghiêm hướng về phía Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội, nói. Bí thư Diệp vừa rồi nhận được thông báo là tư lệnh viên Tần tự mình thông báo. Tư lệnh Tần trực tiếp thông báo với tôi, vốn ta nói còn phải cùng Bí thư Diệp đến thành phố Cảng Cửu. Tư lệnh viên Tần tiện thể nhắn Bí thư Diệp báo các anh phải chuẩn bị. Nói là việc này qua mấy ngày nữa trung đoàn cảnh sát có vũ trang của tỉnh sẽ chính thức thông báo đến tập đoàn cơ điện. Chuẩn bị cái gì? Thấy Chiến Vân Cương vẻ mặt thận trọng, Diệp Phàm cũng nghiêm túc hỏi. Tư lệnh Tần nói đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, vì trước kia tập đoàn cơ điện Hoành Không là công ty thuộc Trung ương. Là doanh nghiệp quốc doanh có vốn riêng, hơn nữa tập đoàn sản xuất ra một số sản phẩm đặc biệt cho quốc gia. Chẳng qua mấy năm nay có thay đổi, kinh tế thị trường thay thế kinh tế kế hoạch hóa, mà tập đoàn cơ điện Hoành Không thay đổi chế độ rồi. Thuộc Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và tỉnh Thiên Vân quản lý. Hơn nữa, vì phát triển kinh tế tập đoàn Hoành Không, cấp dưới đã góp vốn. Công ty đã trở thành công ty cổ phần, mà nhà nước cũng không phân phối chỉ tiêu cho tập đoàn Hoành Không sản xuất một số sản phẩm linh kiện quân dụng nữa. Mà tập đoàn Hoành Không thành công ty quốc doanh của địa phương.
ngay cả Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cũng dần dần thành tỉnh Thiên Vân và tỉnh Điền Nam thay thế. Mà khi thiết lập Ban Bảo vệ Võ Trang vì cần thiết đặc thù, vì bảo vệ một số sản phẩm đặc biệt của công ty. Hiện giờ không giống với lúc trước, tập đoàn Hoành Không không liên quan đến công nghiệp quân sự rồi. Ban Bảo vệ Võ Trang đóng ở đây cũng quá lãng phí, hơn nữa không hợp quy định. Mà ở phía đông tỉnh ta vừa vặn xây xong nhiệt điện lớn, cụ thể là nhà máy nào Tư lệnh Tân không nói rõ. Nên nhà xưởng cần Ban Bảo vệ Võ Trang, Trung đoàn Cảnh sát Võ Trang cho rằng hoàn toàn có thể đưa Ban Bảo vệ Võ Trang của tập đoàn Hoành Không chuyển sang bên đó. Cũng đỡ phải điều động thành lập mới. Cho nên, bảo tôi thông báo trước cho Bí Thư Diệp, có lẽ trong mấy ngày tới Trung đoàn Cảnh sát Võ Trang tỉnh sẽ gửi thông báo đến tập đoàn. Cho nên xin Bí Thư Diệp làm tốt công tác chuẩn bị. Nếu không, đến lúc đó chúng tôi đột nhiên rút lui, tập đoàn Cơ điện Hoành Không có hơn 1 vạn công nhân, hơn nữa còn người nhà con cái tất cả gần 4.000 người. Con số này cũng không phải là nhỏ, chỉ sợ không có bảo vệ sẽ gây ra sức ép gì đó thì phiền toái. Cho nên tập đoàn Hoành Không phải sắp lại công tác bảo vệ. Chiến Vân Cương nói một hồi. Vấn đề này quá lớn, Diệp Phàm giật mình lập tức nói. Như vậy đi, Ý Hùng, anh lập tức thông báo cho Ngô Lâm, nói có việc hôm nay không đi được, bảo ông ta đừng đến. Ngô Lâm, chỉ là tổ điều tra cái ầm ĩ của Trương gia. Chiến Vân Cương hỏi lại. Đúng vậy, lần này ông ta cầm hợp đồng cùng chúng tôi đến thành phố Cửu Cảng. Khổng Ý Hùng nói. Có lẽ, việc này Bí Thư Diệp, ông ta căn bản là tới không được. Chiến Vân Cương vừa nói xong Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Sao lại tới không được, chẳng lẽ ông ta bị bệnh hoặc là bị thương? Bệnh là không có bệnh, tôi vừa gặp ông ta, tôi vừa đi qua nhà khách của Hoành Không phát hiện người này đang tươi cười cùng các thành viên tổ điều tra chui vào xe. Tôi lúc đó có chào hỏi tổ điều tra, sau khi nghe ngóng mới biết được họ muốn đi tỉnh thành. Hơn nữa, liền đi trước xe tôi hướng về tỉnh thành. Chiến Vân Cương nói, đồ chó Ngô Lâm này, hôm qua Bí Thư Diệp giao cho tôi thông báo cho ông ta và sáng sớm nay đi thành phố Cửu Cảng, không thể tưởng tượng được người này căn bản không coi trọng. Khổng Ý Hùng tức giận đỏ mặt, không kìm nổi mắng một câu. Việc này tôi biết, ngày hôm qua anh đã nói qua với tôi, tên kia căn bản cố ý làm như vậy. Chiến Vân Cương hừ nói, Bí Thư Diệp, đối với loại người này có phải nên làm chút gì mới được? Nếu không, việc này ngài giao cho tôi đi làm, dù sao tôi cũng phải đi, bố gặp phải cho y một cái tát, phản thiên sao? Thôi vậy, Diệp Phàm khoát tay áo nhìn Khổng Ý Hùng một cái hừ nói, anh gọi điện thoại thông báo một chút Ngô Lâm làm sao chưa tới. Khổng Ý Hùng vừa nghe gọi điện thoại, cúp điện thoại nói. Ngô Lâm nói ông ta quên, tỏ vẻ xin lỗi, tuy nhiên, ông ta hiện giờ đi tỉnh thành làm việc không thể cùng chúng ta đi Cảng Cửu. Đã quên, quên thì tốt. Diệp Phàm nghiêm mặt xoay người đi vào tòa nhà trụ sở công ty. Ngô Lâm này, con mẹ nó, chính là muốn muôn ăn đòn. Chiến Vân Cương. Cần ăn đòn, đánh rớt mấy cái răng cửa của y đều không hết giận. Tuy nhiên, việc này Bí Thư Diệp sẽ giải quyết, anh phải đi tỉnh thành họp thì đi đi. Có lẽ tin tức hôm nay anh nói quá bất ngờ, Bí Thư Diệp lập tức muốn tập hợp các thành viên bộ máy thảo luận vấn đề quan trọng này. Khổng Ý Hùng nói. Loại tôm tép như Ngô Lâm Diệp Phàm không đặt trong lòng, muốn trừng phạt y còn không phải dễ dàng, một cuộc điện thoại cũng khiến y khó chịu. Diệp Phàm ngồi trong phòng đang suy nghĩ về chuyện Ban Bảo vệ rút đi. Rút đi là chiều hướng phát triển, nếu Tư lệnh Tần nói vậy chắc chắn chuyện này là thật. Quan trọng là Ban Bảo vệ Võ Trang rút lui thì sắp xếp người tiếp nhận công tác này như thế nào. Nếu tập đoàn thành lập Ban Bảo vệ thì dễ dàng, tuy nhiên Diệp Phàm không muốn làm như vậy. Chương 2841, kéo người của mình đến. Nghĩ ngợi một chút Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng, nói qua tình hình một lần. Thành lập bộ phận bảo vệ của tập đoàn là theo quy định bình thường, bây giờ công ty lớn hay nhỏ đều có bộ phận bảo vệ. Mà các cậu là công ty nhà nước, có thể thành lập ban bảo vệ. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển của xã hội thì chiều hướng phát triển là thành lập bộ phận bảo vệ của mình. Mà nhân viên của bộ phận này hoàn toàn do bộ phận nhân sự của các cậu quyết định. Bộ phận bảo vệ cũng hoàn toàn trực thuộc văn phòng tập đoàn các cậu. Không giống ban bảo vệ Võ Trang vẫn là hai lãnh đạo. Thiết Chiêm Hùng sau khi nghe xong nói. Anh Thiết, anh xem có thể suy nghĩ, công ty tôi là công ty nhà nước nên người nhiều. Hoàn toàn có thể thành lập phân cục công an, mà phân cục công an là do cục công an địa phương thường trú. Tuy nhiên, tập đoàn chúng tôi lớn.
là tập đoàn do cả Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và tỉnh quản lý. Hơn nữa cấp còn là thứ trưởng. Cho nên, cấp bậc của phân cục công an sẽ không thấp. Trước kia ban bảo vệ võ trang cấp bậc chính là phó giám đốc sở, thành phố chẳng qua là một đơn vị cấp cục. Do bọn họ cử người đến tiếp nhận chắc chắn không thỏa đáng. Diệp Phàm đưa ra suy nghĩ. Ừ, có trường hợp đặc biệt này. Có phải cậu muốn do Bộ Công an trực tiếp cử phân cục thường trú giúp đỡ tập đoàn các cậu? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Theo quy mô cấp bậc của tập đoàn các cậu, do Bộ trực tiếp cử đến cũng được. Tuy nhiên, bình thường mà nói đều là Sở Công an tỉnh cử người đến. Mặc dù nói cấp bậc của tập đoàn các cậu cao, nhưng phân cục công an nhiều nhất là phó giám đốc sở. Cho nên, Sở Công an tỉnh Thiên Vân hoàn toàn có thể cử phó giám đốc sở tiến vào chỗ cậu. Tuy nhiên, kể từ đó, những người vào đó chưa chắc hoàn toàn nghe theo chỉ huy của cậu. Bởi vì bọn họ chỉ là do cử đến, đối với lãnh đạo của Sở Công an tỉnh nắng hơn. Tình trạng kinh tế của tập đoàn các cậu không được tốt, nếu tiền lương và phúc lợi đều là tập đoàn trả thì sẽ nghe lời. Nếu do Sở Công an tỉnh trả, thì họ có nghe cậu hay không cũng khó nói. Hơn nữa mặc dù là tiền lương do tập đoàn các cậu trả vậy phải cao hơn lương của họ ở Sở Công an tỉnh mới được. Việc này có lẽ các cậu khó làm rồi. Ít nhất, tạm thời với tình hình kinh tế của tập đoàn Hoành Không các cậu mà nói cũng là một gánh nặng. Mà người đến có lẽ 3-40 đi, thậm chí nhiều hơn. Một người cảnh sát không cần nói nhiều, một năm phúc lợi đãi ngộ cùng tiền lương và kinh phí hoạt động, một người cũng 3-4.000 nhân dân tệ. Tổng cộng chính là 2-3 triệu. Có lẽ chút tiền ấy không thể nào quan trọng đối với cậu, nhưng một doanh nghiệp lớn, rất nhiều thứ cần tiêu tiền. Chỗ này 2-300, chỗ kia 2-3 triệu, tôi thấy núi vàng cũng nhanh hết. Anh nói cũng đúng, tôi nghĩ, do Sở Công an tỉnh cùng chúng tôi quản lý là chắc chắn. Tôi thấy có thể thành lập chi đội công an tập đoàn cơ điện Hoành Không, cấp bậc ngang với phó giám đốc sở. Mà cấp bậc ngang với cục công an thành phố Hạng Nam. Chỉ có điều cấp bậc cao hơn so với họ một nửa. Thật ra, cục trưởng cục công an thành phố Hạng Nam cũng là bí thư đảng ủy thành phố kiêm nhiệm. Cấp bậc cũng không khác gì bên này. Còn về tiền, tôi thấy toàn bộ chúng ta nhận thầu cũng không ăn không tiêu. Nếu là hai bên lãnh đạo thì phải là hai bên trả tiền. Nếu tập đoàn chúng ta không trả tiền chút nào, thì cảnh sát xuống dưới có lẽ hoành tráng ngút trời. Tuy nhiên, anh Thiết, tôi định không bỏ tiền. Diệp Phàm đột nhiên mỉm cười. Cậu nghĩ khá lắm. Cậu không bỏ tiền Sở Công an tỉnh Thiên Vân không phải người ngu, cho mấy chục người làm không công cho cậu còn phải trả tiền lương và phúc lợi xã hội. Làm việc của cậu cậu lại còn không muốn trả tiền, thiên hạ này chuyện tốt cũng không thể để cậu chiếm hết, họ sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ không đồng ý. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh Thiết, anh nói nếu tôi nói với thủ trưởng cung thì thế nào? Diệp Phàm đột nhiên cười khan một tiếng. Ông em rất khá đấy, tuy nhiên... Cậu nói với Cung Khai Hà có lẽ ông ta lập tức đồng ý. Nói là ý tưởng của đồng chí Diệp Phàm rất tốt, tổ sẽ ủng hộ hết mình. Chẳng những nhân lực mà tiền lương đãi ngộ và kinh phí hoạt động bao hết, tuy nhiên, đội ngũ phải do tổ quyết định cử ai. Đến lúc đó, tam đẳng đỉnh giai cùng nhóm người kém cỏi tràn đến chi đội công an ở tập đoàn Hoành Không các cậu rồi. Chi đội công an Hoành Không các cậu hoàng tráng rồi, nếu bàn về công phu quyền cước mà nói có lẽ sẽ đánh vô địch Bộ Công an. Tuy nhiên, có lẽ có một số việc, cậu sẽ có nhiều việc vui chơi. Thiết Chiêm Hùng cười giọng khá khoái chí. Vẫn là anh Thiết suy nghĩ sâu xa, tôi đã không nghĩ đến những chi tiết này. Đây không phải là trúng bẫy của Cung Khai Hà sao? Đến lúc đó chủ tịch như tôi còn phải giúp ông ta bồi dưỡng tư cách tổ việc tổ đặc nhiệm A đó không phải là mệt chết sao? Không ổn, không ổn, con đường này không đi được. Diệp Phàm nói, trong lòng xấu hổ. Có được tất có mất không thể chỉ có được không phải trả giá, xã hội này cái gì đều như thế. Tuy nhiên, nếu cậu thật sự có ý này, tôi có thể giúp cậu một chút. Chẳng qua làm như vậy Sở Công an tỉnh Thiên Vân chắc chắn có ý kiến, cho rằng bàn tay của bộ dài quá. Mặc dù tập đoàn cơ điện Hoành Không của các cậu tấm biển thô, nhưng có một số việc dù sao cũng phải liên quan mật thiết cơ quan công an địa phương. Mất đi ủng hộ của họ, công việc triển khai cũng không tốt. Thiết Chiêm Hùng nói. Ừ, bộ thì không cần phải đi rồi, việc này tôi ngại phiền, việc này nếu tôi đồng ý tin rằng lãnh đạo bộ cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu là do Sở Công an tỉnh cử người xuống, quan trọng là phải nắm được người phụ trách chi đội mới được. Diệp Phàm nói, đó là đương nhiên, chức này phải do mình chọn mới được. Nếu không không dùng được, tuy nhiên,
cậu có lẽ đã nghĩ đến ai rồi, nói nghe chút xem. Thiết Chiêm Hùng nói. Bao Nghị. Diệp Phàm nói. Bao Nghị, hình như trước nay chưa từng nghe nói đến. Thiết Chiêm Hùng hỏi. Ừ, trước kia anh ta ở tỉnh Tấn Lĩnh nghèo đói, bị người ta cho từ đội phó đội hình sự thành người đứng đường rồi. Sau đó tôi phát hiện đưa anh ta đến thành phố Đồng Lĩnh. Chẳng qua sau tôi đi chấp hành nhiệm vụ bí mật một số lãnh đạo tỉnh lại đổi lên sở công an tỉnh. Vốn Chiến Vân Cương cũng không tệ lắm, chỉ có điều không thể để ông ta lại. Cho nên muốn tìm người tiếp nhận và thành lập chi đội trụ tại tập đoàn Hoành Không. Tập đoàn Hoành Không nhiều người, hơn nữa người nhà nữ thành ra 3-4 nghìn nhân khẩu. Anh ta ở sở công an tỉnh Tấn Lĩnh, lại đến bên tỉnh các cậu, hơn nữa lại đảm nhiệm nhân vật số 1, chỉ sợ sở công an tỉnh Thiên Vân trong lòng sẽ không vui. Nếu bọn họ không chịu cậu còn chịu áp lực rồi. Hơn nữa, đôi khi rất có thể sẽ làm cho người ta liên tưởng đến cậu. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh Thiết nghĩ giúp, trước tiên đưa Bao Nghị đến Bộ Công an làm chức gì đó, sau đó chuyển đến Sở Công an tỉnh Thiên Vân không phải giải quyết xong sao. Việc này, tôi mời anh Thiết ra tay. Diệp Phàm cười ha ha. Ông em, cậu thật lợi hại, lại đẩy lên đầu tôi. Thân phận của cậu ở bộ cũng không thấp, tuy nhiên, thôi vậy việc này để tôi làm là được. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Nếu giúp thì giúp đến cùng, Sở Công an tỉnh Thiên Vân, đội đại án có một người là Ngô Lâm, nhất định anh phải gõ y một chút. Diệp Phàm nói qua chuyện của Ngô Lâm. Cậu trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận đó có thể dọa y gan chó, làm gì còn phải phiền chuyển lời đến Sở Công an tỉnh. Thiết Chiêm Hùng nói. Đôi khi tôi còn muốn giữ bí mật này. Diệp Phàm nói. Được rồi, thằng nhóc này cũng váng đầu. Không ngờ giả heo ăn thịt hổ, xem ra là gặp xui xẻo rồi. Thiết Chiêm Hùng cũng không từ chối. Nghe nói thằng nhóc này còn có chút lai lịch, anh Thiết có thể ngàn vạn lần đừng lật thuyền trong mương. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Cậu chọc tôi có phải không? Một tôm tép nhãi nhép, một phó bộ như tôi chẳng lẽ không làm được. Cho nên mặc kệ y lai lịch gì, giết trong nháy mắt. Thiết Chiêm Hùng cũng đùa, xem ra, tâm trạng không tệ lắm. Sáng thứ hai. Diệp Phàm dẫn theo Khổng Ý Hùng đến thẳng thành phố Cảng Cửu. Bí thư Diệp, Ngô Lâm đến giờ vẫn chưa đến, có phải lại có mánh lưới gì với chúng ta không? Thật ra ngày hôm qua y không đi tỉnh thành, chỉ điều tra ở thành phố, y vừa về tôi đã giải thích qua với y. Tuy nhiên, thái độ của tên kia anh có tin không, thật không phải, nếu nói với chủ tịch tỉnh Triệu nói có lẽ còn bị phê bình. Khổng Ý Hùng ngồi cạnh ghế lái, vẻ mặt tức giận nói. Gọi điện thoại thông báo với ông ta là được, chạy tới chạy lui làm gì? Diệp Phàm nhíu mày. Bí thư Diệp dặn là việc lớn, tôi đi một chuyến không sao. Khổng Ý Hùng nói. Tuy nhiên, đến hiện giờ ông ta vẫn chưa đến, chúng ta không có hợp đồng kia làm sao bây giờ? Không sao, hợp đồng à, tất nhiên sẽ đưa đến. Diệp Phàm tỏ vẻ không sợ hãi, nhưng làm cho Khổng Ý Hùng bội phục. Cảm thấy bí thư Diệp khả năng điềm tĩnh thật không phải trưng cho đẹp. Quá vững vàng đi. Buổi tối, hai người đến thành phố Việt Châu. Giám đốc nhà máy chế tạo máy móc phi không Việt Đông Tống Thủy Dương đã dẫn mấy người trong bộ máy chờ ở sân bay. Tống Thủy Dương tuổi hơn 40, mặc áo jacket cộng thêm đôi giày thể thao. Nhân vật số 1 của tập đoàn đến mà ăn mặc như vậy tất nhiên là có chút không thể nào trang trọng. Những thành viên khác của bộ máy không ngờ cũng là áo jacket và giày thể thao, thật ra có vẻ quái dị. Khổng Ý Hùng rõ ràng mặt cứng đờ, hơi trầm xuống. Nhân vật số 1 như Diệp Phàm đến hôm nay chắc chắn phải mặc đồ tây trang trọng nghênh đón mới được. Ăn mặc như vậy đối với nhân vật số 1 của tập đoàn mà nói khá không tôn trọng. Khổng Ý Hùng trộm nhìn Diệp Phàm một cái. Phát hiện hắn dường như không cảm thấy được thay đổi nhỏ này, sắc mặt vẫn như bình thường, hai bên nói chuyện qua rồi lên xe. Diệp Phàm ngồi là Audi A8 của Tống Thủy Dương, Khổng Ý Hùng ngồi bên cạnh ghế lái. Diệp Phàm cùng Tống Thủy Dương ngồi sau. Các nhân vật khác của công ty ngồi xe sau. Tổng Giám đốc Diệp, đã muộn rồi, chúng ta đến Thiên Nga Đen ăn cơm sau đó nghỉ ngơi một chút, ngày mai đến thăm nhà máy thì thế nào? Giám đốc Tống cung kính hỏi. Khách tùy ý chủ. Diệp Phàm thuận miệng nói xong thêm vào. Tuy nhiên, Giám đốc Tống, Thiên Nga Đen nghe nói là khách sạn 5 sao, chúng ta người một nhà không cần phải phô trương, cứ đến nhà khách của nhà máy là được. Chương 2842, gian dối. Tổng Giám đốc Diệp lần đầu đến Việt Đông, chiêu đãi tốt một chút cũng là việc bình thường. Hơn nữa, nhà máy khó khăn cũng không khó khăn đến bữa ăn có phải không?
Giám đốc Tống cười nói. Không cần, hay là đến nhà khách đi. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Việc này. Giám đốc Tống mặt cứng đờ, trầm ngâm một chút nói. Tổng giám đốc Diệp, lần này tôi còn mời mấy người bạn, bọn họ đều là người ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân. Làm kinh doanh trên địa bàn của người ta, không chuẩn bị một chút cũng không được, hơn nữa bạn bè cũng là con đường phải không? Hả, vậy cũng được. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng hiểu ngay, anh mời tôi đến Thiên Nga Đen không phải vì lần đầu tôi đến đây mà vì anh mời bạn bè, nhân vật số má của công ty đến đây chỉ là để đánh bóng thôi. Giám đốc Tống không gọi hắn là bí thư mà gọi là tổng giám đốc Diệp, thoạt nghe cũng không có gì, thật ra xưng hô trong đó cũng rất nhiều ý nghĩa. Tập đoàn Cơ Điện Hoành Không là doanh nghiệp quốc doanh lớn. Diệp Phàm là quyền bí thư nhưng danh hiệu bí thư này đặt trước, đảng lãnh đạo xí nghiệp mà. Anh chỉ gọi là tổng giám đốc Diệp chẳng phải là anh không thừa nhận hắn là một bí thư. Nghiễm nhiên hạ thấp cấp bậc của Diệp Phàm trong công ty. Hơn nữa, về trang phục Diệp Phàm cũng đã sớm nhìn ra. Nhưng muốn xem mấy người này có mánh lưới gì. Bởi vì, theo tình hình mà Diệp Phàm nắm được, nhà máy chế tạo thiết bị Việt Đông có ý đồ thoát ly khỏi tập đoàn, hôm nay lần đầu gặp mặt, Diệp Phàm liền có cảm giác rồi. Tổng Thủy Dương bày ra sự đối đãi bằng cấp, lòng lang dạ thú có thể thấy được lốm đốm rồi. Lần này đến thành phố Cảng Cửu, một là đến tập đoàn chính Hà, mục đích khác là tiện đường qua nhà máy chế tạo thiết bị phi không. Nếu tin đồn là thật, Diệp Phàm muốn ra tay trừng phạt tính toán vọng tưởng này. Cho nên, Diệp Phàm muốn thử kiểm tra ý định thật sự của Tống Thủy Dương. Khách sạn Thiên Nga Đen nằm bên cạnh bờ sông Châu Giang, biểu tượng giống một con Thiên Nga bay lượn. Là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thành phố Việt Đông. Đương nhiên, tin tức cùng cấp bậc có liên quan trực tiếp. Đối với khách sạn này, Diệp Phàm cũng không có gì lạ. Trước kia làm việc ở Việt Đông đã thường xuyên ra vào đây. Diệp Phàm đã làm việc ở Ngư Đồng 9 năm, sau đó lại đảm nhiệm phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ở Việt Đông, hiện giờ mấy năm mới quan lại chỗ cũ, trong lòng cũng có chút xúc động. Giám đốc Tống đã chuẩn bị một căn phòng sang trọng. Đẩy cửa vào phát hiện một bàn tròn lớn có thể ngồi 17-18 người, hai bên còn có quầy ba nhỏ. Chi phí đêm nay không đến mấy nghìn chắc chắn là không thể. Đối với tình trạng kinh tế không mấy lạc quan của nhà máy chế tạo thiết bị phi không mà nói quả là lãng phí. Lúc này trên bàn đã ngồi 7-8 người cả trai lẫn gái. Thấy mấy người Diệp Phàm bước vào, mọi người ngồi trên bàn không ngờ đứng lên. Hơn nữa, trên bàn bày rau dưa, củ cải chua, hoa quả và điểm tâm mấy người này đã cầm đũa rồi. Rượu Remy Martin, Brandy, ngũ lượng đều có, hơn nữa đều đã rót rồi, ra vẻ là đã uống một hồi rồi. Một thanh niên tóc húi cua và nhìn thấy Tống Thủy Dương bước vào lập tức chỉ vào anh ta cười nói. Tôi nói nghe lão Tống, anh thế nào thế, để chúng tôi chờ đến bây giờ, anh xem là mấy giờ rồi. Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng hơi có vẻ châm chọc cười nói. Tiểu Tiên, chẳng lẽ cậu không biết đây là phong cách tiếp khách của giám đốc Tống sao, chúng ta không phải là khách. Ngại quá, vừa rồi đi đón tổng giám đốc Diệp của tổng công ty chúng tôi. Các vị, xin bất giận, xin bất giận. Giám đốc Tống vẻ hạ mình cười cười. Tổng giám đốc Diệp. Đây là tổng giám đốc Diệp. Người thanh niên tóc húi của khinh thường nhìn Diệp Phàm và Khổng Ý Hùng một cái, hừ nói. Giám đốc Tống, đây là Việt Đông, không phải là thiên vân của anh. Hôm nay thật sự vất vả tôi mới mời được chủ tịch thành phố Đàm đến, trưởng ban thôi, giám đốc Sở Đỗ, Lưu Tổng. Anh nói xem, hiện giờ đã 7 giờ, may mắn chúng tôi còn ăn một chút hoa quả điểm tâm nếu không thì giờ đã hôn mê bất tỉnh. Đãi khách như anh không được. Lần sau chúng tôi sẽ không tới, không tới đâu. Rất xin lỗi các vị lãnh đạo, tôi đi đón Tổng Giám đốc Diệp, máy bay hạ cánh đã hơn 6 giờ, lại kẹt xe, cho nên trễ một chút. Để tôi tự phạt 10 chén, 10 chén coi như để tạ lỗi cho các vị. Giám đốc Tống vừa thở dài, vừa vái lay, Diệp Phàm nhìn muốn phát nôn. Khổng Ý Hùng nhìn không được, Tống Thủy Dương chịu nhận lỗi thậm chí ngay cả việc mời Diệp Phàm ngồi cũng quên hết. Hơn nữa. Mặc dù là bàn tròn cũng có phân trên dưới đấy, bọn người kia nghiễm nhiên chiếm hết vị trí lãnh đạo, chỉ để lại vị trí của người tiếp khách và khách. Khổng Ý Hùng nghiêm mặt hừ nói. Giám đốc Tống, anh định để Tổng Giám đốc Diệp đứng ăn cơm có phải không? Ôi, rất xin lỗi, mời Tổng Giám đốc Diệp ngồi. Tống Thủy Dương vừa nghe, quay vội vàng kéo một chiếc ghế dựa nói. Giám đốc Tống, Tống Giám đốc Diệp của các anh đủ khí phái, để mọi người đợi lâu không nói.
hiện giờ rõ ràng còn muốn đứng ăn cơm. Nếu muốn đứng ăn cơm thì đứng đi. Người thanh niên tóc húi cua nói. Đúng rồi, đứng ăn cơm còn tốt cho tiêu hóa có phải không? Nói về sức khỏe thì đứng ăn cơm tốt hơn là ngồi. Tuy nhiên, chúng tôi lười quen rồi, không quen đứng. Một người bụng to cười nói, đây có lẽ là một nhà giàu mới nổi, xích vàng trên cổ có thể làm dây xích sắt khóa người rồi. Hai nhẫn lục bảo trên ngón tay cộng thêm đồng hồ Rolex, trang phục xa hoa trên người khoe khoang hết sức có thể. Nhìn qua giống như là quả bí đao choàng một lớp lá cây vàng. Ha ha ha! Mấy người ngồi đó đều bật cười. Giám đốc Tống, đây đều là bạn bè của cậu, hay là ai? Khổng Ý Hùng giận dữ hừ nói. Ha ha, tôi đội trưởng hình sự trung đoàn cảnh sát sở công an tỉnh Việt Đông, người ta gọi tôi là đồng chí Tiền Khôi, anh gọi tôi là đội trưởng Tiền là được. Người thanh niên tóc húi cua hừ lạnh một tiếng, cố ý nhìn Diệp Phàm một cái. Sau đó y chỉ vào mấy người giới thiệu. Người ăn mặc sang trọng dây là giám đốc sở công nghiệp, còn đây là chủ tịch thành phố Việt Đông Chu Đàm Minh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thôi. Còn người nhà giàu mới nổi Tiền Khôi cũng không giới thiệu, chỉ nhìn gã cười một tiếng. Tự giới thiệu một chút, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều Lưu Khải, gọi tôi là Lưu Tổng là được. Lưu Khải nhìn Diệp Phàm và Khổng Ý Hùng một cái. Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều, ha ha, chưa từng nghe nói. Khổng Ý Hùng cười hai tiếng, thực ra lão Khổng đã nghe nói qua. Dù sao tập đoàn cũng khá nổi tiếng ở Việt Đông, Khổng Ý Hùng ở tỉnh Thiên Vân cách không xa. Hơn nữa, Khổng Ý Hùng muốn cố ý hạ thấp, tất nhiên là chậm chọc rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại hiểu rõ tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều. Trước kia khi ở Ngư Đồng xảy ra đại án chính là có liên quan đến Hoàng Triều của Đồng gia. Khi đó Đồng Oanh Oanh mới mười mấy tuổi tự cầm lái tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều. Khi đó vì vụ án, Đế Đô Hoàng Triều bán không xong, Đồng gia cũng nhanh phá sản. Là Diệp Phàm bảo anh trai đầu tư vào tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều, chiếm hơn nửa cổ phần. Sau khi vụ án được phá, Hoàng Triều lập tức phát triển mạnh mẽ, Diệp Phàm cùng nhà họ Lô kiếm được lời lớn, lại tổ chức và thành lập một tập đoàn mới. Đồng Oanh Oanh buồn bã đi nước ngoài, tuy nhiên, một năm sau đã trở lại, lại quản lý tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều. Phát triển ở mảng bất động sản và thiết bị vệ sinh. Diệp Cường cũng bán lại cổ phần cho Đồng Oanh Oanh. Không thể tưởng tượng được Đồng Oanh Oanh thật là giỏi, mới hai mươi mấy tuổi không ngờ phát triển mạnh Đế Đô Hoàng Triều. Hiện giờ Đế Đô Hoàng Triều đã là tập đoàn lớn của Việt Đông, tài sản cố định liên đến 2 tỷ. Đồng Oanh Oanh bước vào danh sách những tỷ phú. Ngay cả một trong 50 tập đoàn nổi tiếng của Việt Đông anh cũng không biết, xem ra, anh lớn tuổi sống vô dụng rồi. Tiền Khôi phản kích lại. So với tập đoàn Hoành Không của chúng tôi vẫn là tiếp diêu thôi. Khổng Ý Hùng cười nói. Hoành Không, chớ khoe khoang trước mặt tôi, trước kia tôi không biết Hoành Không như thế nào. Nhưng hiện giờ, đã biết rồi, Hoành Không không phải cục diện rối ren, đều sắp phá sản rồi. Nói như nhà máy chế tạo thiết bị phi không của các anh mà nói, không phải Đế Đô Hoàng Triều chúng tôi cứu sống, lúc này nhà máy đã phá sản rồi. Lưu Khải kiêu ngạo cười nhìn giám đốc Tống một cái nói. Tiểu Tống, cậu thấy tôi nói có đúng không? Giám đốc Tống chắc chắn lớn tuổi hơn Lưu Khải, nhưng người ta là kẻ có tiền, giám đốc Tống hơi cúi người nói. Đúng vậy, đúng vậy. Quay người giám đốc Tống nói với Diệp Phàm. Tổng giám đốc Diệp, Lưu Tổng là người nghĩa khí, vốn tập đoàn họ không nhập sản phẩm của chúng ta, sau đều quay lại rồi, mỗi tháng đều có đơn hàng mấy triệu. Hơn nữa, Lưu Tổng còn giới thiệu rất nhiều bạn bè đến đây đặt hàng. Giám đốc Đỗ cũng cấp cho ít chỉ tiêu, chủ tịch Đàm cũng thường xuyên quan tâm nhà máy chúng ta. Nhà máy chúng ta nằm trên địa bàn của chủ tịch thành phố Đàm. Còn đội trưởng Tiền càng không cần phải nói. Ở Việt Châu kiếm cơm không dễ dàng. Việt Châu là thành phố lớn có hơn 10 triệu nhân khẩu. Những thế lực bảo kê gì cũng có. Tuy nhiên, may mắn có đội trưởng Tiền, nhà máy chúng ta mới có thể bình an phát triển đến hiện giờ. Nói thật, nếu không có nhiều bạn bè như vậy, nhà máy chúng ta đã sớm bị đóng cửa rồi. Tổng giám đốc Diệp, đây là tôi nói thật, phi không đến nay vẫn rất khó khăn, ngay cả có bọn họ quan tâm, nếu không. Giám đốc Tống nói câu cuối rụt tè, nhìn Diệp Phàm một cái. Chương 2843, ý của anh là. Nếu không đã phá sản đúng không? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng kéo ghế dựa ngồi xuống, Khổng Ý Hùng cũng ngồi xuống. Tổng giám đốc Diệp, đây là sự thật, mấy năm này tổng công ty ở tỉnh Thiên Vân.
Tổng công ty nhận được sự quan tâm của tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Hàng năm tốt xấu cũng có thể cấp mấy triệu. Nhà máy phi không của chúng ta không giống lúc trước, vì ở Việt Đông cách xa, tổng công ty trên cơ bản hàng năm không đến đây mấy lần. Khi bí thư Vệ còn phụ trách cũng không cấp chúng tôi ít tiền nào. Toàn bộ chúng tôi dựa vào bản thân, nếu không đã không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, mặc dù hiện giờ nửa chết nửa sống, hơn 2.000 công nhân phải ăn cơm, mỗi tháng số tiền kiếm được chưa đủ phát tiền lương. Cho nên, gần đây tôi luôn chạy đi chạy lại, Lưu Tổng cũng thấy được khó khăn của chúng ta. Nói là có thể hợp tác kiếm tiền. Giám đốc Tống cuối cùng đã lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Hợp tác kiếm tiền đây là việc tốt. Diệp Phàm nói xong nhìn Lưu Khải một cái hỏi. Lưu Tổng, hợp tác thế nào anh nói một chút? Việc này, Tổng Giám đốc Diệp, chúng tôi đã đánh giá giá trị của nhà máy phi không của các anh. Nhà xưởng và máy móc thiết bị đều già cỗi, những năm gần đây tuy nói mua thêm một chút nhưng đều là những máy móc nhỏ, khấu hao tài sản xong giá trị cũng không đáng là bao. Lưu Tổng tất nhiên là bỡn cợt nhà máy phi không không đáng một đồng. Ha ha, anh cứ nói ra con số đánh giá cụ thể là được, tôi là người thích nói thẳng. Phức tạp như khấu hao tài sản hay cái gì đó tôi cũng không hiểu. Tôi thích con số có hiểu không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Số này. Lưu Khải giơ một đầu ngón tay lên. 100 triệu. Diệp Phàm cố ý hỏi. 100 triệu, tiền cướp được sao? Lưu Tổng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Vậy không phải anh nói là 1 triệu chứ? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng nhấp một ngụm súp. 10 triệu đã là vượt xa cái giá cao nhất. Đây là mức cao nhân rồi, nếu hơn nữa thì việc sắp xếp cán bộ công nhân viên chức nói dưới 10 triệu tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô chúng tôi còn phải bồi thường mấy trăm nghìn. Lưu Tổng thiếu chút nữa nước miếng văng tứ tung. Ý của anh là... Diệp Phàm nhìn Lưu Khải cố ý nói nửa lời, một ngọn lửa vô hình từ mắt nhằm thẳng vào y. Xem ra Giám đốc Tống đã thông đồng với Lưu Tổng, muốn đổi nhà máy chế tạo thiết bị phi không lấy 10 triệu bàn xong rồi. Thực coi Diệp Phàm là đứa ngốc. Tôi đã ở Việt Đông hơn một năm, tuy nói chưa đến nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí phi không nhưng từ tài liệu cho thấy, khu đất của nhà máy giá trị không dưới 500 triệu. Ha ha, Tiểu Tống nếu Tổng Giám đốc Diệp đã có ý này rồi, cứ ngả bài trên bàn rượu thôi. Dù sao sớm hay muộn đều phải nói, hôm nay vừa lúc Tổng Giám đốc Diệp xuống đây, cải lương không bằng bạo lực. Lưu Tổng cười nói, ra vẻ một ông chủ lớn. Tổng Giám đốc Diệp, việc này... Tống Thủy Dương có chút khó nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi, cứ ấp a ấp úng. Diệp Phàm hừ nói. Thật sự giống như Lưu Tổng đã nói, không chỉ họ đánh giá, chúng tôi cũng đã mời đơn vị liên quan của thành phố Việt Châu đến đánh giá qua. Tuy nói giá trị của công ty chúng ta lớn hơn một chút nhưng 2.000 công nhân không có chỗ đi. Nếu cho mỗi người 5.000 cũng phải trên 100 triệu. Hơn nữa, nhà máy chúng ta còn có 100 triệu nợ bên ngoài. 200 triệu này thì nhà máy chúng ta bán cho Hoàng Triều Đế Đô phải cho thêm người ta gần 100 triệu. Giám đốc Tống cắn răng nói. Bên Đế Đô Hoàng Triều nói thế nào? Diệp Phàm có vẻ như quan tâm, Khổng Ý Hùng có chút nóng nảy nhắc nhở. Nhà máy phi không là công ty con của tập đoàn Hoành Không chúng ta là công ty nhà nước, khó mà nói bán liền bán. Tổng Giám đốc Diệp cũng chưa nói anh nói cái gì, không hiểu chuyện thì nói ít đi một chuyến. Giám đốc Tống tức giận. Trừng mắt nhìn Khổng Ý Hùng một cái. Nói ra thì Giám đốc Tống là cán bộ cấp phó giám đốc sở, còn Khổng Ý Hùng là cấp cục trưởng tất nhiên là người ta coi mình là lãnh đạo rồi. Hơn nữa, Giám đốc Tống cố gắng như vậy cũng có nguyên nhân, bởi vì, người ta đã quan tâm đến một chức ở văn phòng chính quyền Việt Đông rồi. Ông ta muốn đổi nghề đến Ủy ban Nhân dân công tác, nghe nói đã chuẩn bị tốt rồi, chuyển ngang. Đến lúc đó là phó giám đốc sở dễ dàng hơn giám đốc nhiều, Việt Đông là một tỉnh lớn. Nói thật, Lưu Khải tôi đã cố gắng nói giúp trước mặt Tổng Giám đốc Đồng, cố gắng lắm mới thuyết phục được Tổng Giám đốc Đồng đồng ý mua lại nhà máy giá 15 triệu. Giải quyết hết các vấn đề khó khăn và sắp xếp cán bộ công nhân viên chức. Trước đây phi không có thể làm một gánh nặng cho tập đoàn các anh. Việc này Tổng Giám đốc Đồng cũng nghĩ các anh không dễ dàng, cho nên, đều là người Trung Quốc nên Tổng Giám đốc Đồng mới đồng ý. Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều chịu thiệt một chút cũng được. Tổng Giám đốc Đồng coi như là làm việc thiện. Lưu Khải nói một hồi, nếu không phải Diệp Phàm biết trước có lẽ thật đúng là bị người này hù chết. Xem ra cũng được, nhà máy này cũng không dừng ở giá trị mấy chục nghìn, tuy nhiên, tính toán như vậy vẫn là không thể giải quyết chỗ đi của cán bộ công nhân viên chức.
Tổng Giám đốc Đồng đồng ý giải quyết vấn đề nan giải này đúng là làm việc thiện cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Diệp Phàm cười nhạt gật đầu nói. Tổng Giám đốc Diệp, nhưng đó là do thành phố Việt Châu chúng tôi sắp xếp giải quyết khó khăn cho các anh. Lúc này chủ tịch thành phố cười ra vẻ như ông ta cũng dốc nhiều sức. Vừa rồi tuy Thiền Khôi giới thiệu chủ tịch thành phố với giám đốc sở nhưng Diệp Phàm biết, bọn họ chỉ là chức phó, có lẽ là phó ghế cuối cùng. Như phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thôi mà nói chính là nhân vật kế cuối, Diệp Phàm nghe nói mới nhớ lại người này. Dù sao trước kia Diệp Phàm đã đảm nhiệm chức phó trưởng ban ở ban tổ chức tỉnh ủy. Lúc ấy Diệp Phàm cũng là phó trưởng ban đứng cuối cùng, tất nhiên là đồng cảm rồi. Đúng vậy, sắp xếp 2.000 người là rất đau đầu đấy. Việc này chủ tịch Đàm đã cố gắng nhiều, thật sự muốn quyết định phải đau đầu rồi. Việt Châu này quá lớn, có bao nhiêu người chờ tôi sắp xếp. Phó trưởng ban thôi cười nói. Xem ra, tôi còn phải cảm ơn chủ tịch thành phố Đàm có phải không? Diệp Phàm cười ha hả. Cảm ơn thì không cần, tuy nhiên Thiên Vân Giáp với Việt Đông chúng ta, đều là tỉnh anh em có phải không? Giải quyết khó khăn cho tỉnh bạn cũng là việc chúng ta nên làm. Chủ tịch thành phố Đàm vẻ mặt tươi cười nghiêm nhiên tỏ vẻ anh lớn. Khổng Ý Hùng gấp đến độ mặt sầm lại ngồi đó không nói gì. Anh ta còn tưởng rằng Diệp Phàm thực bị lời đường mật của bọn kia dụ dỗ. Tổng Giám đốc Diệp, hay là chúng ta mời Tổng Giám đốc Đồng đến cùng nói chuyện. Tổng Giám đốc Diệp đến đây một lần không dễ dàng. Đi lại cũng mệt mỏi, không bằng tối nay mời Tổng Giám đốc Đồng đến, chúng ta bàn sơ qua một chút, nếu việc này có thể giải quyết sau này cũng không cần Tổng Giám đốc Diệp chạy tới chạy lui có phải không? Tổng Giám đốc Diệp cũng có thể trở về Tổng Bộ Tập đoàn Hoành Không nhẹ nhàng hơn. Lưu Tổng vừa thấy hấp dẫn lập tức rèn sắp khi còn nóng. Đúng vậy, Giám đốc Sở Công nghiệp cũng đã ở đây, Chủ tịch thành phố Đàm cũng có mặt, các lãnh đạo liên quan đều ở đây, vừa đủ để quyết định rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể là người làm chứng. Đội trưởng Tiền cười ha hả nói, vì sao người này ra sức như thế? Tất nhiên trong chuyện này có âm mưu, không ít màu mỡ. Thế thì tốt, nhưng không biết Tổng Giám đốc Đồng có thời gian rảnh để đến đây không? Diệp Phàm giả vờ có chút quan tâm. Ừ, Tổng Giám đốc Đồng của chúng ta thật sự nhiều việc. Một công ty mấy nghìn người, chỉ một công ty còn cũng 7-8 công ty, trăm công nghìn việc thật sự không dễ. Lưu Tổng còn một quan trọng hóa một chút, sau đó lấy điện thoại nói. Nếu Tổng Giám đốc Diệp đã nói như vậy tôi gọi điện thoại thử xem. Nói xong Lưu Khải đến phòng vệ sinh gọi điện thoại. Không lâu sau đi ra nói là Tổng Giám đốc Đồng cũng ăn cơm ở khách sạn cách đó không xa. Có thể bớt chút thời gian đến đây. Tổng Giám đốc Diệp, việc này nếu không chúng ta phải thông báo cho ban lãnh đạo rồi bàn sau. Khổng Ý Hùng vất vả lắm mới nắm được cơ hội lập tức nói. Anh ta tin rằng Diệp Phàm dám làm chuyện này, bởi vì người ta dám gạt tỉnh Thiên Vân lấy lại cổ phần của tỉnh Điền Nam, so với chuyện đó chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Ha ha, Tổng Giám đốc Diệp là chủ tịch tập đoàn Hoành Không, hình như còn là bí thư đảng ủy, việc nhỏ này cần các đồng chí cấp dưới đồng ý sao? Giọng Tiền Khôi kéo dài, tất nhiên là dùng phép khích tướng. Ai nói vậy, hiện giờ bí thư Diệp của tập đoàn Hoành Không của chúng tôi là thay mặt đảng, việc lớn của công ty hắn nói một câu là có thể quyết định. Hơn nữa, nhà máy phi không là một gánh nặng, lãnh đạo tổng công ty ai cũng biết. Tin rằng có thể giải quyết gánh nặng này các vị lãnh đạo đều mong muốn. Mượn một việc mà nói, bí thư Diệp có thể là một khoản kinh phí lớn. Tập đoàn chúng ta vốn là do tỉnh Thiên Vân cùng tỉnh Điền Nam và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng quản lý. Sau đó Bí thư Diệp ngại phiền toái, trực tiếp loại bỏ tỉnh Điền Nam. Hiện tại tỉnh Điền Nam không liên quan gì đến tập đoàn chúng ta. Đây là chỗ quyết đoán trong công việc của Bí thư Diệp. Giám đốc Tống muốn cho Diệp Phàm viên thuốc mê, thay đổi giọng điệu gọi là Bí thư Diệp. Hả, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Nghe nói công ty thuộc Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là công ty trung ương. Có công ty vẫn là cấp thứ trưởng. Tuy nói đây là cấp bậc trong ngoặc kép nhưng dù gì cũng là cấp bậc này có phải không? Chủ tịch thành phố Đàm hơi vẻ khiếp sợ hỏi. Ha ha, tập đoàn Hoành Không chúng tôi chính là đơn vị cấp thứ trưởng. Giám đốc Tống vẻ mặt đắc ý nói, còn nhìn Diệp Phàm một cái, dường như en soi tôi cho anh sĩ diện rồi. Ôi, thất kính, thất kính. Bí thư Diệp là lãnh đạo cấp thứ trưởng, Tiền Khôi thật sự là liều lĩnh lỗ mãng. Đội trưởng Tiền vẻ mặt cười ha hả cầm chén rượu lên uống với Diệp Phàm ba chén. Ha ha, cái này không là gì, công ty bây giờ không có cấp bậc thứ trưởng ở đây cũng thối ra đấy,
không bằng cấp cục trưởng ở đại phương. Hơn nữa Hoành Không hiện giờ một cục diện rối rắm, hiện giờ tôi cũng như đang ngồi trên đống lửa. Diệp Phàm còn ra vẻ khiêm tốn một chút. Chương 2844, hối hận. Không thể nói như vậy, dù trong ngoặc kép cũng là hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Tuy nói không thể so với chức vụ trong chính quyền nhưng dù gì cũng hơn cục trưởng có phải không? Phó trưởng ban Thôi ngoài mặt cười nhưng trong không cười nói. Vẻ mặt đó, tất nhiên không coi chủ tịch công ty như Diệp Phàm ra gì. Nếu không đã phá sản đúng không? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng kéo ghế dựa ngồi xuống, Khổng Ý Hùng cũng ngồi xuống. Các vị lãnh đạo đều ở đây rồi, Oanh Oanh tôi đến chậm, ngại quá. Lúc này cửa bị đẩy nhẹ ra, Lưu Khải vội vàng chạy đến, vẻ mặt xin lỗi nói. Ngại quá Tổng Giám Đốc Đồng, vừa rồi tiếp mấy vị lãnh đạo nên không ra đón chị được. Tổng Giám Đốc Diệp, đây là sự thật, mấy năm này Tổng Công ty ở tỉnh Thiên Vân. Không có việc gì, tiếp lãnh đạo quan trọng hơn. Đồng Oanh Oanh giọng trong trẻo, vì Diệp Phàm quay lưng về phía cử nên cô nhất thời chưa phát hiện ra Diệp Phàm. Tổng Công ty nhận được sự quan tâm của tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Hàng năm tốt xấu cũng có thể cấp mấy triệu. Đó là đương nhiên, vừa rồi đang nói, tuy nhiên không thể so sánh với lão Thôi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nhưng so với một chủ tịch huyện vẫn là làm được, bí thư Diệp và chủ tịch công ty vẫn là khá kiêu ngạo. Thiết Khôi là đang khen Diệp Phàm hay là đang châm chọc? Nhà máy phi không của chúng ta không giống lúc trước, vì ở Việt Đông cách xa, tổng công ty trên cơ bản hàng năm không đến đây mấy lần. Kiêu ngạo, bí thư Diệp. Tôi nói nhé trưởng ban Thôi, chủ tịch công ty không thể so với anh được. Nghe nói trưởng ban Thôi là người phụ trách sát hạch người phụ trách các công ty nhà nước trên toàn tỉnh, cấp phó giám đốc sở trở lên phải không? Đồng Oanh Oanh cười từ từ bước vào, bên cạnh còn có một cô thư ký xinh đẹp. Khi bí thư vệ còn phụ trách cũng không cấp chúng tôi ít tiền nào. Toàn bộ chúng tôi dựa vào bản thân, nếu không đã không chống đỡ nổi. Lưu Khải vội vàng chạy đến chen vào cạnh chủ tịch Đàm một chiếc ghế. Tất nhiên không thể để chủ tịch hội đồng quản trị ngồi bên cạnh Diệp Phàm rồi. Tuy nhiên, mặc dù hiện giờ nửa chết nửa sống, hơn 2.000 công nhân phải ăn cơm, mỗi tháng số tiền kiếm được chưa đủ phát tiền lương. Và lại, Lưu Khải còn giơ tay ao lau ghế. Chủ tịch thành phố Đàm cùng giám đốc sở Đỗ cùng dịch ghế để Đồng Oanh Oanh ngồi. Cho nên, gần đây tôi luôn chạy đi chạy lại, Lưu Tổng cũng thấy được khó khăn của chúng ta. Nói là có thể hợp tác kiếm tiền. Giám đốc Tống cuối cùng đã lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Có thể được một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi bên cạnh cũng tương xứng. Đồng Oanh Oanh cũng là nhân vật nổi tiếng của Việt Đông. Hợp tác kiếm tiền đây là việc tốt. Diệp Phàm nói xong nhìn Lưu Khải một cái hỏi. Lưu Tổng, hợp tác thế nào anh nói một chút? Bình thường có lẽ Phó Chủ tịch Đàm và Phó Giám đốc Đỗ muốn gặp đều khó. Người ta là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Việt Đông, đại biểu Quốc hội, thường xuyên gặp gỡ các Phó Chủ tịch tỉnh. Việc này, Tổng Giám Đốc Diệp, chúng tôi đã đánh giá giá trị của nhà máy phi không của các anh. Nhà xưởng và máy móc thiết bị đều già cỗi, những năm gần đây tuy nói mua thêm một chút nhưng đều là những máy móc nhỏ, khấu hao tài sản xong giá trị cũng không đáng là bao. Lưu Tổng tất nhiên là bỡn cợt nhà máy phi không không đáng một đồng. Diệp Phàm phát hiện, Đồng Oanh Oanh càng ngày càng duyên dáng. Trước kia khi ở Ngư Đồng, Oanh Oanh chưa đến 20 tuổi, lúc đó dậy thì chưa hết, còn có vẻ trẻ con. Ha ha, anh cứ nói ra con số đánh giá cụ thể là được, tôi là người thích nói thẳng. Phức tạp như khấu hao tài sản hay cái gì đó tôi cũng không hiểu. Tôi thích con số có hiểu không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Mấy năm qua Đồng Oanh Oanh càng trưởng thành, hơn nữa, dáng vẻ bộ ngực làm cho đàn ông ngồi đây đều thèm muốn. Số này, Lưu Khải giơ một đầu ngón tay lên. Một đôi giày cao gót tôn thêm dáng người của Đồng Oanh Oanh, cặp mông ưỡn lên ngạo nghễ. Có lẽ đồ chơi của một số đồng chí ngồi đây không tự chủ được đã sớm ngẩng đầu rồi. 100 triệu. Diệp Phàm cố ý hỏi. Bởi vì Đồng Oanh Oanh có khí chất đặc thù, ngay cả Diệp Phàm cũng động lòng. 100 triệu, tiền cướp được sao? Lưu Tổng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Khi Đồng Oanh Oanh từ từ đến chỗ ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu, lập tức lên một tiếng, vội vàng đứng lên nói. Là trưởng ban Diệp, vậy không phải anh nói là 1 triệu chứ? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng nhấp một ngụm súp. Trưởng ban Diệp, ở đây không có trưởng ban Diệp nào cả chủ tịch hội đồng quản trị. Lưu Khải vẻ mặt nghi ngờ nói, ánh mắt những người khác cũng không sai biệt lắm, đều tỏ vẻ không hiểu. 10 triệu đã là vượt xa cái giá cao nhất, đây là mức cao nhân rồi,
nếu hơn nữa thì việc sắp xếp cán bộ công nhân viên chức nói dưới 10 triệu tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô chúng tôi còn phải bồi thường mấy trăm nghìn. Lưu Tổng thiếu chút nữa nước miếng văng tứ tung. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Đồng, đây chính là Tổng Giám Đốc Diệp của tập đoàn Hoành Không tỉnh Thiên Vân, không thể gọi là trưởng ban Diệp. Đội trưởng Tiền thuận miệng nói, ý của anh là... Diệp Phàm nhìn Lưu Khải cố ý nói nửa lời, một ngọn lửa vô hình từ mắt nhằm thẳng vào y. Ha ha, các anh đúng là có mắt như mù. Đồng Oanh Oanh cười hai tiếng, giơ chén len hướng về phía Diệp Phàm nói. Trưởng ban Diệp, Oanh Oanh mời anh ba chén. Xem ra Giám đốc Tống đã thông đồng với Lưu Tổng, muốn đổi nhà máy chế tạo thiết bị phi không lấy 10 triệu bàn xong rồi. Đồng Oanh Oanh nói, hơn nữa thái độ rất tôn kính, Lưu Khải thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi. Thực coi Diệp Phàm là đứa ngốc, tôi đã ở Việt Đông hơn một năm, tuy nói chưa đến nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí phi không nhưng từ tài liệu cho thấy, khu đất của nhà máy giá trị không dưới 500 triệu. Bởi vì Tổng Giám Đốc Đồng tuy tử lượng được, nhưng rất ý khi chủ động mời rượu người khác. Lần trước ăn cơm với Phó Chủ tịch tỉnh thường trực cũng không có chủ động mời rượu. Ha ha, Tiểu Tống nếu Tổng Giám Đốc Diệp đã có ý này rồi, cứ ngả bài trên bàn rượu thôi. Trong lòng Lưu Khải có chút rối loạn. Nghĩ lung tung. Dù sao sớm hay muộn đều phải nói, hôm nay vừa lúc Tổng Giám Đốc Diệp xuống đây, cải lương không bằng bạo lực. Lưu Tổng cười nói, ra vẻ một ông chủ lớn. Diệp Phàm tôi đã rời Việt Đông nhiều năm rồi, đảm đương không nổi chức trưởng ban vừa nói. Diệp Phàm cười đứng lên, cầm chén rượu nói. Tổng Giám Đốc Đồng mấy năm nay phát triển rất nhanh, nhà máy chế tạo thiết bị cơ giới phi không của tôi đã sắp bị các cô nuốt mất, khi nào thì tôi đến Đế Đô Hoàng Triều kiếm cơm rồi. Tổng Giám Đốc Diệp, việc này. Tống Thủy Dương có chút khó nói. Tổng Giám Đốc Diệp chính là chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Đồng Oanh Oanh hoảng hốt, quả nhiên hiểu ra, mặt cứng đờ nói. Thật là nước lớn trôi miếu rồng, Tổng Giám Đốc Diệp nói đùa, miếu nhỏ như Đồng Oanh Oanh tôi sao có thể dung nạp được tôn đại thần của anh, như thế không phải là phá hỏng miếu nhỏ của tôi sao? Có chuyện gì thì cứ nói đi, cứ ấp a ấp úng. Diệp Phàm hừ nói. Nào dám. Lưu Tổng của các cô thường xuyên quan tâm đến nhà máy phi không của chúng tôi, Diệp Phàm tôi phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Đồng ưu ái. Diệp Phàm giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, thật sự giống như Lưu Tổng đã nói, không chỉ họ đánh giá, chúng tôi cũng đã mời đơn vị liên quan của thành phố Việt Châu đến đánh giá qua. Sao lại thế này Lưu Khải? Đồng Oanh Oanh nghiêm mặt hừ nói, tuy nói giá trị của công ty chúng ta lớn hơn một chút nhưng 2.000 công nhân không có chỗ đi. Việc này tất nhiên là có chuyện như vậy, công ty của chúng ta có chút nghiệp vụ giao cho nhà máy cơ giới phi không làm. Hơn nữa, lần trước tôi đã bàn qua với chị về chuyện của công ty phi không. Lưu Khải nói, sợ tới mức đứng lên, lưng đều cong xuống, đối với vị nữ chủ tịch hội đồng quản trị này đối mặt với cô ấy Lưu Khải cũng run rẩy. Nếu cho mỗi người 5.000 cũng phải trên 100 triệu. Hơn nữa, nhà máy chúng ta còn có 100 triệu nợ bên ngoài. Không biết sao. Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều đều là do Tổng Giám Đốc Diệp trước đây cứu ra. Không có Tổng Giám Đốc Diệp vốn không có tập đoàn chúng ta. Sau này chú ý cho tôi, hễ là nhà máy phi không có thể làm được công ty chúng ta giao toàn bộ cho họ. Không phải là chúng ta chiếu cố phi không mà là Tổng Giám Đốc Diệp nể mặt chúng ta, kỳ cục. Đồng Oanh Oanh nói, 200 triệu này thì nhà máy chúng ta bán cho Hoàng Triều Đế Đô phải cho thêm người ta gần 100 triệu. Giám Đốc Tống cắn răng nói. Vâng, tôi nhớ kỹ. Lưu Khải chán đổ mồ hôi gật đầu đáp cũng không dám lấy khăn trên bàn lau mồ hôi. Bên Đế Đô Hoàng Triều nói thế nào? Diệp Phàm có vẻ như quan tâm, Khổng Ý Hùng có chút nóng nảy nhắc nhở. Nhà máy phi không là công ty con của tập đoàn Hoành Không chúng ta là công ty nhà nước, khó mà nói bán liền bán. Nói chi vậy, trước khác nay khác, tôi phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Đồng quan tâm. Diệp Phàm cười ha hả. Tổng Giám Đốc Diệp cũng chưa nói anh nói cái gì, không hiểu chuyện thì nói ít đi một chuyến. Giám Đốc Tống tức giận, trừng mắt nhìn Khổng Ý Hùng một cái. Diệp, Tổng Giám Đốc Diệp, chẳng lẽ anh là người đã từng đảm nhiệm trưởng ban của chúng tôi? Lúc này Phó trưởng ban thôi cũng đứng lên vẻ mặt ngại ngùng. Nói ra thì Giám Đốc Tống là cán bộ cấp Phó Giám Đốc Sở, còn Khổng Ý Hùng là cấp cục trưởng tất nhiên là người ta coi mình là lãnh đạo rồi. Ha ha, đó là đương nhiên. Mấy năm trước Tổng Giám Đốc Diệp chính là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Việt Đông. Hơn nữa, Giám Đốc Tống cố gắng như vậy cũng có nguyên nhân, bởi vì, người ta đã quan tâm đến một chức ở văn phòng chính quyền Việt Đông rồi.
Trước khi đảm nhiệm vị trí này hắn còn đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng. Tổng giám đốc Diệp chúng ta là người quyết đoán. Nói đến đây Đồng Oanh Oanh nhìn đội trưởng Tiền một cái cười nói. Lúc trước một vị đội phó của trung đoàn hình sự tỉnh bị tổng giám đốc Diệp tại chỗ tát cho rơi hai cái răng cửa. Ông ta muốn đổi nghề đến ủy ban nhân dân công tác, nghe nói đã chuẩn bị tốt rồi, chuyển ngang. Đến lúc đó là phó giám đốc sở dễ dàng hơn giám đốc nhiều, Việt Đông là một tỉnh lớn. Cuối cùng vị đồng chí đó còn phải đến nhà xin lỗi. Nói thật, Lưu Khải tôi đã cố gắng nói giúp trước mặt Tổng Giám Đốc Đồng, cố gắng lắm mới thuyết phục được Tổng Giám Đốc Đồng, Tổng Giám Đốc Đồng đồng ý mua lại nhà máy giá 15 triệu. Đồng Oanh Oanh thông minh, nghĩ ngay thấy trên bài có chút vị lạ, tất nhiên cô muốn lấy lại danh dự cho Diệp Phàm rồi. Giải quyết hết các vấn đề khó khăn và sắp xếp cán bộ công nhân viên chức. Trước đây Phi không có thể làm một gánh nặng cho tập đoàn các anh. Hơn nữa, Diệp Phàm vẫn không lộ thân phận thật sự của mình, Đồng Oanh Oanh cũng suy nghĩ có lẽ là Diệp Phàm cố ý như vậy, giả heo ăn thịt hổ thôi. Việc này Tổng Giám Đốc Đồng cũng nghĩ các anh không dễ dàng, cho nên, đều là người Trung Quốc nên Tổng Giám Đốc Đồng mới đồng ý. Nếu như cô không đề cập đến những việc này, mấy lãnh đạo tỉnh có chút kiêu ngạo, ngông cuồng, sau xảy ra chuyện gì thì không tốt. Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều chịu thiệt một chút cũng được. Tổng Giám Đốc Đồng coi như là làm việc thiện. Lưu Khải nói một hồi, nếu không phải Diệp Phàm biết trước có lẽ thật đúng là bị người này hù chết. Dù sao quan hệ của bọn người đó với Lưu Khải công ty cô cũng không tệ lắm. Mà Lưu Khải cũng là người thân thích của nhà họ Đồng. Xem ra cũng được, nhà máy này cũng không dừng ở giá trị mấy chục nghìn, tuy nhiên, tính toán như vậy vẫn là không thể giải quyết chỗ đi của cán bộ công nhân viên chức. Tổng Giám Đốc Đồng đồng ý giải quyết vấn đề nan giải này đúng là làm việc thiện cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Diệp Phàm cười nhạt gật đầu nói. Thất kính Tổng Giám Đốc Diệp, Tiền Khôi mời ngài ba chén. Tiền Khôi lập tức đứng lên, hơn nữa vẻ mặt cung kính. Tổng Giám Đốc Diệp, nhưng đó là do thành phố Việt Châu chúng tôi sắp xếp giải quyết khó khăn cho các anh. Lúc này Chủ tịch thành phố cười ra vẻ như ông ta cũng dốc nhiều sức. Còn về phần Giám Đốc Tống, sớm đã mồ hôi nhỏ giọt, chân run cũng không dám ngồi xuống. Ông ta giờ mới biết, Tổng Giám Đốc Diệp đang đùa mình và đám người này. Trước mặt Tổng Giám Đốc Diệp mấy người phía ông chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Cái gì mà Giám Đốc Sở, Chủ tịch thành phố, trước mặt Tổng Giám Đốc Diệp chó má cũng không phải. Mấy năm trước người ta đã chơi mục nát, vừa rồi tuy Tiền Khôi giới thiệu Chủ tịch thành phố với Giám Đốc Sở nhưng Diệp Phàm biết, bọn họ chỉ là chức phó, có lẽ là phó ghế cuối cùng. Hả, Tổng Giám Đốc Đồng cũng ở đây, ha ha. Bởi vì lúc Đồng Oanh Oanh đi vào không đóng cửa nên lúc này từ bên ngoài truyền đến một giọng nói. Như phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thôi mà nói chính là nhân vật kế cuối, Diệp Phàm nghe nói mới nhớ lại người này. Ôi, là thư ký Lưu, mời vào đây. Đồng Oanh Oanh vừa thấy vội vàng bước lên phía trước chào. Dù sao trước kia Diệp Phàm đã đảm nhiệm chức phó trưởng ban ở ban tổ chức tỉnh ủy. Lúc ấy Diệp Phàm cũng là phó trưởng ban đứng cuối cùng, tất nhiên là đồng cảm rồi. Đã lâu không gặp thư ký Lưu, anh càng ngày càng tràn đầy sức sống rồi. Diệp Phàm đột nhiên xoay người, cười ha hả. Đúng vậy, sắp xếp 2.000 người là rất đau đầu đấy. Việc này Chủ tịch Đàm đã cố gắng nhiều, thật sự muốn quyết định phải đau đầu rồi. Việt Châu này quá lớn, có bao nhiêu người chờ tôi sắp xếp. Phó trưởng ban thôi cười nói. Ôi, Diệp, Diệp. Lưu Thanh là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, thân thiết của bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn. Xem ra, tôi còn phải cảm ơn Chủ tịch thành phố Đàm có phải không? Diệp Phàm cười ha hả. Lúc đó khi Diệp Phàm đến báo cáo công tác với Triệu Sương Sơn đều qua chỗ Lưu Thanh, cho nên cũng rất quen Diệp Phàm. Cảm ơn thì không cần, tuy nhiên Thiên Vân giáp với Việt Đông chúng ta, đều là tỉnh anh em có phải không? Giải quyết khó khăn cho tỉnh bạn cũng là việc chúng ta nên làm. Chủ tịch thành phố Đàm vẻ mặt tươi cười nghiêm nhiên tỏ vẻ anh lớn. Hơn nữa, Lưu Thanh cũng biết Triệu Sương Sơn rất coi trọng Diệp Phàm, tuy nhiên, Diệp Phàm rời khỏi mấy năm, Lưu Thanh cũng không biết Diệp Phàm hiện giờ chức vụ gì nên lập tức không biết chào thế nào hơi xấu hổ. Khổng Ý Hùng gấp đến độ mặt sầm lại ngồi đó không nói gì. Anh ta còn tưởng rằng Diệp Phàm thực bị lời đường mật của bọn kia dụ dỗ. Thư ký Lưu, Tổng Giám Đốc Diệp hiện là bí thư kiêm chủ tịch tập đoàn Hoành Không của Thiên Vân. Lưu Khải kịp phản ứng lại lập tức giới thiệu một chút. Tổng Giám Đốc Diệp. Hay là chúng ta mời Tổng Giám Đốc Đồng đến cùng nói chuyện Tổng Giám Đốc Diệp đến đây một lần không dễ dàng. Hoành Không, tốt, Tổng Giám Đốc lại thăng chức rồi.
Lưu Thanh đi nhanh vào giơ hai tay bắt tay Diệp Phàm, tất nhiên chủ tịch thành phố Đàm và giám đốc Đỗ mắt đã sắp rơi đầy đất. Đi lại cũng mệt mỏi, không bằng tối nay mời tổng giám đốc Đồng đến, chúng ta bàn sơ qua một chút, nếu việc này có thể giải quyết sau này cũng không cần tổng giám đốc Diệp chạy tới chạy lui có phải không? Ha ha, thư ký Lưu cũng tiến nhanh. Diệp Phàm cười nói, trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu một số đồng chí lãnh đạo của Việt Đông. Bởi vì nhà máy phi không ở Việt Đông chắc chắn không rời khỏi những lãnh đạo này. Tổng giám đốc Diệp cũng có thể trở về tổng bộ tập đoàn Hoành không nhẹ nhàng hơn. Lưu Tổng vừa thấy hấp dẫn lập tức rèn sắp khi còn nóng. Đến lúc đó, Diệp Phàm còn muốn đích thân đến nhà hỏi thăm. Tất nhiên là muốn chăm chút lại mối quan hệ này. Bởi vì dù sao đã đi mấy năm rồi, có đồng chí đã thay đổi địa bàn. Đúng vậy, giám đốc sở công nghiệp cũng đã ở đây, chủ tịch thành phố Đàm cũng có mặt, các lãnh đạo liên quan đều ở đây, vừa đủ để quyết định rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể là người làm chứng. Đội trưởng Tiền cười ha hả nói, vì sao người này ra sức như thế? Nghe nói Lưu Thanh đã thăng chức, cũng không phải thăng bậc mà điều chỉnh chức vụ, có lẽ điều đến cương vị phó bí thư. So với trưởng ban thư ký tỉnh ủy vị trí này lại đi tới từng bước. Tất nhiên trong chuyện này có âm mưu, không ít màu mỡ. Ha ha, đâu có, đâu có. Cảm ơn lời tốt đẹp của Tổng Giám đốc Diệp. Thư ký Lưu cũng thừa nhận, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái cười nói. Tổng Giám đốc Diệp, Bí thư Triệu vẫn rất nhớ anh đấy, nói anh đi là tổn thất lớn cho tỉnh Việt Đông. Thế thì tốt, nhưng không biết Tổng Giám đốc Đồng có thời gian rảnh để đến đây không? Diệp Phàm giả vờ có chút quan tâm. Bí thư Triệu quá đề cao tôi, không dám nhận. Diệp Phàm tất nhiên cũng phải khiêm tốn một chút. Lời này vừa nói xong tất nhiên mấy người chủ tịch thành phố Đàm và giám đốc sở Đỗ hít vào một hơi khí lạnh. Ừ, tổng giám đốc Đồng của chúng ta thật sự nhiều việc. Một công ty mấy nghìn người, chỉ một công ty còn cũng 7-8 công ty, trăm công nghìn việc thật sự không dễ. Lưu Tổng còn một quan trọng hóa một chút, sau đó lấy điện thoại nói. Nếu tổng giám đốc Diệp đã nói như vậy tôi gọi điện thoại thử xem. Trưởng ban Lưu nói không phải là bí thư Triệu Sương Sơn, ủy viên Bộ Chính trị sao? Nói xong Lưu Khải đến phòng vệ sinh gọi điện thoại. Không thể tưởng tượng được Bí thư Triệu đánh giá cao về vị Tổng Giám đốc Diệp này như thế. Như vậy, Diệp Phàm là một trong thành viên quan trọng trong phe họ Triệu. Không lâu sau đi ra nói là Tổng Giám đốc Đồng cũng ăn cơm ở khách sạn cách đó không xa, có thể bớt chút thời gian đến đây. Vài vị đồng chí thầm kiểm điểm xem vừa rồi nói chuyện có gì không đúng chỗ không. Có đắc tội với vị Tổng Giám đốc Diệp này không? Tổng Giám đốc Diệp. Việc này nếu không chúng ta phải thông báo cho ban lãnh đạo rồi bàn sau. Khổng Ý Hùng vất vả lắm mới nắm được cơ hội lập tức nói. Đặc biệt là đội trưởng Tiền và trưởng ban thôi hối hận muốn nhảy sống chết. Anh ta tin rằng Diệp Phàm dám làm chuyện này, bởi vì người ta dám gạt tỉnh Thiên Vân lấy lại cổ phần của tỉnh Điền Nam, so với chuyện đó chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Chủ tịch thành phố Đàm may mắn vừa rồi không nói gì. Đội trưởng Tiền cùng phó trưởng ban thôi có chút lo lắng. Hai vị giờ đây hối hận rồi. Ha ha, Tổng Giám đốc Diệp là chủ tịch tập đoàn Hoành không, hình như còn là bí thư đảng ủy, việc nhỏ này cần các đồng chí cấp dưới đồng ý sao? Giọng Tiền Khôi kéo dài, tất nhiên là dùng phép khích tướng. Hay là đến thăm một chút? Thư ký Lưu cười ha hả mời, chỉ có đồng chí Lưu Thanh Hiểu, người ta trẻ tuổi nhưng gần phó bộ rồi. Ai nói vậy, hiện giờ bí thư Diệp của tập đoàn Hoành không của chúng tôi là thay mặt đảng. Việc lớn của công ty hắn nói một câu là có thể quyết định. Tiền đồ vô lượng, đến Hoành không sau 3-4 năm tới chuyển đến Ủy ban Nhân dân làm phó chủ tịch tỉnh rồi. Hơn nữa, nhà máy phi không là một gánh nặng, lãnh đạo tổng công ty ai cũng biết. Hắn mới nhiều, có lẽ tiền đồ so với anh ta nhanh hơn nhiều lắm. Một đồng chí tiềm năng như thế nhất định phải trở thành bạn bè, không phải trở thành bạn tốt mới đúng. Tin rằng có thể giải quyết gánh nặng này các vị lãnh đạo đều mong muốn. Mượn một việc mà nói, bí thư Diệp có thể là một khoản kinh phí lớn. Đương nhiên, Lưu Thanh cũng biết Diệp Phàm không phải là người của phe họ Triệu, bố vợ người ta là ủy viên Kiều, mình là người phe họ Triệu, cũng không thể thành đối thủ của Diệp Phàm. Tập đoàn chúng ta vốn là do tỉnh Thiên Vân cùng tỉnh Điền Nam và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng quản lý. Sau đó bí thư Diệp ngại phiền toái, trực tiếp loại bỏ tỉnh Điền Nam. Bí thư Triệu ở đây, nhưng ông ấy là lãnh đạo của tôi. Việc này nhất định phải làm. Diệp Phàm cười nói, hiện tại tỉnh Điền Nam không liên quan gì đến tập đoàn chúng ta. Đây là chỗ quyết đoán trong công việc của bí thư Diệp.
Giám đốc Tống muốn cho Diệp Phàm viên thuốc mê, thay đổi giọng điệu gọi là bí thư Diệp. Chương 2845, ánh mắt kẻ trộm chính xác. Lần này mấy người cũng chưa nói tiếp, một đám vội vàng bùn Bồ Tát rồi. Khổng Ý Hùng cũng hơi có vẻ đắc chí nhìn mọi người một cái, trong lòng thích thú tới cực điểm. Khổng Ý Hùng cũng không nghĩ ông chủ của mình có năng lượng như thế, tại Việt Đông có nhiều bạn bè có phân lượng như vậy. Ngay cả nhân vật số 1 của Việt Đông cũng yêu quý với ông chủ. Lúc này, lão Khổng kiên định đi theo ông chủ Diệp. Đi vào chóp phòng, phát hiện trong đó mấy người, ngoại trừ Triệu Sương Sơn Diệp Phàm quen còn những người khác đều là hoắc có lẽ đều vào sau này. Bí thư Triệu chào ngài. Diệp Phàm lên tiếng chào trước. Là tiểu Diệp hả, nghe nói cậu đến Hoành Không ở Thiên Vân nhận chức tổng giám đốc, không tệ không tệ. Triệu Sương Sơn cũng đứng lên, giơ một bàn tay nắm hai tay của Diệp Phàm. Quay sang bí thư Triệu nói. Tiểu Lưu, chuẩn bị cho đồng chí Diệp Phàm mấy thứ, đã lâu không ngồi cùng tiểu Diệp một chút, chút tôi uống vài chén tán gẫu. Thư ký Lưu vừa nghe, vội vàng thu xếp. Đương nhiên không có bí thư Triệu lên tiếng thư ký Lưu cũng không dám chủ động. Ông chủ lên tiếng khiến thư ký Lưu cảm thấy quyết định vừa rồi của mình rất anh minh. Cũng không làm cho ông chủ không vui chứng tỏ ánh mắt của kẻ trộm chính xác. Bí thư Triệu, mấy vị đồng chí này đều là tôi đi rồi được điều đến. Diệp Phàm hỏi nhìn mấy người trên bàn khác một cái. Việc này, nếu Phi không muốn phát triển, phải nhớ kỹ những vị đồng chí này. Sau này có thể dựa vào bọn họ đều phải đi một chút. Hôm nay lão Triệu ở đây không nhân cơ hội kết giao một chút thì còn đợi đến lúc nào? Có thể ngồi cùng một bàn với lão Triệu là người thường sao? Ha ha, vị này chính là bí thư thành phố Việt Châu Ngô Đông, đây là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Tất Hòa. Triệu Sương Sơn không ngờ cười ha hả giới thiệu mọi người. Đương nhiên giới thiệu đến đâu các đồng chí đều đứng lên chào hỏi Diệp Phàm. Tổng giám đốc Diệp bây giờ khó trở lại Việt Đông một chuyến, chúng ta từ từ uống vài chén. Trước tiên tôi kính Tổng giám đốc Diệp một ly. Ngô Đông cười nói, Diệp Phàm biết người này nếu là chủ tịch thành phố tỉnh thành. Người ta có thể nhiệt tình như vậy còn không phải là nể mặt lão Triệu mới như thế. Nếu không người ta không thể nhiệt tình như thế đối với một chủ tịch công ty. Người ta là phó tỉnh chính tông. Nói chi và yêu, có một số việc tôi còn phải thường xuyên làm phiền chủ tịch Ngô rồi, rượu này phải là tiểu Diệp tôi mời bí thư Ngô đấy. Diệp Phàm cười vẻ mặt khiêm tốn. Đồng chí tiểu Diệp, cậu ở Thiên Vân có chuyện gì phải phiền đến đồng chí Ngô Đồng? Triệu Sương Sơn cười nói. Bí thư Triệu chắc không biết tập đoàn Hoành Không chúng tôi có một nhà máy cấp dưới là nhà máy chế tạo máy móc phi không tại thành phố Việt Châu được xây dựng từ mười mấy năm trước. Cho nên, chủ tịch thành phố Ngô là quan phụ mẫu của Việt Châu, tôi là người ngoại lai rồi, sau này không thể không phiền đến chủ tịch Ngô. Diệp Phàm cười nói. Thì ra là thế, bàn tay của tập đoàn Hoành Không các cậu đủ dài đấy. Tuy nhiên, các cậu phát triển cũng vì Việt Đông chúng tôi. Chúng ta cùng hợp tác cùng thắng lợi. Hơn nữa, đồng chí Tiểu Diệp là cán bộ có năng lực. Triệu Sương Sơn nói. Chấm. Trước kia Diệp Phàm ở Việt Đông Triệu Sương Sơn cũng không nhiệt tình như vậy bao giờ. Hiện giờ thật ra nhiệt tình hơn trước nhiều lắm, có lẽ cũng là thấy được giá trị khi giữ lại Diệp Phàm. Trước kia Triệu lão gia khen Diệp Phàm, trong lòng Triệu Sương Sơn còn nghi ngờ. Tuy nhiên bây giờ người ta chưa đến 30 tuổi đã là một phó bộ rồi, Triệu Sương Sơn quả nhiên thấy được năng lượng của Diệp Phàm. Đừng nhìn chủ tịch một công ty, nhưng Triệu Sương Sơn thấy được bóng dáng nhà họ Phí trong đó. Khi ở thời đại Triệu lão gia thì nhà họ Triệu cũng không kém gì nhà họ Phí. Trước khác nay khác, bây giờ nhà họ Triệu kém hơn nhà họ Phí một bậc rồi. Triệu Sương Sơn hiện giờ là ủy viên trung ương, ủy viên quân ủy, cùng bậc với Kiều Viễn Sơn. Nhưng Triệu Sương Sơn muốn tiến vào một trong chín đầu sỏ là một con đường tương đối lâu dài, có lẽ cũng cao quá. Việc này, trước mắt đối với Triệu Sương Sơn mà nói chỉ là mục tiêu phấn đấu thôi. Bước tiếp theo có lẽ muốn trở lại chính phủ đảm nhiệm chức phó thủ tướng. Sau lưng Diệp Phàm chẳng những có bóng dáng nhà họ Phí, trực tiếp hơn còn có thân phận con rể nhà họ Kiều. Hai thân phận này không thể không khiến Triệu Sương Sơn chú ý đến hắn. Hàn huyên một hồi, uống mấy vòng rượu. Cũng quen biết được mấy đồng chí trên bàn, tất nhiên Diệp Phàm cũng biết ý trở lại phòng riêng. Tuy nhiên, vừa trở về thì không khí hoàn toàn khác rồi, Diệp Phàm nghiễm nhiên trở thành diễn viên chính trên bàn, bất kể là chủ tịch Đàm hay là trưởng ban thôi đều liên tục mời rượu. Hơn nữa đều lấy ba chén đổi một chén uống, giống như Mao Đài là nước vậy.
Chủ tịch Đàm còn vỗ ngực nói muốn cho nhà máy phi không thêm nhiều chỉ tiêu, giám đốc Đỗ cũng bảo muốn giới thiệu khách hàng cho nhà máy. Còn giám đốc Tống luôn hối hận, từ khi Diệp Phàm đi xong giám đốc Tống căn bản cũng không dám ngồi, vẫn đứng bên cạnh Diệp Phàm làm người rót rượu. Giám đốc Tống hiểu được, mình có thể bảo toàn vị trí hay không khó nói. Nếu không thể bảo toàn cũng muốn cố gắng không bị đá đến chỗ quá thảm. Giám đốc Tống nghĩ đến chết, vào chính quyền Việt Đông lại không dám nghĩ đến. Có Diệp Phàm ở đây làm sao mình thoát thân được. Sau bữa cơm tối, giám đốc Tống mời Phong hát, Diệp Phàm không đồng ý, mà mới đồng Oanh Oanh uống trà. Đã mấy năm qua, hai người ngồi uống trà với nhau đều có chút thổn thức. Tổng giám đốc Đồng, nếu tôi đoán không sai các cô định mua lại nhà máy phi không của chúng tôi là để xây dựng tòa nhà. Diệp Phàm uống một ngụm trà cười nói. Ha ha, Tổng giám đốc Diệp có tầm nhìn đấy. Tuy nhiên tập đoàn chúng tôi không chỉ hoạt động trên lĩnh vực bất động sản. Đồng Oanh Oanh ra vẻ không đồng ý với quan điểm của Diệp Phàm. Vậy các cô định tiếp tục chế tạo máy móc? Diệp Phàm như cười như không nhìn cô. Đương nhiên phải tiếp tục, tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ là sản xuất nhỏ lẻ. Đồng Oanh Oanh khẽ lắc đầu trầm ngâm một hồi mới nói. Nói thật với anh, chúng tôi định cải tạo nhà máy phi không thành xưởng đóng tàu. Bởi vì mấy năm gần đây nhà máy sản xuất đều là linh kiện cho ngành đóng tàu. Trên thực tế nó có thể đóng được những con tàu đơn giản, đương nhiên chỉ là hình thức ban đầu. Nếu thật sự muốn thực hiện được thì phải đầu tư lớn. Địa bàn của phi không rất lớn, hơn nữa xây dựng ở Vịnh Thanh Dương chúng tôi phát hiện ở đây chỉ cần cải tạo lại một chút có thể thành bến cảng. Hơn nữa, nước sâu đã đạt đến chừng 30 mét, ngay cả xây dựng một cảng lớn cũng được. Tuy nhiên, muốn cải tạo thành nhà máy đóng tàu hàng vạn tấn là một chuyện khác. Không có 10 năm là không làm được, cho nên, trước tiên là đóng những con tàu nhỏ. Từ từ phát triển, hơn nữa công ty chúng tôi có nghiệp vụ đóng tàu, đối với kỹ thuật và nhân tài có ưu thế nhất định. Cải tạo một bến cảng cũng cần không ít tiền. Diệp Phàm nói, đó là đương nhiên không có mấy trăm triệu là không làm được. Chúng tôi định đầu tư giai đoạn đầu là 500 triệu biến phi không thành xưởng đóng tàu hạng trung. Sau mấy năm từ từ phát triển, mà tiền đầu tư sau đó còn phải gia tăng thêm. Trong vòng 5 năm có thể phát triển nhà máy thành nhà máy đóng tàu lên đến hàng nghìn tấn. Vịnh Thiên Câu cũng phải trở thành cảng cho tàu có trọng tải nghìn tấn. Chẳng qua nhà máy của các anh nói một câu không dễ nghe thì là chiếm hầm cầu không sót cứt. Trước kia cũng đã nghe nói có nhà đầu tư quan tâm đến mảnh đất của phi không, chẳng qua sau khi nghe ngóng đã thôi. Bởi vì tập đoàn Hoành Không là công ty thuộc Trung ương, muốn mua thì khó khăn quá lớn. Hơn nữa, nhà máy phi không đông công nhân, chi phí sắp xếp những người này thì nhà đầu tư bình thường không thể thừa nhận. Đồng Oanh Oanh có ý báo ân, cho nên không giữ lại suy nghĩ của mình quyết định nói ra. Nếu không phải là gặp Diệp Phàm thì đây là bí mật kinh doanh, sao có thể tùy tiện nói ra. Vậy theo tính toán quy hoạch ban đầu xưởng đóng tàu này nếu có thể làm thì cần bao nhiêu tiền đầu tư? Diệp Phàm hỏi. Trong vòng 2 năm sản xuất ra tàu thì ít nhất phải đầu tư 500 triệu, nếu như là nhà máy phi không thì 500 triệu cũng không đủ. Máy móc của nhà máy phi không của các anh chính là cái để gán nợ, quan trọng là sắp xếp công nhân viên chức và cán bộ khá phiền toái. Nếu chúng tôi tiếp nhận lại, ít nhất phải cắt giảm hơn 1.000 người. Đương nhiên, vừa cắt giảm vừa phải tuyến người có tay nghề kỹ thuật. Chỉ có điều người mới như vậy cũng không cần nhiều, khoảng 100 người là đủ. Về người có tay nghề chúng tôi đã tìm hiểu, tập đoàn chúng tôi còn có một bộ phận. Đồng Oanh Oanh cười nói. Các cô đã quyết định từ trước rồi. Diệp Phàm cười ha hả nói. Thật ra trong một tháng trước chúng tôi đã quan tâm đến nhà máy phi không của các anh, chỉ có điều mất nhiều thời gian vào việc kiểm tra độ sâu của nước vịnh. Một dự án lớn như vậy chúng tôi không thể đầu tư mù quáng. Chỉ bảo đảm thành công 50% mới có thể chính thức tiếp xúc với các anh. Đồng Oanh Oanh nói. Không nói dối bí thư Diệp, chỉ là kiểm tra độ sâu của nước cùng với đánh giá quy hoạch toàn bộ nhà máy chúng tôi đến 2 triệu. Một khoản kinh phí lớn. Có lẽ hiện giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu là nắm chúng tôi có phải không? Diệp Phàm cười nói. Tôi thật sự không biết chủ tịch tập đoàn Hoành Không là anh, mà anh cũng vừa đến không lâu, hơn nữa tôi nằm mơ cũng không nghĩ thật là anh. Lúc ấy nghe nói chủ tịch tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm tôi còn suy nghĩ vài giây, vẫn cho rằng chỉ là trùng tên thôi. Nào có nghĩ trùng hợp như vậy, huống chi, nghe nói tập đoàn Hoành Không là cấp thứ trưởng, bí thư Diệp chưa đến 30 tuổi. Làm sao có thể ngồi lên vị trí này?
đây là nguyên nhân khiến tôi không để ý đến chỗ anh. Đồng Oanh Oanh cười nói. Bởi vậy, các cô lung lạc đám người giám đốc Tống, trước tiên đào từ bên trong nhà máy phi không, khiến cho phi không lay động muốn thoát khỏi tổng công ty mẹ. Lần này đến đây là tôi nghe một số tin đồn mới đến đây. Không thể tưởng tượng không ngờ gặp cô, thiên hạ tuy lớn nhưng xem ra chúng ta vẫn có duyên phận. Diệp Phàm cười nói. Chương 2846, Quý Nhân. Bí thư Diệp là quý nhân của Oanh Oanh, quý nhân xuất hiện, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Đồng Oanh Oanh cười nhìn Diệp Phàm một cái nói. Hơn nữa, chúng ta điều tra Hoành Không, nói một câu khó nghe, Hoành Không các anh hình như đã đến thời điểm nguy hiểm nhất có phải không? Ha ha, cô cứ nói là sắp đóng cửa là được. Cứ nói thật không cần phải nể mặt tôi. Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên. Ha ha, tuy nhiên, trước khác nay khác rồi. Trước kia không biết Tổng Giám Đốc Diệp ở đó nên tôi cho rằng như vậy. Tôi cho rằng Hoành Không không thể cứu, nhưng hiện giờ biết là Tổng Giám Đốc Diệp đang chủ trì Hoành Không, tôi tin tưởng Hoành Không sẽ hồi sinh trong tay anh. Đó cũng không phải là tôi khen anh, bởi vì anh tuy làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng anh lại là một thương nhân giỏi. Hơn nữa, anh có rất nhiều bạn bè, ngoài ra chức vụ của anh ở cơ quan nhà nước trước đây, càng khiến cho anh bây giờ như cá gặp nước. Đồng Oanh Oanh cười nói. Cô đề cao tôi quá rồi, nói thật, tôi thật sự có chút hoang mang. Tập đoàn lớn như vậy, hơn 1.000 người. Chỉ riêng tiền lương cũng làm tôi đau đầu. Không nói đến cái khác, chỉ là cải tạo nhà máy phi không thành xưởng đóng tàu mà nói. Nếu nói tập đoàn Hoành Không của chúng tôi yếu kém cũng không phải là thật. Chính là vấn đề tài chính thành trở ngại của chúng tôi, tạo ra ràng buộc lớn. Cho nên, các cô đã quy hoạch lại phi không, tôi tin tưởng vào thực lực và tầm nhìn của Tổng Giám Đốc Đồng. Cho nên tối nay mời Tổng Giám Đốc Đồng uống trà, mục đích là hy vọng có thể hợp tác phát triển phi không. Tất nhiên, chúng tôi là doanh nghiệp lớn của nhà nước. Tuy nói ở tỉnh muốn cho chúng tôi góp vốn là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng trong đó vẫn còn có hạn chế. Ít nhất, đối với cổ phần khống chế thì Tổng Công ty Hoành Không chúng tôi có thể nắm cổ phần khống chế nhà máy phi không, việc này Tổng Giám Đốc Đồng có nghĩ đến không? Diệp Phàm cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, chúng ta mất nhiều công sức như vậy chính là muốn có được nhà máy phi không. Hiện giờ Tổng Giám Đốc Diệp đang chủ trì Hoành Không, tôi biết việc này không thể thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi lui 10.000 bước phải do tập đoàn Đế Đô Hoàng Triệu chúng tôi nắm cổ phần khống chế. Nếu không thể do chúng tôi nắm cổ phần khống chế, chúng tôi làm gì phải mất công sức lớn như vậy vì nhà máy. Hơn nữa, các anh muốn nắm cổ phần khống chế các anh lấy đâu ra quá nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, Tổng Công ty Hoành Không của các anh nắm cổ phần khống chế có khiếm khuyết lớn. Bởi vì các anh là doanh nghiệp lớn của nhà nước, về mặt này thì một loạt gút mắc về nhân sự có thể khiến chúng tôi cảm thấy đau đầu. Bệnh chung của doanh nghiệp nhà nước là nhân viên nhiều, mấy con em không có việc làm của lãnh đạo cũng có thể nhét vào nhà máy. Nếu do các anh nắm cổ phần khống chế, các anh căn bản không thể từ chối điều này. Đến lúc đó, chúng ta lại một lần nữa tổ chức thành lập nhà máy đóng tàu phi không, muốn nói những lời này là lời nói suông. Về mặt này có nhiều tay cản lắm. Hơn nữa, là do doanh nghiệp nhà nước các anh nắm cổ phần khống chế, làm sao có thể hoàn toàn thoát ly khỏi nhà nước, trở thành công ty tự chủ được. Bà trên đầu nhiều, đầu tư cổ phiếu và quản lý tiền trở nên rối loạn. Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều của chúng tôi không phải là cơ sở từ thiện, thương nhân lấy kiếm tiền là mục đích hàng đầu. Nếu nói về quan hệ giữa tôi và anh, chúng tôi có thể nhượng bộ. Nhưng trong vấn đề cổ phần khống chế thì không có bất kỳ sự thương lượng nào. Bởi vì các anh có cổ phần khống chế ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí sẽ khiến chúng tôi đầu tư mấy trăm triệu cuối cùng hóa thành đống bọt nước vỡ tan. Đối với ân đức của Tổng Giám Đốc Diệp Diệp, Đồng Oanh Oanh tôi không bao giờ dám quên. Anh bảo chúng tôi quyên tặng mấy triệu cho tập đoàn Hoành Không, tuyệt đối tôi sẽ không nhăn mặt chút nào. Nhưng góp vốn xây dựng nhà máy thì không giống thế, đây là vấn đề nghiêm túc. Hơn nữa một nhà máy đầu tư đạt đến 1 tỷ, chúng tôi tổn thất không dậy nổi. Công ty có kiếm được tiền hay không là cơ sở của Đế Đô Hoàng Triều chúng tôi, không thể kiếm tiền thì chúng tôi sẽ nguy hiểm. Người của Hoành Không các anh có thể cảm nhận được sự quan trọng của tiền. Đồng Oanh Oanh nói chuyện rất thành thật, có lý đấy chứ. Ha ha, đương nhiên tôi biết tầm quan trọng của tiền. Chẳng những đối với kinh doanh mà trước kia tôi công tác trong cơ quan nhà nước, tài chính cũng là điều kiện rất lớn cản tay chính quyền làm việc. Hiện giờ lại sang kinh doanh, lại là một đơn vị mục nát, đương nhiên càng cần hơn trước. Tuy nhiên,
tập đoàn Hoành Không của chúng tôi cũng không mục nát giống như những gì Tổng Giám Đốc Đồng biết. Có nhiều việc chỉ vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, Tổng Giám Đốc Đồng không thể hiểu rõ được tài sản của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt hắn kiên quyết. Tuy nhiên, Đồng Oanh Oanh cảm thấy là con vịt đã nhúng nước sôi mạnh miệng thôi. Đơn giản là nể mặt Diệp Phàm thôi. Ha ha, Hoành Không còn có tài sản gì, tôi thật sự không thể nghĩ ra. Nghe nói công nhân viên chức của tập đoàn 3 ngày lại ồn ào. Đúng vậy, làm chủ tịch một doanh nghiệp nhà nước đến tiền lương cũng không thể phát được thật không dễ. Nghe nói các anh nợ công nhân mười mấy triệu tiền lương. Nếu như nói Hoành Không các anh còn có tài sản gì chẳng lẽ khi các công nhân gây sức ép còn không lộ ra. Hơn nữa, tài sản thế chấp của Hoành Không ngoài tài sản cố định thì còn khoản nợ tiền mặt mấy tỷ. Chẳng lẽ lãnh đạo tập đoàn Hoành vẫn niêm phong cất vào kho mốc meo còn bên này vẫn phải trả lãi ngân hàng gần 200 triệu sao? Hoành Không các anh thật đúng là thông minh, Oanh Oanh tôi thật là bội phục không thôi. Đồng Oanh Oanh tươi cười như đang đọc diễn văn vậy, tuy nhiên, những lời nói đó giống như châm đâm vào người Diệp Phàm vậy. Hơn nữa, thời gian trước tôi nghe nói các anh còn bị lừa 100 triệu. Ha ha, tiền kia chỉ sợ là mới vay từ ngân hàng ra. Tổng Giám Đốc Đồng, vài năm không gặp cô càng ngày càng xinh đẹp. Tuy nhiên, tôi phát hiện răng nanh của cô ngày càng mài lưu loát rồi. Không đơn giản, thương trường thật sự là chỗ có thể rèn luyện con người. Diệp Phàm cười nói. Rất xin lỗi, tôi cũng không có ý châm chọc các anh. Nhưng đây là hiện trạng của Hoành Không các anh. Bí thư Diệp là đại ân của nhà họ Đồng, là người bạn mà chúng tôi có thể tin cậy tốt nhất. Nếu là người khác tôi cũng không nói hết những tính toán của công ty chúng tôi có phải không? Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha, tôi tin tưởng điều này. Có thể làm bạn với Tổng Giám Đốc Đồng cũng là vinh hạnh của Diệp Phàm tôi. Hiện giờ cô là doanh nhân của Việt Đông rồi. Tuy nhiên, bất kể hợp tác như thế nào chúng tôi cũng chỉ cho cô tối đa là 49% cổ phần. Mà cổ phần khống chế phải thuộc về Tổng Công ty Hoành Không chúng tôi. Đương nhiên. Nói đến hợp tác chúng tôi cũng phải xuất ra một ít đồ chơi. Tuy nói hiện trạng Hoành Không của chúng tôi cũng không như ý cô, nhưng cơ hội của Hoành Không còn rất nhiều. Ngày mai tôi muốn đi Cảng Cửu một chuyến, bàn một dự án lớn. Nói về năng lực của Diệp Phàm tôi thì không cần phải thôi. Khi ở Phong Châu Tấn Lĩnh tôi đã thành công đem tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân lớn thứ ba thế giới đến đó đầu tư. Tôi tin rằng, với cơ sở của Hoành Không chúng tôi, nhà đầu tư muốn hợp tác càng nhiều. Hơn nữa, chúng tôi hợp tác với tập đoàn Hoành Triều Đế Đô các cô cũng không làm các cô thiệt nhiều lắm. Tôi tuy nói chưa đi qua nhà máy phi không nhưng chúng tôi có tài liệu, có đánh giá. Khu đất của chúng tôi chính là một khoản lớn. Hoàng Triều Đế Đô của các cô đánh giá thấp chúng tôi. Không cần nói những cái khác, chỉ cần bán đấu giá mảnh đất trống kia thì không dưới 500 triệu. Nếu có thể chuẩn bị điều kiện xây dựng cảng 1.000 tấn, nếu chúng tôi bán nhà máy cho xưởng đóng tàu, có lẽ giá trị có thể đạt đến 7-8 tỷ. Ngay cả bán đất để khai thác bất động sản cũng không tệ. Nhà xưởng bên bờ biển, qua sửa chữa phong cảnh chắc chắn không tồi. Diệp Phàm rất tự tin. 7-8 tỷ, đó không thể thể nào. Chúng tôi đã đánh giá qua, mảnh đất trống của phi không các anh nhiều nhất là 300 triệu. Không thể đến 500 triệu, càng không có khả năng 7-800 triệu. Chỗ đó tuy nói đất quan trọng dù sao cách xa nội thành, xem như tương đối vắng vẻ. Cho nên, giá đất cũng không thể so sánh với nội thành. Tuy nói thuộc Vĩnh Thiên Câu, thuộc khu Thanh Dương của Việt Châu nhưng chỉ là thuộc quyền quản lý. Chỗ này đã không thuộc phạm vi nội thành, chỉ có thể coi là vùng ngoại thành thôi. 300 triệu là đánh giá cao rồi. Mảnh đất đó cũng không chỉ có nhà máy phi không của các anh, mà chỗ đó có rất nhiều nhà máy. Chúng tôi chỉ cần dùng 200 triệu có thể mua được địa bàn lớn như phi không của các anh. Hơn nữa điều kiện vị trí địa lý cũng không khác gì nhà máy của các anh. Thậm chí có nhà máy vị trí còn đắc địa hơn nhà máy phi không của các anh. Đồng Oanh Oanh bắt đầu dùng võ mồm với Diệp Phàm. Ha ha, nếu tốt hơn thì các cô sẽ không dùng nhiều công sức để đánh giá và lập quy hoạch nhà máy phi không của chúng tôi có phải không? Diệp Phàm cười hỏi ngược lại. Đương nhiên Diệp Phàm cũng nói quá về giá trị của mảnh đất kia. Đó là trước kia, chúng tôi cũng không biết anh đang chủ trì tập đoàn Hoành Không. Đồng Oanh Oanh cười nói. Tôi hiểu được, có lẽ giám đốc Tống đã bị các cô cướp mất hồn đúng không? Tôi biết Tống Thủy Dương không an phận tiếp tục làm giám đốc rồi. Tuy nói nhà máy lớn nhưng nợ nần cũng làm cho tiền của y liên lụy. Hơn nữa, người hướng đi lên, nước chảy chỗ thấp.
có lẽ các cô đã đưa ra điều kiện khiến cho lãnh đạo nhà máy Phi không động lòng. Ví dụ như giám đốc Tống có thể có một vị trí điều chuyển ngang ở Việt Đông. Nói cách khác, nhà máy Phi không các cô không thể biết hết mọi bí mật của nhà máy. Hành vi này của các cô nói trắng ra là hành vi gián điệp trong kinh doanh. Hơn nữa còn liên quan đến tội phạm, lần này tôi xuống đây chính là muốn xử lý chuyện này. Mặc dù đối phương không phải là đế đô hoàng triều của các cô, cây đao của tôi đã sớm giơ lên. Trên đời này, chỉ cần các cô làm một số việc, chúng tôi cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả. Hiện trạng Hoành Không không được tốt, nhưng Hoành Không cũng có khá nhiều cán bộ công nhân viên yêu nhà máy. Ai có suy nghĩ muốn bán nhà máy Diệp Phàm tôi tuyệt đối không đồng ý. Diệp Phàm nói. Chương 2847, điều huyền bí của Diệp Phàm. Điểm này tôi cũng không phủ nhận, thật sự chúng tôi đã mất khá nhiều sức lực. Tuy nhiên, hiện tại cách này không thể thực hiện được rồi, bởi vì đối phương là anh Diệp ạ. Hơn nữa, chúng tôi có thể mời các cơ quan chuyên môn của tỉnh đánh giá giá trị mảnh đất trống này của Phi không. Như vậy cuối cùng là công bằng. Thật ra, chúng tôi đã làm từ trước, mảnh đất của các anh, cộng với các máy móc cũ cùng với mấy tòa nhà cộng lại không vượt quá 500 triệu. Mà nhà máy cơ giới Phi không của các anh cũng đang có khoản nợ 100 triệu. Ngoại trừ 100 này thì các anh chỉ còn lại một nửa 500 triệu. Nhưng nhà máy Phi không của các anh tổng cộng còn nợ công nhân 5 tháng tiền lương, hơn 2.000 người 5 tháng tiền lương, ngoài ra tiền thưởng phúc lợi cùng với bảo hiểm y tế cộng lại không dưới 40 triệu. Ngoại trừ những khoản này anh chỉ còn lại 200 triệu. Đây chính là số tiền nhà máy Phi không của anh còn thừa lại đấy. Tuy nhiên, góp vốn thì 2.000 người chúng tôi không dùng hết, nhiều nhất giữ lại 1.000 người. Những người khác đi đâu? Nếu toàn bộ sắp xếp ổn thỏa thì vấn đề liền lớn. Một công nhân không cần nhiều, 5 vạn đi. Vậy chính là 100 triệu. Hơn nữa, người ta có đồng ý hay không còn khó nói. Đến lúc đó việc này gây sức ép thì nhức đầu lắm. Bởi vì công nhân của các anh không giống như công nhân của Hoàng Triều Đế Đô chúng tôi. Không thể nói đuổi liền đuổi được, nếu muốn giữ lại cũng không thể. Các anh cũng không phải công ty của Việt Châu, nếu muốn giảm cũng phải giảm về Thiên Vân các anh. Mọi việc cứ như vậy cũng mất 100 triệu, các anh chỉ còn lại 100 triệu thôi. Quy hoạch xây dựng xưởng đóng tàu chúng tôi dự kiến 1 tỷ. Chỉ là đầu tư giai đoạn đầu cũng lên đến 500 triệu. Ha ha, các anh đưa ra 100 triệu. Chúng tôi 400 triệu ngược lại không thể có cổ phần khống chế. Bí thư Diệp, đây coi như là dù tốt thế nào cũng không thể quyết định có phải không? Đổi lại nếu là anh ngồi ở vị trí của tôi có thể làm chuyện này sao? Với giá đã đưa ra, các anh dùng nhà máy này để hùn vốn thì cổ phần xưởng đóng tàu không đến 20%. Chúng tôi giữ 80%. Theo luật doanh nghiệp, điều này đều là hợp pháp hợp lý. Đương nhiên còn có một cách. Nếu Tổng Giám đốc Diệp có thể đưa ra khoản tiền nhiều hơn chúng tôi, ví dụ nhà máy của các anh chỉ còn lại 100 triệu, các anh đầu tư thêm 500 triệu, tôi cho rằng công trình giai đoạn đầu chỉ cần như vậy. Hơn nữa đến giai đoạn đầu tư tiếp theo các anh có thể đầu tư thêm 600 triệu thì các anh có giữ cổ phần khống chế chúng tôi cũng không thể nói gì. Đồng Oanh Oanh như thăm dò Diệp Phàm. Cô biết tập đoàn Hoành Không không thể xuất ra 5-600 triệu. Có thể lấy ra mà còn thiếu công nhân mười mấy tháng tiền lương sao? Cho dù là đi vay ngân hàng cũng không thể vay nhiều như vậy, bởi vì tập đoàn Hoành Không còn nợ ngân hàng mấy tỷ. Khoản tiền này đã kéo dài đến mấy năm, hàng năm đều thanh toán tiền lãi ở Thanh Vân và Điền Nam. Ngân hàng không thể cho vay thêm mấy trăm triệu nữa. Hoành Không thật đã đến đường cùng, nếu không phải Diệp Phàm đang chủ trì công tác, dù là chuyện hợp tác Đồng Oanh Oanh cũng không thể đồng ý. Đương nhiên, Đồng Oanh Oanh có quyết định của mình, hợp tác hùn vốn mình phải giữ cổ phần khống chế, cho nên... Đến lúc này có lẽ xưởng đóng tàu Phi không còn phải thoát ly khỏi tổng công ty. Trở thành công ty độc lập có quyền pháp nhân, có vốn riêng, Đồng Oanh Oanh không thể khiến cho tập đoàn Hoành Không đến bóc lột xưởng đóng tàu Phi không. Tổng giám đốc Đồng đang kiểm tra năng lực bỏ vốn của Diệp Phàm sao? Diệp Phàm nhìn cô một cái, trong lòng cũng thầm bội phục sự khôn khéo của Đồng Oanh Oanh. Người ta coi anh là người không có tiền thì như thế nào? Biết chi kỷ trên thương trường không thể khinh thị. Ha ha, hiện thực chứng minh tất cả. Vấn đề tài sản tôi muốn nhìn thấy thực lực chân chính của Hoành Không. Cũng không phải múa mép khua môi có thể ký kết hợp đồng. Tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều chúng tôi có thể đầu tư 5-600 triệu thành lập xưởng đóng tàu Phi không? Tiền chúng tôi đã chuẩn bị xong từ trước. Bí thư Diệp, anh nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Đương nhiên, các anh có thể từ chối.
Nhưng, các anh lại tiếp tục như xưa. Hơn nữa phi không cũng không chống đỡ được bao lâu. Tổng công ty các anh chẳng lẽ khiến do cục diện này rối rắm tiếp như thế? Thay vì như vậy không bằng sống thoải mái. Hơn nữa, đây là chuyện hai bên cùng hợp tác. Các anh chẳng những bớt được gánh nặng, hơn nữa nhà máy chế tạo máy móc cơ giới phi không của các anh sẽ được hồi sinh. Ngay cả đối với các cán bộ công nhân viên chức mà nói cũng là việc mà họ mong muốn. Đương nhiên trừ khi Bí Thư Diệp kiên quyết không chịu, thì hơn 2.000 cán bộ công nhân viên chức sẽ đi theo Bí Thư Diệp đòi tội. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Ha ha, đó là tính toán của các cô. Tính toán của chúng tôi không giống như vậy. Ít nhất, ngoại trừ mọi thứ những thứ còn lại của nhà máy phi không còn có thể gần 300 triệu. Diệp Phàm cười nói. Bí Thư Diệp, nắm quyền nói thật phải cứng rắn mạnh mẽ. Nếu quả thật có thành ý hợp tác, chúng tôi có thể mời công ty định giá tài sản có uy tín quốc tế đánh giá. Đến lúc đó thừa 100 triệu hay 300 triệu không phải là chuyện tôi và anh có thể tính toán phải không? Đồng Oanh Oanh tỏ vẻ nắm thế chủ động. Ha ha ha. Diệp Phàm cười gang, sau đó nhìn Đồng Oanh Oanh một cái nói. Tổng Giám Đốc Đồng, cô biết một mà không biết hai. Có một số việc, có lẽ là cô cũng không biết, còn tôi thì có thể biết. Trong kinh doanh có lẽ tôi không bằng cô. Nhưng những mối quan hệ trong chính quyền cô không bằng tôi. Vì sao chúng ta không bù trừ những ưu thế này cho nhau? Chúng ta không phải đang nói đến việc này sao? Chúng tôi nắm cổ phần khống chế các anh theo có thể kiếm tiền được sao? Còn nói về phần chính quyền, tôi thừa nhận quan hệ không bằng anh. Nhưng mấy năm qua, Bí Thư Diệp cũng đã rời khỏi Việt Đông mấy năm. Từ trên xuống dưới tôi cũng quen một số người. Đồng Oanh Oanh nói, cô vẫn chưa hiểu ý của tôi, như vậy đi, ngày mai đi kiểm tra phi không sẽ hàn huyên tán gẫu với cô. Có nhiều thứ anh không biết đấy. Diệp Phàm cười thần bí, nhưng thật ra làm cho Đồng Oanh Oanh thầm thắc mắc. Nghĩ, không biết người này đang bí mật cái gì, có việc gì mà mình chưa biết nhỉ. Người này đơn giản làm tìm lý do thôi. Giám đốc Tống tối cũng chưa ngủ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm cùng Giám đốc Tống đi thẳng xuống nhà máy phi không. Bởi vì các công nhân đều đi làm, chỉ có ban lãnh đạo nhà máy mười mấy người đợi ở cửa nghênh đón. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, địa điểm nhà máy chế tạo thiết bị cơ giới phi không thật sự không tồi. Nhà máy nhìn ra mặt biển rộng, hơn nữa diện tích tương đối lớn. Nhà máy cơ giới phi không được xây dựng từ năm 86, lúc đó Vịnh Thiên Câu của Việt Đông vẫn là một vũng bùn. Cho nên, giá đất lúc đó vẫn tương đối rẻ. Lúc đó tập đoàn Hoành Không lại có tiền hơn nữa lại là tổng công ty nhà nước. Mà ủy ban quản lý giám sát tài sản ra mặt, đương nhiên năm 86 chưa có, lúc ấy hẳn là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thiên Vân. Tập đoàn Hoành Không vừa mới thành lập mấy năm cũng tương đương có tiếng tăm trong cả nước. Mà tỉnh Việt Đông lúc đó vì tranh thủ để cho công ty con tập đoàn Hoành Không lớn như vậy đến đóng tại Việt Đông, tất nhiên là nhượng bộ trên vấn đề đất đai. Cho nên tập đoàn Hoành Không lúc đó chỉ mất chừng mấy trăm nghìn đã được một khu đất rộng chừng 5 dặm. Nhà xưởng thật sự cũ rồi, nhà xưởng mới cũng không nhiều, nhà xưởng cũ trên cơ bản đều là xây dựng trên những năm 88, đến giờ cũng đã 18 năm rồi, sắt thép cũng han gì loang lổ rồi. Tình trạng của trụ sở làm việc cũng không khác mấy, vừa thấy cũng biết là nhà cũ rồi. Tập đoàn cơ điện Hoành Không cũng không hưng thịnh bao lâu. Khi thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa biến mất khỏi lịch sử, thay thế bằng kinh tế thị trường là bắt đầu xuống dốc rồi. Sau này càng ngày càng nghiêm trọng, đến hôm nay đã nợ nần nhiều đến mức gần như phá sản. Định giá tài sản trên thực tế đã đến mức nên xin phá sản rồi, chỉ là nhân viên quá nhiều không thể sắp xếp nên vẫn kéo dài. Đi qua một vòng nhà máy, lại đi một vòng quanh khu vực triển lãm sản phẩm. Các anh cũng cấp tương đối nhiều linh kiện cho nhà máy đóng tàu, hơn nữa ngay cả những thiết bị cho tàu lớn đều có thể sản xuất. Vì sao không xây dựng mình thành xưởng đóng tàu? Các anh hoàn toàn có thể từng bước quy hoạch hình thành một xưởng đóng tàu. Một khi điều kiện chín mồi có thể thử thay đổi năng lực của nhà máy, tổ chức và thành lập một xưởng đóng tàu mới. Nước ta ngành đóng tàu phát triển cũng không tệ lắm, một năm chỉ cần có thể nhận mấy đơn hàng có thể đủ cho các anh một năm rồi. Diệp Phàm hỏi. Việc này chúng tôi không thể không từng nghĩ qua, chỉ có điều vào lúc quan trọng nhất thì vấn đề vốn thiếu, đây là quan trọng nhất. Thứ hai chính là lực lượng kỹ thuật theo không kịp, tuy nói chúng tôi có thể sản xuất ra 8 phần thiết bị và linh kiện của một con tàu. Nhưng đối với năng lực lắp ráp tàu chúng tôi cũng chưa từng thử qua. Đây không phải là chuyện đùa, nói là dễ dàng thì là tương đối khó khăn. Nếu kỹ thuật không đảm bảo,
tàu chìm thì bán toàn bộ nhà máy chúng ta cũng không đủ bồi thường. Thứ ba chính là chúng ta là nhà máy nhà nước, thuộc tổng công ty Hoành Không, sau nói độc lập nhưng nếu thay đổi ngành nghề thì thủ tục khá nhiều. Hơn nữa, là người đi đầu chắc chắn tính mạo hiểm lớn vô cùng. Không có tiền và kỹ thuật nói thật, lãnh đạo của Phi Không không dám mạo hiểm. Giám đốc Tống có chút xấu hổ nói. Việc này bao gồm tôi không dám, dù sao mạo hiểm quá lớn, không phải là việc lãnh đạo Phi Không chúng tôi có thể quyết định. Mạo hiểm, các anh chỉ nhìn thấy mình là nhà máy gia công cho xưởng đóng tàu, một nhà máy lớn như vậy chỉ biết làm chút việc nặng kiếm chút tiền lẻ. Suy nghĩ của các anh cứng nhắc, hơn nữa, tất cả đều sợ chịu trách nhiệm. Tất cả đều không dám mạo hiểm, không mạo hiểm sao có thể thành công. Nếu các anh bước sớm một bước thì hôm nay tình hình đã khác. Là bọn họ trở thành trợ thủ làm việc nặng mà không phải là các anh rồi. Làm ban lãnh đạo của Phi Không, phải có tầm nhìn xa, có sự nhạy bén với thị trường, và có suy nghĩ linh hoạt. Tinh thần phải có cầm được thì có buông được mới có khí phách. Tổng công ty cho các anh điều kiện tốt như thế, chính là các anh không biết lợi dụng mới thành tình trạng như thế này. Làm lãnh đạo của Phi Không, các anh đều phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta không thể nghĩ được chăng hay chớ, một lòng chỉ ngóng về tổng công ty. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người ngay tại chỗ trưng bày sản phẩm của công ty. Chương 2848, nhớ kỹ chỉ thị của Bí thư Diệp. Đương nhiên, cũng biết được trong lòng mấy người này không phục. Có lẽ đều thầm nói tình cảnh hiện tại của tổng công ty còn thảm hơn chúng tôi, anh có thể vì thể diện mà lải nhải mấy lời này đấy thôi. Chúng tôi sẽ nhớ kỹ chỉ thị của Bí thư Diệp, hết thảy nghe theo chỉ huy của Bí thư Diệp, phương hướng mà Bí thư Diệp chỉ ra chúng tôi sẽ theo sát. Nếu Bí thư Diệp đến đây rồi, chúng tôi mời Bí thư Diệp vạch cho chúng tôi một con đường. Nếu Bí thư Diệp cảm thấy chúng tôi có thể thay đổi, đem nhà máy chế tạo thiết bị máy móc từng bước chuyển thành xưởng đóng tàu, chúng tôi lập tức quy hoạch, từ hôm nay trở đi, nhà máy Phi Không hoàn toàn dựa vào phương hướng mà Bí thư Diệp chỉ ra. Bí thư Diệp chỉ đông chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi Tây. Giám đốc Tống vẻ mặt cung kính, thậm chí nói là nhún nhường nói. Diệp Phàm biết, người này là muốn lập công chuộc tội. Bởi vì ngày hôm qua biểu hiện quá kém, thói quen này bị mình bóc trần rồi, có lẽ người này cả đêm qua không ngủ. Bí thư Diệp, thật ra, suy nghĩ này tôi đã đề cấp với các đồng chí trong nhà máy. Ngài xem, chúng ta nhìn ra biển rộng, độ sâu ở đây vừa thích hợp cho xây dựng cảng. Chỉ cần xây một con đập kéo dài ra ngoài là có thể xây dựng một bến tàu nhỏ. Vị trí địa lý của nơi này quả thực là một vị trí thiên nhiên lý tưởng cho một xưởng đóng tàu. Hơn nữa, nhà máy Phi Không của chúng ta đã được xây dựng 20 năm rồi, kỹ thuật tích lũy cũng khá mạnh. Chỉ là xưởng chúng tôi cũng mất đi rất nhiều cơ hội, nhân tài kỹ thuật của nhà máy chúng ta có nhiều đồng chí ra ngoài đã ở vị trí thiết kế của nhà máy đóng tàu. Đáng tiếc, lúc này Phó Giám đốc Chu Mạo Thắng vẻ mặt đau lòng nói. Phó Giám đốc Chu, anh đưa ra đề nghị này với đảng ủy lúc nào? Giám đốc Tổng vừa nghe, mặt thiếu chút nữa tái đi rồi, hừ lạnh một tiếng. 6 năm trước tôi đã đề cấp rồi, lúc ấy bộ máy không thông qua. Lúc đó tôi không phải phó giám đốc mà là quản đốc phân xưởng lắp ráp. Sau đó tôi còn làm một báo cáo chuyên môn gửi cho tổng công ty, chỉ có điều tổng công ty cũng không phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là không có tiền. Muốn cải tạo nhà máy thành nhà máy đóng tàu cần số tiền đáng kể. Tôi đành trơ mắt nhìn lão Ngô và lão Ký tiếc nuối ra đi. Không đầy 5 năm sau, hai người đã là thiết kế của nhà máy đóng tàu khác rồi. Tuy nhiên, hai người bọn họ vẫn chưa quên nhà máy Phi Không, đôi khi gặp uống rượu nói chuyện phiếm còn rất xúc động. Phó Giám đốc Chu nói. Nói nghe hay hơn hát, lúc trước chúng ta cũng không đuổi họ, là chính họ muốn xin chuyển đi, đơn giản là vì tiền lương cao. Tôi thấy họ đều ra đi vì tiền. Chúng ta là công ty nhà nước, tiền lương và phúc lợi đều có những quy định nhất định không thể sằng bậy. Hơn nữa, nhà máy chúng ta hiệu quả và lợi ích cũng bình thường. Bên kia lại trả lương gấp 5-6 lần. Người hướng lên trên, tất nhiên là họ động tâm rồi. Cái này thật buồn cười, đã chuyển đi rồi còn nói những lời yêu nhà máy này, yêu nhà máy mà họ đồng ý ra đi sao? Đơn giản không phải là vì tiền sao? Mạnh miệng như vậy ai mà không nói được? Giám đốc Tống có vẻ hơi tức giận hừ nói. Tôi thấy cũng không hẳn như thế, nhà máy chúng ta lúc đó cũng không công bằng với họ. Việc này có lẽ mới là nguyên nhân mà hai người họ bỏ đi. Trong thời gian trước, khi nói đến những vấn đề này họ đều rơi nước mắt.
hiện giờ tuy nói có tiền nhưng không thể có được cảm giác như ở nhà máy chúng ta. Điều này chỉ rõ cái gì, chứng tỏ hai người họ còn rất quý trọng nhà máy chúng ta. Lúc này quản đốc phân xưởng lắp ráp Đường Nhất Sơn thêm vào. Không công bằng, Đường Nhất Sơn, không thể nói lung tung, nói chuyện phải có chứng cứ. Giám đốc Tống rất nổi giận, tuy nhiên, trước mặt Diệp Phàm ông ta cũng không dám quá kịch liệt. Tuy nhiên, trong giọng điệu vẫn tương đối nghiêm khắc. Làm gì cần chứng cứ, chuyện của lão Ngô và lão Lý toàn bộ mấy nghìn người của nhà máy có ai không biết. Cuối cùng người ta ra đi vì sao, chỉ cần hỏi một đồng chí nào đó đều có thể nói ra. Giám đốc Tống chẳng lẽ thật sự muốn đem việc này ra bàn có phải không? Phụ trách bộ mấy sản phẩm Triệu cũng lạnh lùng nhìn giám đốc Tống hừ nói, vừa nhìn đã thấy người này là người có tính ngay thẳng. Nếu không thì tìm một vài đồng chí ngẫu nhiên hỏi một chút giám đốc Tống. Lúc này phó giám đốc Chu thản nhiên cười rất có tư thế bức cung. Diệp Phàm vừa thấy trong lòng hiểu ngay, xem ra giám đốc Tống có lẽ là làm cho nhiều người tức giận. Trước kia những người này không dám như thế vì không có cơ hội. Có lẽ là chuyện ăn cơm lúc tối qua đã rơi vào tai những người này rồi. Cho nên một đám rắm rối vây đánh giám đốc Tống. Được rồi, việc này sau hãy nói. Diệp Phàm khoát tay, hơn nữa ngày hôm qua giám đốc Tống biểu hiện quá kém, Diệp Phàm quyết định phải bắt hạ người này rồi, nhìn mọi người một cái hỏi. Nếu hiện giờ chúng ta mời hai người lão Ngô và lão Lý về, liệu họ có về không? Trở về mới là lạ, hai người hiện giờ lương một năm 7-8 nghìn. Gấp 5-6 lần nhà máy chúng ta, làm sao có thể trở về? Giám đốc Tống nói. Cũng không thể nói vậy, với người tình cảm như lão Ngô, nếu nhà máy thực sự coi trọng họ, hơn nữa giải quyết chuyện không công bằng lần trước, không chừng họ đồng ý quay trở lại. Đương nhiên về vấn đề tiền lương phải có đãi ngộ thích hợp. Dù sao người ta cũng là người có trình độ kỹ thuật, đãi ngộ cao cũng là bình thường có phải không? Giám đốc Chu nói. Một câu nói chuyện không công bằng. Đây chắc chắn là có mưu mẹo, có lẽ là phó giám đốc Chu công kích đòn sát thủ đối với giám đốc Tống rồi. Tống Thủy Dương tôi khi nào thì không công bằng đối với lão Ngô và lão Lý. Chu Mạo Thắng hôm nay bí thư Diệp lãnh đạo tổng công ty cũng ở đây, anh nói rõ ràng đi. Nếu không lãnh đạo sẽ nghĩ tôi đối với hai người họ như thế nào. Nếu không thể nói ra thì sau này Tống Thủy Dương tôi sẽ triển khai hội nghị xử phạt bất cứ ai tung tin đồn. Nhà máy chúng ta vừa mới khôi phục khí thế. Tôi không hy vọng những người nào cố ý gây mất đoàn kết. Loại người đấu tranh nội bộ này là không được, đối với nhà máy chúng ta so với giặc ngoài tấn công còn đáng sợ hơn. Tống Thủy Dương cũng không nhịn được nữa, tức giận đến đỏ mặt. Quấy rối, đồng chí Tống Thủy Dương, anh nói là ai quấy rối? Nếu hôm nay anh đã nói như thế chúng ta sẽ nói rõ. Chu Mạo Thắng lạnh lùng hừ nói. Được rồi, muốn nói thì đến phòng họp nói đi. Tôi cũng muốn nghe một chút xem rốt cuộc là có việc gì. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vừa nói vừa đi đến phòng họp. Không lâu sau đi vào phòng họp, Diệp Phàm việc nhân đức không nhường ai, ngồi ngay xuống vị trí vốn thuộc về giám đốc Tống. Giám đốc Tống thở phì phì ngồi bên trái phó giám đốc Chu ngồi bên phải. Người thân với giám đốc Tống cũng ngồi bên trái, thân phó giám đốc Chu ngồi bên phải. Trong ban lãnh đạo nhà máy nghiêm nhiên chia làm hai đội. Nhìn số người hai bên không khác biệt lắm. Thế lực ngang nhau rồi. Đồng chí Mạo Thắng, anh có thể nói. Giám đốc Tổng trước tiên gây khó dễ, không biết là thực sự lo lắng hay là phô trương thanh thế. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng nói tức giận. Bí thư Diệp, ngài phải làm chủ cho hai chúng tôi. Sao lại thế này? Diệp Phàm nhíu mày nghĩ không biết có phải Ngô Công và Lý Công đến rồi. Xem ra chuyện hôm nay thật đúng là có âm mưu. Ánh mắt lơ đãng quét nhìn Chu Mạo Thắng một cái. Bí thư Diệp là lão Ngô và lão Lý. Đường Nhất Sơn nói. Gọi họ vào. Diệp Phàm hừ nói, phát hiện sắc mặt Tống Thủy Dương có chút khó coi. Người này khẽ cắn môi nói. Bí thư Diệp rõ ràng là hai người này đến quấy rồi rồi. Cũng không phải người của nhà máy, hôm nay đột nhiên xuất hiện, đây hoàn toàn là âm mưu, âm mưu. Bí thư Diệp, ngàn vạn lần đừng mắc mưu người ngoài. Giám đốc Tống có chút tức giận hổn hển nói. Tống Thủy Dương, hai chúng tôi bị ông vu cáo, hãm hại suốt 2 năm rồi. Ông có phải người hay không, chẳng lẽ quyền khiếu nại của chúng tôi cũng không có. Không biết lão Lý hay là lão Ngô lên tiếng. Còn không mở cửa để họ vào đây. Diệp Phàm nghiêm mặt khổng ý hùng bước vài bước ra mở cửa. Diệp Phàm phát hiện hai người đều mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng cửa bước đến.
hai người lần lượt chào Diệp Phàm. Lão Ngô, lão Lý, đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói, nếu hai ông thật sự có oan khuất tổng công ty sẽ giải quyết công bằng. Tuy nhiên, nếu như là cố tình gây sự thì công ty sẽ nghiêm túc xử lý. Mặc dù hiện giờ hai ông đã rời khỏi nhà máy, nhưng tổng công ty là công ty nhà nước, bàn tay của tổng công ty có thể không với đến hai người, nhưng tôi tự có cách. Cho nên, tôi nói như vậy không phải có ý uy hiếp các ông mà nói cho hai ông biết, phải nói sự thật, phải nói rõ đầu đuôi. Không thể nói chút giả dối và trộn lẫn tình cảm cá nhân. Đương nhiên, nếu trong nhà máy thật sự không công bằng với hai ông, Diệp Phàm tôi hứa sẽ trả lại công bằng cho hai ông. Mặc dù hiện giờ hai ông không còn ở Phi Không nhưng Diệp Phàm tôi nói chuyện có nghĩa. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc vừa bắt tay hai người vừa nói. Cảm ơn, chúng tôi dứt khoát nói rõ đầu đuôi, tuyệt đối không nói nửa lời nói dối. Nếu nói dối, bí thư Diệp bắt chết chúng tôi. Hai người đều môi run rẩy, tương đối kích động. Lưới trời thưa nhưng khó lọt, hai vị đồng chí, tôi hy vọng hai ông cẩn thận nói ra. Tuyệt đối không thể nói loạn, ông trời trừng mắt nhìn đấy. Giám đốc Tống lời này ý như uy hiếp. Câm miệng cho tôi, không đến lượt ông nói. Là lãnh đạo của Phi Không một chút quy củ cũng không hiểu, anh lãnh đạo hay là tôi? Diệp Phàm đột nhiên tức giận quay người lớn tiếng giáo huấn. Mặt Tống Thủy Dương lập tức đỏ bừng, hậm hực đứng không được ngồi xuống không xong. Mấy người phó giám đốc Chu tất nhiên là vui mừng, đám người Tống Thủy Dương ngồi im không dám hé răng. Lãnh đạo tổng công ty ra oai mọi người vẫn sợ, hơn nữa khí thế của một cao thủ như Diệp Phàm phát ra, thậm chí làm người ta run sợ. Ngồi đi lão Ngô lão Lý. Quay người Diệp Phàm vẻ mặt bình thường lại, thất thiết mời hai người ngồi xuống. Tuy nhiên Diệp Phàm vừa về vị trí hai người vội vàng đứng lên, có lẽ vẫn còn lo lắng. Chương 2849, khuôn mặt biểu cảm. Bí thư Diệp, hai chúng tôi tuyệt đối không cố tình gây rối. Thật sự Tống Thủy Dương rất quá đáng. 5 năm trước tôi và ông Lý hợp tác thành lập một phòng thí nghiệm, chuyên nghiên cứu sưu tập các tài liệu liên quan đến tàu thuyền và một số kỹ thuật liên quan. Bởi vì nhà máy sản xuất các sản phẩm linh kiện thiết bị của tàu khá nhiều. Cho nên, tiếp xúc lâu với họ tự chúng tôi cũng suy nghĩ ra một thiết kế. Qua 3 năm khổ tâm sưu tập và nghiên cứu chúng tôi cùng hơn 10 đồng chí cuối cùng bước đầu tạo ra được một hệ thống sản xuất tàu. Trong chuyện này gian khổ quả thực cũng không phải người nào cũng chịu được. Vì có một số kỹ thuật bí mật tôi và ông Lý lén lút vào xưởng đóng tàu của người ta thay phiên nằm vùng. Ngoài ra cho người trộm đồ vật này nọ cũng làm qua. 3 năm rồi, cả ngày lẫn đêm. Bởi vì, chúng ta không muốn thấy nhà máy cơ giới cứ tiếp tục như thế. Không muốn thấy một nhà máy lớn suy đồi như thế, trở thành xưởng sản xuất linh kiện và thiết bị hạng 3. Ưu thế dành hết cho người ta, nhà máy chúng ta gần biển, điều kiện ưu thế như thế vì sao không thể sản xuất chính tàu của mình. Bắt đầu từ tàu nhỏ, mấy trăm tấn đến 1.000 tấn. Tôi tin rằng con người của Phi Không chúng ta dẻo dai. Chỉ cần cho chúng tôi thời gian chúng tôi sẽ sản xuất ra tàu 1.000 tấn. Ngô Lý xúc động phẫn nộ nói. Vậy hệ thống các ông làm ra đâu? Diệp Phàm hỏi, trong lòng nhất thời không thể tưởng được suy nghĩ của hai người này không mưu và hợp với mình rồi. Bị Tống Thủy Dương tịch thu rồi, hơn nữa còn chỉ trích chúng tôi không làm việc chính lại muốn làm chút việc vô dụng. Ông ta căn bản cũng không nghe sự khuyên bảo của chúng tôi, hơn nữa ép dỡ bỏ phòng thí nghiệm của chúng tôi. Và nói chúng tôi lấy trộm tài nguyên của nhà máy, phải bồi thường tổn thất cho nhà máy, phạt chúng tôi hơn 5.000 nhân dân tệ. Vậy là lấy luôn 3 năm tiền lương của chúng tôi. Tiền lương ở nhà máy vốn cách tháng còn không được phát, tính ra thì cũng 6 tháng tiền lương không phát cho chúng ta. Chúng tôi đương nhiên không nộp tiền phạt, Tống Thủy Dương đã nói chúng tôi không nghe lời quản lý phải đuổi chúng tôi. Chúng tôi không có cách nào, nói là nhà máy còn nợ chúng tôi 6 tháng tiền lương, muốn nộp phạt thì trả 6 tháng tiền lương này cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả, Tống Thủy Dương nói như thế nào, nói chúng tôi cổ động người gây sức ép chuyện này, hoàn toàn không tuân theo quy định của nhà máy. Không đếm xỉa đến lãnh đạo nhà máy. Lập tức khai trừ chúng tôi khỏi đảng. Chúng tôi là đảng viên lão thành mấy chục năm, chúng tôi không được thưởng lại bị ông ta khai trừ khỏi đảng. Việc này làm cho người ta rất đau lòng. Hơn nữa, Tống Thủy Dương còn uy hiếp, bảo nếu báo cảnh sát chúng tôi còn phải vào tù. Hai chúng tôi không có cách nào, cùi chỏ đập đùi đấy. Trong nhà máy họ là lãnh đạo chúng tôi là dân. Cho nên, đành phải rời khỏi nhà máy.
hiện giờ tuy nói ở nơi khác được đãi ngộ về tiền lương nhưng việc này vẫn canh cánh trong lòng chúng tôi. Nhà máy phi không là giấc mơ của chúng tôi, cho đến giờ, chúng tôi vẫn mơ ước phi không có thể bay lên. Chỉ cần giải oan cho chúng tôi tình nguyện trở lại nhà máy làm việc. Cho dù không cho chúng tôi tiền lương chúng tôi chết vẫn làm việc. Ông Ngô vẻ mặt phẫn nộ. Ở đây, tôi xin nói một câu, lúc trước muốn làm phòng thí nghiệm này thật ra đã được tôi đồng ý, chỉ là lúc đó tôi en soi với giám đốc Tống ông ấy kiên quyết không đồng ý. Không có cách nào, tôi chỉ có thể ưu đãi cho ông Lý và ông Ngô bí mật làm. Sau đó giám đốc Tống chỉ trích hai người họ tôi đã đứng ra nói và xác nhận. Tuy nhiên, giám đốc Tống không ngờ chỉ trích tôi bao che hai người họ. Ông ấy lấy tư cảnh đảng ủy dọa người, không có cách nào tôi chỉ có thể im lặng. Nói tới chuyện này tôi thấy xấu hổ. Trong chuyện này, tôi rất xin lỗi hai người. Mỗi khi nhớ đến việc này tôi vẫn hối hận muốn đập đầu vào tường. Là đồng chí Tống Thủy Dương đã phá vỡ giấc mơ của chúng tôi. Quản đốc Chu tức giận nói, đột nhiên đứng lên nói. Đương nhiên việc này tôi cũng không dừng chân như vậy. Tôi đã theo dõi đồng chí Tống Thủy Dương. Sau đó phát hiện ông ta không ngờ bí mật tiếp xúc với một số nhà máy đóng tàu nhỏ. Tôi nghĩ, ông ta làm như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ muốn trộm bán hệ thống mà ông Lý và ông Ngô nghiên cứu mấy năm? Nếu không... Rầm. Một tiếng rầm vang lên, giám đốc Tống tức giận đến mức vỗ bàn đứng lên chỉ vào Chu Mạo Thắng nói. Đây là anh ngậm máu phun người, Tống Thủy Dương tôi làm giám đốc nhà máy, bí thư đảng ủy. Vì sự phát triển của nhà máy tiếp xúc nhiều người. Người như thế nào cũng có. Như chuyện tiếp xúc giám đốc những xưởng đóng tàu nhỏ mà nói, đó cũng là muốn kéo khách hàng đến nhà máy chúng ta. Có một số nhà máy đóng tàu nhỏ, là cá nhân làm, chỉ hơn 10 người, nhưng số lượng tàu không nhỏ. Nếu bọn họ đến chỗ chúng ta đặt hàng, sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ. Tống Thủy Dương tôi cực khổ làm việc, Chu Mạo Thắng anh còn vô tội cho tôi. Đây là ý gì, tôi thấy hôm nay các anh kết phường muốn gây sự. Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Hôm nay bí thư Diệp đến đây, vừa lúc rồi, qua chuyện này hoàn toàn có thể lộ ra lòng muông dạ thú của các anh. Chu Mạo Thắng đừng nghĩ chúng tôi không biết, anh từ trước đã thèm muốn vị trí của tôi có Fireco. Mấy năm trước cạnh tranh không nổi vẫn ghi hận trong lòng. Chu tính hãm hại tôi không nói, rõ ràng còn ngầm lập mưu, thủ đoạn của anh cũng quá bị ổi. Bí thư Diệp, tôi hy vọng anh có thể điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho tôi. Hơn nữa tôi muốn nghiêm trị Chu Mạo Thắng cầm đầu làm việc không đàng hoàng, chuyên môn lập mưu làm hỏng một số đồng chí của phi không. Ngậm máu phun người, tôi chưa hỏi anh, tài liệu về hệ thống của ông Ngô và ông Lý ở đâu. Chu Mạo Thắng lạnh lùng hừ nói. Cái gì mà tài liệu về hệ thống tàu thuyền, cái thứ vớ vẩn đó ném vào thùng rác cũng không có người nhặt. Tôi tùy tay ném đi, trong nhà máy chúng ta tài liệu quá nhiều, những thứ rác rưởi cũng phải giữ không phải là chất đầy nhà máy sao. Giám đốc Tống lạnh lùng đánh trả. Đồ rác rưởi, có lẽ là cho người khác rồi. Giám đốc Chu lạnh lùng hừ nói. Chu Mạo Thắng đưa ra chứng cứ, nói cách khác, hôm nay trước mặt lãnh đạo tổng công ty tôi muốn phê bình anh đặt điều. Ngoài ra, việc này nhất định phải xử lý nghiêm. Giám đốc Tống khí thế mãnh liệt, có xu thế vấn tội. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác người này có chút gan thỏ rồi, hẳn trong lòng có quỷ mới thế. Chứng cứ, vừa lúc rồi. Giám đốc xưởng đóng tàu Thiên Hải Lưu Tổng nghe nói bí thư Diệp đến ông ta cũng đến rồi. Ông ta bây giờ đang ở ngoài cửa. Bí thư Diệp, có muốn gọi ông ta vào không? Phó giám đốc Chu chuẩn bị đầu đủ. Tống Thủy Dương vừa nghe xong sắc mặt thay đổi hẳn, hừ nói. Lưu Tổng Vương Tổng cái gì, tôi không biết. Tống Thủy Dương, lương tâm anh bị chó ăn mất rồi có phải không? Lại dám nói là không biết. Mỗi ngày tôi đều mời ông ăn hải sản, uống rượu Tây. Còn đưa ông một căn biệt thự 4 phòng ngủ 1 phòng khách, không ngờ ông nói không biết. Vừa rồi cửa phòng họp không đóng chặt. Lúc này cùng với tiếng mắng một người trung niên đầu chọc bước vào. Người này nhìn hơi đặc biệt. Anh là ai, ai cho anh ta vào? Tôi không cần biết anh là người thế nào, đây là phòng họp của nhà máy phi không, anh lập tức cút ra ngoài cho tôi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ mời anh đến đồn công an. Tống Thủy Dương chỉ vào người đầu chọc nói cuối cùng khó nén được khí thế hung ác bình thường rồi. Tống Thủy Dương đã ở nhà máy phi không mười mấy năm rồi, mấy năm nay cũng đã rèn luyện mình thành người một bàn tay che trời. Bình thường trong xưởng một mình ông ta quyết định, nếu ai có ý kiến bất đồng không thay đổi sẽ bị ông ta trừng phạt. Trò chơi rất hay. Rạp rạp. Một tiếng động vang lên giòn tan,
Tống Thủy Dương quay đầu nhìn phát hiện Bí Thư Diệp đang dùng tay đập cái bật lửa bằng đồng xuống bàn. Tống Thủy Dương vừa thấy đành phải im lặng. Để anh ta vào. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, giám đốc Lưu nhanh chóng bước vào. Anh nói giám đốc Tống uống rượu với anh, còn có biệt thự là thế nào? Nếu không thể giải thích rõ ràng trước mặt tôi hôm nay công ty chúng tôi hoàn toàn có thể lấy lý do bịa đặt mời anh đến cục công an. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm khắc nói. Khí thế của hắn vẫn tương đối dọa người. Lưu Tổng rõ ràng sửng sốt, rụt rụt cổ ấp úng không dám mở miệng. Vốn người này là ông chủ của một xưởng đóng tàu tư nhân, trong xưởng có mấy chục người, so sánh với Phi không chỉ là hạng tép diêu, lo lắng nên khí thế yếu đi không ít. Giám đốc Lưu, đây là Bí Thư Diệp của tập đoàn Hoành Không, cấp trên của nhà máy Phi không chúng tôi. Tuy nhiên, nói thật, nếu anh nói sự thật, Bí Thư Diệp nhất định sẽ giải quyết công bằng. Phó Giám đốc Chu vừa thấy vội vàng khích lệ. Chỉ sợ người này bị dọa cho rụt đầu. Hơn nữa chẳng lẽ anh không muốn lấy lại đồ của mình sao? Phó Giám đốc Chu nói câu cuối cùng đánh trúng điểm yếu của Lưu Ý, người này cắn răng nói. Bí Thư Diệp, các vị lãnh đạo. Tôi tuyệt đối là nói thật, cuối năm kia, qua bạn bè giới thiệu tôi quen Giám đốc Tống của các anh. Xưởng đóng tàu của chúng tôi là một xưởng nhỏ, chỉ có thể sản xuất tàu 300-400 tấn. Giống như thuyền đánh cá, thuyền chở nhỏ, vốn nghĩ quen biết giám đốc Tống là dựa vào cây đại thụ, về sau có thể được sống no đủ. Thường xuyên qua lại, chúng tôi xin ông ta rất nhiều cơm. Mỗi ngày ăn sung mặc sướng, sau lại thân que, giám đốc Tống lộ ra ông ta có tài liệu về hệ thống tàu. Có thể đóng tàu 1.000 tấn, là do nhà máy nghiên cứu mấy năm mới được, chẳng qua bởi vì tổng công ty không đồng ý cải tạo Phi không thành xưởng đóng tàu. Cho nên bản vẽ và tài liệu này thành giấy vụn, tôi vừa nghe liền lung lay, nói thật tôi cũng muốn xưởng đóng tàu phát triển mạnh, kiếm nhiều tiền hơn. Chỉ có thể đóng tàu thuyền nhỏ, có thể có bao nhiêu lợi nhuận, chỉ có thể là chút tiền nhỏ. Nhưng muốn đóng tàu lớn lại không có kỹ thuật. Sau đó tôi đề xuất mua tài liệu này. Không thể tưởng tượng được Lưu Tổng mới nói đến đây giám đốc Tống sầm mặt hét lên một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền